Bạch tiền bối, vậy cần ta hỗ trợ sao? Người bây giờ bên người có ai tại? Có ta hiện thế Bạch tiền bối phân thân, Xích Tiêu kiếm tiền bối, Tạo hóa tiên tử, Long lạc ý chí. Ngoài ra ta hạch tâm thế giới đang trong quá trình mở ra, bên trong còn có Quy tiền bối. Còn có không biết Sở các chủ đầu có tính không một cái trợ lực. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, trả lời. Bạch tiền bối. Trận doanh này ngươi tại sao thua? Tốt a, tình huống ta hiểu được. Hiện tại Hắc Long thế giới có thiên phạt tại, ta không tiện ngoi đầu lên, miễn cho thiên phạt dẫn tới trên đầu ta đến, dù sao ta là cửu u chúa tể tới. Nhưng là, nếu như các ngươi bên kia xảy ra vấn đề, liền mở truyền tống môn chạy cổ u thế giới tới. Ta hiện tại, đang cổ u thế giới làm điểm thú vị bố trí, đối gia hỏa của ngươi nếu là đuổi tới cổ u đến, liền giao cho ta xử lý. Cam đoan để lại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được hồi ức. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hằng, tốt, Bạch tiền bối. Sau đó, hắn một mặt bình tĩnh ngưng thị ma môn đại lão chỗ Long lạc tiết điểm lỗ đen khu vực. Đến a, lại đến đối ta à? Ha ha ha, một đầu con dẹp không có một lần bóp chết, ta liền sẽ không lại bóp lần thứ hai. Yên tâm đi, chỉ ít hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Ma môn đại lão thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tạo hóa tiên tử, Tống con dẹp hôm nay lại còn sống. Công đức xà mỹ nhân, chỉ ít hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Tống Thư Hằng. Mặt khác, có thể dẫn hạ thiên phạt tới đối phó ta, không thể không nói, ngươi mưu kế tiêu chuẩn so với ta trong tưởng tượng cao hơn một chút nhỏ. Nhưng cũng chính là cao như vậy không có ý nghĩa một chút nhỏ. Ma môn đại lão thanh âm tiếp tục nói. Nhưng nếu như đây chính là ngươi toàn bộ mưu lược cùng át chủ bài, như vậy ngươi hôm nay nhất định thất vọng rồi. Long đồng tử cô na nữ sĩ con ngươi, có chút co rụt lại. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, ta khổ đợi ngàn vạn năm, thời cơ rốt cục thành thục. Mà ngươi dẫn hạ thiên phạt vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ta thật cao hứng, bởi vì hắn tới, chính là thời điểm, mà môn đại lão ầm ĩ cười to. Sau một khắc. Tại cái kia Long lạc tiết điểm lỗ đen khu vực bên trong, lại có 108 trụ bay lên. Cái này 108 trụ vẫn giấu kín tại lỗ đen khu vực chỗ sâu, ngàn vạn năm đến một mực thôn phệ, hấp thu Long lạc lực lượng. Cho các ngươi kiến thức hạ thủ đoạn của ta đi, ma môn đại lão lên tiếng nói. Dứt lời, cái kia 108 trụ tổ hợp. Cái này tựa hồ là một bộ đầy đủ tổ hợp pháp khí. Tổ hợp hoàn tất về sau. 108 trụ hóa thành vực sâu, từ Long lạc thế giới một mực liên tiếp đến một cái thế giới khác. Cổ u thế giới. Oanh! Trong hư không thiên phạt tiếp tục hạ xuống. Ma môn trường sinh giả cười hắc hắc, hắn đưa tay chụp một cái, từ bản thân trong bụng quất ra một bóng người. Thân ảnh kia đón gió vừa tăng, hóa thành bản tôn bộ dáng. Đồng thời, thân ảnh kia thả người hướng cổ u thế giới nhảy tới. Trên người của nó. Mang theo cổ u hỗn độn ý chí khí tức. Thiên phạt chi lôi phảng phất chịu đến dẫn dắt, truy kích mà lên, đánh vào đến cổ u bên trong, thiên phạt chi lôi không ngừng oanh hướng cổ u thế giới. Di hoa tiếp mộc, họa thủy đông dẫn. Long đồng tử cô na nữ sĩ nhíu mày, không rõ cái này ma môn trường sinh giả đến cùng muốn làm gì. Tống Thư Hằng, nếu không, chúng ta trực tiếp lên môn đi đội A. Luôn cảm giác nếu để cho gia hỏa này đem sự tình làm thành. Sẽ rất phiền phức. Ngọa thảo, thiên phạt làm sao rơi vào đến cổ u thế giới? Các ngươi lại đã làm gì? Tống Thư Hằng trong đầu, bạch tiền bối thanh âm vang lên lần nữa. Tống Thư Hằng, việc không liên quan đến chúng ta, chính là đối ta cái kia ma môn trường sinh giả, hắn sử dụng thủ đoạn đem thiên phạt dẫn tới cổ u thế giới. Chúng ta hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Nhật hắn, Thư Hằng cho ta đem hắn nhớ đến sổ đen vở bên trên. Gia hỏa này nhìn ta đỗi chết hắn không? Bạch tiền bối cả giận nói. Hiển nhiên, hắn tại cổ u thế giới bố trí chơi vui đồ vật cũng nhận thiên phạt ảnh hưởng, nói không chừng còn bị phá hủy không ít, sở dĩ bạch tiền bối mới có thể căm tức như thế. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói, không có vấn đề, ta lập tức chế tác một bản sổ đen vở đi. Ha 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 ha, nơi xa, ma môn trường sinh giả phát ra cởi mở tiếng cười. Thiên phạt, tới thật sự là kịp thời. Ngay tại lúc này, cổ u hỗn độn ý chí, hôm nay chính là ngươi triệt để nát bấy thời gian. Ma môn trường sinh giả ám đạo. Hủy diệt cổ u ý chí, chiếm cứ cổ u thế giới.
sau đó lại một hơi đem Hắc Long thế giới Long Lạc chiếm đoạt. Đến lúc đó, hắn đem thuận lợi trở thành Hắc Long thế giới cùng cổ u thế giới chúa tể. Trong lúc đang suy tư, Tích Bá Tống Huyền Thánh đem người gia nhập sổ đen. Ma môn trường sinh giả. Gia nhập sổ đen là thứ đồ gì? Nghe giống như là nhà hắn Ma Thần Tông pháp khí săn giết bảo điển loại hình đồ vật. Ma Thần Tông có một quyển bảo điển pháp khí, phàm là bị ghi lại trong danh sách danh tự, đều thuộc về Ma Thần Tông săn giết đối tượng. Đệ tử trong tông nếu là có thể mang tới săn giết bảo điển danh sách trên người đầu, liền có thể trở về lĩnh thưởng. Loại này danh sách bảo điển, kỳ thật các đại môn phái đều có tương tự pháp khí, chính là danh tự khác biệt. Cái này gia nhập sổ đen chẳng lẽ cũng là đem ta gia nhập vào săn giết đối tượng trên danh sách? Ma Tông trường sinh giả trong lòng suy tư nói. Cái này Bá Tống Huyền Thánh lá gan không nhỏ nha. Mà lại, cái này gia nhập sổ đen, còn trực tiếp thông qua Long Lạc cưỡng chế gửi đi tin tức cho hắn, căn bản không cho người ta cự tuyệt chỗ trống, tương đương bá đạo, có hắn ma môn làm việc phong cách. Bất quá, cái này Bá Tống là ai tới? Vì cái gì đột nhiên thêm ta nhập sổ đen? Trong lúc đang suy tư, Ma Tông trường sinh giả đại lão ánh mắt lại đảo qua cái kia con dẹp. Ma Tông đại lão? Không sai, cái này con dẹp trên người lại nhưng treo Bá Tống Huyền Thánh thánh ấn, rõ ràng chỉ là một cái ngũ phẩm tu sĩ, trên người lại treo Huyền Thánh ấn ký. Khó trách bóp hắn lúc như vậy cấn tay, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Xem ra, là ta xem thường hắn. Thú vị, Bá Tống Huyền Thánh, lại nhưng đem ta gia nhập sổ đen. Là ta xem thường ngươi. Ma Tông đại lão ánh mắt đảo qua Tống Thư Hàng, trầm giọng nói. Tống Thư Hàng, Tích gia tăng sổ đen công năng, Tích 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 đã thành công đem Ma Tông trường sinh giả Hà Chỉ Ma Đế gia nhập sổ đen. Khó trách cái này Ma Tông đại lão xem ta ánh mắt đều không được bình thường. Lừa ta đâu? Nhà ai gia tăng sổ đen công năng sẽ còn thông chi đối phương? Ta mã QA có phải hay không đối sổ đen công năng có sai lầm lý giải? Ta thu hồi trước đó, đã đem ta gia nhập vào sổ đen liệt vào săn giết đối tượng, người cũng phải có tương ứng giác ngộ. Ma Tông đại lão Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Đại lão người đối sổ đen công năng có phải hay không cũng có sai lầm lý giải. Kỳ thật, ta không phải Bá Tống Huyền Thánh, ta là Bá Nho Huyền Ma. Đột nhiên, Tống Thư Hàng sau lưng tiên tử lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, tiên tử hai tay nâng lên. Bá Nho Ma ấn tế ra, lập lòe tỏa sáng. Hà Chỉ Ma Đế. Cái đồ chơi này nhìn qua thật sự không giống như là thánh ấn. Thế là, hắn lại đảo qua Tống Thư Hàng một chút. Thật không phải là Bá Tống Huyền Thánh, mà là Bá Nho Huyền Ma. Ta vừa rồi hoa mắt. Tống Thư Hàng. Tống, không lời nào để nói. Thư Hàng. Hắn đang kéo dài thời gian. Cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng. Đừng tìm hắn nói nhảm. Đối hắn, Long Đồng Tử Côn Na nữ sĩ hỏi. Bạch Đạo Hữu, chúng ta tới xung phong. Xích Tiêu Kiếm nói. Mệt mỏi, Bạch Tiền Bối phân thân nhìn về phía Long Đồng Tử Côn Na nữ sĩ, lên. Còn nữa, đối phó Ma Tông trường sinh giả kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Tống Thư Hàng cùng hắn đều chỉ là khách nhân, Long Đồng Tử Côn Na nữ sĩ mới là cái kia tương đối cấp chủ nhân. Vậy ta lên. Long Đồng Tử Côn Na nữ sĩ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng hai tay vung bầy, tựa như là chỉ vung nhà đồng dạng. Sau đó, có một đạo ánh sáng màu vàng óng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Hắc Long thế giới Long Lạc tại phối hợp lấy nàng, lấy Long Lạc ý chí chi lực, ngưng tụ đạo này ánh sáng màu vàng óng bên trong, có được chém ra thế giới lực lượng pháp tắc. Đáng tiếc, nàng bây giờ có thể điều động chỉ là Long Lạc ý chí phương diện lực lượng. Thuộc về Long Lạc ma lực, một giọt cũng không thể sử dụng. Một khi điều động, vậy thì đồng nghĩa với là mở ra phong cấm trạng thái, đến lúc đó ma môn trường sinh giả Long Lạc tiết điểm liền có thể đạt được liên tục không ngừng Long Lạc ma lực ủng hộ, thậm chí trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo quang huy ngưng tụ, Long Đồng Tử Côn Na nữ sĩ dưới chân đại địa nứt toác ra, đại địa chịu không được lực lượng lớn như vậy. Đây là ta hiện tại lực lượng lớn nhất, Côn Na nữ sĩ kêu lên. Đạo này trùng sáng ngưng tụ về sau, hóa thành quang pháo, đánh phía Ma Tông trường sinh giả, khóa chặt cái kia 108 căn ma thần trụ. Quang pháo những nơi đi qua, vạn vật băng liệt, bị chém ra thế giới lực lượng pháp tắc mở ra. Cùng một thời gian, Bạch Tiền Bối phân thân cùng Xích Tiêu Kiếm công kích,
theo sát phía sau. Phần thiên ích địa, kiếm, bạch tiền bối cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, xích tiêu kiếm trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đồng thời có một đạo khai thiên ích địa kiếm ý cùng phần thiên trừ hải đao ý hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành đao kiếm hợp kích hiệu quả. Bạch tiền bối sử dụng xích tiêu kiếm, thành công chém ra kiếm khí. Xích tiêu kiếm kém chút liền kích động lệ rơi đầy mặt, thân là một thanh kiếm loại trường sinh giả thần binh, hắn còn là lần đầu tiên chân chính chém ra kiếm ý công kích tới. Phần thiên trừ hải đao ý, là hắn trong thân kiếm tổn chữ lấy xích tiêu tử lực lượng biến thành phần thiên hỏa diễm đao. Cái kia khai thiên ích địa kiếm ý, là bạch tiền bối cùng hắn phối hợp, chém ra chí cường một kiếm. Đao kiếm hợp nhất, bổ sung không đủ, phát huy ra một dấu lớn hai tổ hợp hiệu quả. Ha ha ha, ngươi cho là ta đang trì hoãn thời gian. Ta chỉ là đang làm một kiện chuyện trọng yếu hơn, lười phân thần thôi. Hà chỉ ma đế trầm giọng nói. Dứt lời, tại cánh tay trái của hắn vị trí, có một cái ma văn lập lòe. Ma văn bên trong phát ra một tiếng tiếng phượng hót cao vút tiếng. Sau một khắc, có một con thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm minh phượng hiển hiện. Minh phượng thân thể khổng lồ, chừng một cái thành nhỏ to lớn. Hắn triển khai hai cánh, ngăn tại côn na nữ si ánh sáng màu vàng óng trước mặt, giữ vững cái kia 108 trụ ma thần trụ. Ánh sáng màu vàng óng hình thành quang pháo, oanh trên người minh phượng. Trong một sát na, quang pháo bên trong ẩn chứa chém ra thế giới lực lượng pháp tắc toàn bộ phóng thích. Minh phượng ngửa mặt lên trời thét dài, tại thân hình của nó, có một cái hắc viêm thế giới hình chiếu hiển hiện, ngoan cường chống cự cái kia quang pháo oanh kích. Hào quang chói sáng, ngọn lửa màu đen, chém ra thế giới vĩ lực, sụp đổ tiểu thế giới. Chớp mắt sau, quang pháo dập tắt, minh phượng hình chiếu ra hắc viêm thế giới đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Minh phượng thân thể rút lại một vòng, bất quá hắn vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu thét dài, tựa như là một đầu đấu thắng kiêu ngạo màu đen gà trống lớn. Ngay tại hắn thét dài thời điểm, một đạo phần thiên hỏa diễm đao ý cùng sắc bén kiếm ý quấn quanh ở cùng một chỗ, phi tốc chạm trên người nó. Minh phượng cũng không có tránh né, cũng né tránh không được, dù sao một kiếm này tốc độ quá nhanh. Hắn có thể cảm ứng được cái này đao ý bên trong cái kia phần thiên hỏa diễm cùng khai thiên ích địa kiếm ý, nhưng hai cái này, nó đều miễn dịch. Thân là minh phượng, hỏa diễm là thức ăn của nó, trên đời này không có hỏa diễm có thể thương tổn được hắn. Đồng thời thân thể nó kết nối lấy hắc viêm thế giới, khai thiên ích địa kiếm ý cũng đối với nó vô hiệu. Ba đáp, thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, minh phượng bị đao kiếm hợp kích chảm kích thôn phệ. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng cũng xuất thủ. Hắn đưa tay, móc ra một thanh cổ quái quỷ đầu đại đao, đồng thời hắn mắt trái thánh nhân chi nhãn sáng lên. Sau lưng hắn, tạo hóa tiên tử một mặt nghiêm túc, tại hạ bá Tống, tuổi tác 18. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Nàng đồng dạng đưa tay nâng lên, phối hợp với Tống Thư Hàng tế lên bá Tống Huyền Thánh Thánh Ấn. Tiên tử, lần sau câu này lời kịch chúng ta sửa đổi một chút, quá hút cừu hận. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn mắt trái sáng lên, đối Hà Chỉ Ma Đế chính là một đạo mang thai ngưng thị. Mang thai ngưng thị đối tuyệt thế cường giả chân chính vô hiệu. Ma đế hiển nhiên quy về cường giả tuyệt thế hàng ngũ, nhất định có thể chống nổi cường giả giám định thuật xem xét. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn là không chút do dự thả ra mang thai ngưng thị. Dù sao cũng là từ nho ra thánh nhân con mắt bắn ra tới công kích, thế gian nhất sâu nam nhân công kích, dù là chỉ là một cái tiểu pháp thuật, dù là hắn không có khả năng có hiệu lực, cũng có thể tạo được dọa người nhảy một cái tác dụng. Dù sao đánh mắt trước chừng một chút, đừng quản có hiệu quả hay không. Chừng chuẩn không sai, cũng sẽ không lỗ vốn. Như thế nào hiếu, tiên tử lớn tiếng kêu lên. Tạo hóa tiên tử, như ý. Nàng lời kịch còn không niệm xong, Tống Thư Hàng mang thai ngưng thị đã tiêu xạ ra ngoài, rơi vào Hà Chỉ Ma Đế trên thân. Tạo hóa tiên tử mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sao có thể dạng này, nàng lời kịch còn không niệm xong. Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, tiên tử tiếp lời nói. Lại đoạt một đợt lời kịch. Tạo hóa tiên tử yên lặng ngồi xổm Tống Thư Hàng sau lưng, hai tay ôm đầu. Nơi xa, Hà Chỉ Ma Đế bị mang thai ngưng thị đánh trúng vào. Không phải hắn cao lạnh, xem thường Tống Thư Hàng cái này con dẹp, đứng đấy cứng rắn chịu công kích tới trang bức. Mà là hắn không động được,
Minh Phượng bị miểu sát. Cái kia đao kiếm hợp nhất chảm kích, chảm trên người Minh Phượng lúc, Minh Phượng ba chít chít một tiếng liền bị dây. Rõ ràng là hỏa diễm vô hiệu, lại kết nối lấy hắc viêm thế giới không sợ sắc bén hình kiếm khí công kích. Nhưng khi cái kia đao kiếm hợp nhất chảm kích quấn lấy Minh Phượng thời điểm, Minh Phượng liền không hiểu thấu bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hà Chỉ Ma Đế đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ bản thân Minh Phượng là thế nào treo. Cái này đao kiếm hợp nhất tổn thương nguyên lý đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có thể đập phát chết luôn Minh Phượng, thậm chí để Minh Phượng liền dục hỏa trọng sinh kỹ năng đều không tới đến kích hoạt. Căn bản không nói đạo lý. Minh Phượng bị dây mất về sau, cái kia đao kiếm hợp nhất chảm kích, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Minh Phượng khi chết, Ma Đế đã nhận lấy phản phệ, thân thể cứng ngắc lại trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này thời điểm, một đường tới tự bá tống công kích rơi vào trên người hắn. Đạo này trong công kích bổ sung khí tức, để Hà Chỉ Ma Đế giật nảy mình. Hà Chỉ Ma Đế chui vào đến cổ u thế giới cắm mắt thời điểm, Nho Gia Thánh Nhân còn không có xuất thế. Sở dĩ, Hà Chỉ Ma Đế cũng không nhận ra Nho Gia Thánh Nhân. Nhưng là, loại này đỉnh phong cấp độ trí cường trường sinh giả khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Loại này khí tức cường đại, tự cùng lúc ấy để nhân sinh chưa bao giờ hưởng qua bại một lần hắn, thưởng thức được đau nhức bại tư vị vị kia, cực kỳ cùng loại. Là chân chính đương thời vô địch, trấn áp chư thiên vạn giới tồn tại, phát ra khí tức. Ba một chút, đạo tia sáng này rơi ở trên người hắn. Nhưng là, Hà Chỉ Ma Đế không có cảm giác được một tơ một hào tổn thương, cũng không có bất luận cái gì tác dụng không tốt cảm giác. Nhưng đây mới là phiền toái nhất, Ma Đế nhíu mày. Không biết mới là vật đáng sợ nhất, năm đó hắn. Cũng là bởi vì chịu một phát nhìn qua rất phổ thông, rất đơn giản kỹ năng, cảm giác không đau không ngứa, liền không có để ở trong lòng, phấn khởi tái chiến. Nhưng cuối cùng, cái kia không đau không ngứa kỹ năng, để hắn hối hận cả đời. Đẳng cấp này tồn tại công kích, cho dù là cái tiểu pháp thuật, cũng không thể xem nhẹ. Ma Đế ý niệm bắt đầu quét hình thân thể của mình. Đúng lúc này, phía sau hắn 108 căn ma thần trụ chỗ tổ hợp trên lối đi, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh vang. Ma Đế! Oanh! Bạch Tiền Bối phân thân chạm ra đao kiếm hợp nhất chạm kích, tại dây Minh Phượng về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện, chạm tại ma thần trụ bên trên. Đây cũng là cái gì thao tác? Không có không gian ba động, đột nhiên lại xuất hiện. Căn bản không nói đạo lý đúng hay không. Nơi xa, Bạch Tiền Bối phân thân mí mắt cụp xuống, mệt chết. Vừa rồi cái kia đao kiếm hợp nhất chảm kích bên trong, hắn còn kèm theo đến từ tai nạn cự quy siêu thời không dạo bước kỹ năng vận dụng. Chảm kích tại diệt đi Minh Phượng về sau, liền tiến vào siêu thời không dạo bước trạng thái. Cái trạng thái này, thế nhưng là liền cửu u chúa tể đều không thể cảm ứng năng lực thần kỳ. Biến mất lặng yên không âm thanh. Lúc xuất hiện lần nữa cũng không có nhất điểm không gian ba động. Sau đó, 108 căn ma thần trụ liền bị giận nổ một đợt. Tốt tại hắn ma thần trụ đủ cứng chắc, chống xuống tới. Nhưng Ma Đế tâm thật mệt mỏi. Ánh mắt của hắn lần nữa lướt qua nơi xa vị kia tóc dài đến lưng tuấn mỹ thân ảnh ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Ma Đế trong lòng có loại trực giác. Cái này tuấn mỹ nam tử, mới là hắn đối thủ lớn nhất. Hắn tồn tại. Rất có thể sẽ phá hư hắn ngàn vạn năm đại kế. Khi hắn chằm chằm vào cái này tuấn mỹ thân ảnh thời điểm, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên đối phương thánh hào. Bạch Thánh, loại cảm giác này, là thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả. Đừng nói cho ta, cái này Bạch Thánh là vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Hiện thế hiện tại bát phẩm huyền thánh nếu là đều như thế sâu, hắn còn mưu cái gì ngàn vạn năm đại kế, nằm chờ chết đi. Trong lòng của hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Trước hết đem cái này Bạch Thánh cho xử lý. Loại trực giác này cực kỳ mãnh liệt. Giống hắn đẳng cấp này tồn tại, bình thường sẽ rất ít có như thế mãnh liệt trực giác. Hà Chỉ Ma Đế xuất thủ, trong tay hắn có một cây trường thương hiển hiện, khóa chặt Bạch Thánh. Trường thương dùng sức ném ra. Năng lượng đã dùng hết. Cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên nói. Xích Tiêu Kiếm. Nhịn không được. Mệt mỏi, đến về, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Nói xong, phân thân hư không tiêu thất không thấy. Chỉ để lại Xích Tiêu Kiếm lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung.
Hà Chỉ Ma Đế toàn lực ném ra trường thương, đột nhiên không có khóa chặt mục tiêu, giữa không trung cứng một lát. Sau đó, trường thương lần nữa đột nhiên bộc phát, hướng phía Tống Thư Hàng đám người vị trí đánh xuống. Cái kia Bạch Thánh không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tống Thư Hàng mấy người vẫn còn ở đó. Hắn bảo thương tức ra, liền nhất định muốn gặp máu mới có thể về. Thư Hàng tiên sinh, một thương này giao cho ta đến. Ngươi một mực công kích, Long đồng tử cô na nữ sĩ nói. Nàng lần nữa toàn lực điều động long lạc lực lượng của ý chí, ngưng tụ ra sán lạn ánh sáng màu vàng óng. Xích Tiêu Kiếm gọi giống vậy nói, Thư Hàng, sử dụng phần thiên hỏa diễm đao. Nhân quả đao, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng huy động trong tay chuôi này nhân quả quỷ đầu đao chính là do một nửa nhân quả thương diễn biến tới được đại đao. Đại đao huy động, nặng nề hữu lực. Theo nhân quả đao đưa ra, Tống Thư Hàng bảy viên tiểu kim đan sáng lên. Từng đầu nhân quả tuyến từ sau lưng của hắn toát ra. Đầu thứ nhất kết nối lấy Bạch Tiền Bối. Đầu thứ hai là Bạch Tiền Bối. Đầu thứ ba là hư ảo thánh nhân cái bóng, cuối cùng lại diễn biến thành thánh nhân chi nhãn. Đầu thứ tư kết nối lấy Sở Các Chủ cùng Sở Các Chủ đầu. Đầu thứ năm xuyên trải qua thiên đế, liên tiếp lấy một vị thần bí tồn tại. Đầu thứ sáu ngoặt một cái, liên tiếp lấy một đầu ghé vào cây cột trên ban văn long. Đầu thứ bảy kéo dài đến bên trên long đồng tử côn na tiên tử trên người. Tống Thư Hàng tự thân nhân quả đao mới vừa vặn nhập môn, miễn cưỡng có thể thi triển môn này cường đại đao pháp. Bất quá lúc này trong tay hắn quỷ đầu đao, lai lịch không thể coi thường cái này đao là cổ u hỗn độn ý chí lấy pháp tắc ngưng tụ ra thần binh nhân quả thương biến thành. Chỉ cần sử dụng phương pháp chính xác để dẫn dắt, liền có thể sử dụng một lần nhân quả chi lực. Xích Tiêu Kiếm tiền bối suy tính ra nhân quả đao đao pháp, chính là một loại chính xác dẫn đạo tư thế. Nhờ vào đó, Tống Thư Hàng thành công đem quỷ đầu đao bên trong ẩn chứa nhân quả chi lực dẫn đường đi ra. Lại bởi vì trong cơ thể hắn bảy viên tiểu kim đan kết nối lấy series bảy đại lão nguyên nhân, một đao kia càng đem cùng Tống Thư Hàng quan hệ mật thiết các đại lão đều dẫn dắt đi ra. Tống Thư Hàng chính mình cũng bị một cái này đao hiệu quả giật nảy mình. Cái này không phải là muốn hướng tất cả nhân quả tuyến kết nối tiền bối, cho mượn một chút sức lực a. Nếu thật như thế, cái này căn bản liền không phải nhân quả đao, mà là đánh không lại tìm phụ huynh đao pháp. Một đao kia xuống dưới, chư thiên vạn giới ai có thể ngăn lại được. Tiếc nuối duy nhất là, nhân quả thương biến thành quỷ đầu đao, chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này thoải mái xong. Bản thân lần sau muốn lại cái này chém ra dạng này một đao, không biết phải chờ tới cảnh giới gì mới được. Bất kể như thế nào, đã một đao kia chém ra đến, liền thống khoái đưa nó thoải mái xong. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đao trong tay đột nhiên chém xuống. Bảy viên tiểu kim đan điên cuồng cộng minh. Thứ nhất tiểu kim đan bá đao, thánh thành, vĩnh bất hãm lạc. Thất thải yêu đan bá tống, thánh kiếm, trung yên thế giới. Công đức toàn cầu bá nho. Thánh nhân, hữu giáo vô loại. Huyết ma hạch tâm bá ma, thánh huyết, vô hạn chớ chú. Hạch tâm lò phản ứng bá bá, thánh hạch, hủy diệt chi tinh. Cổ vu thần huyết bá vu, thánh tế, chư thiên vạn giới. Cổ u long phách bá long, thánh long, long lạc triệu hoán. Sau đó, hắn tiến vào tụ lực giai đoạn. Tống Thư Hàng, mà lại cái này tụ lực thời gian, còn có chút lâu. Đơn giản tới nói, thời gian này, đều đầy đủ địch nhân đem Tống Thư Hàng dùng các loại tư thế chém giết mấy chục lần, cắt thành phiến cũng đủ. Tống Thư Hàng trong tưởng tượng bản thân soái khí vung đao, địch quân sụp đổ tràng diệt, hoàn toàn không tồn tại. Bất quá chỗ Xích Tiêu Kiếm. Ở trong mắt nó, Tống Thư Hàng đao vung đến một nửa, liền phảng phất kẹp lại đồng dạng, chậm chạp không rơi xuống, khiến cho kiếm bắt cấp. Oanh! Nơi xa! Ma đế cái kia tất sát đại thương oanh đến. Đại thương chỗ đến, liền không gian cũng bắt đầu băng diệt. Long đồng tử côn na nữ sĩ điên cuồng ngưng tụ kim sắc quang huy, đánh phía cái kia cán đại thương. Đại thương sắc bén không thể đỡ, mà long đồng tử côn na nữ sĩ có cả cái hắc long thế giới đang ủng hộ nàng, đau khổ trèo chống mặt khác. Ma đế tại đối mặt côn na nữ sĩ lúc, tựa hồ có chỗ cố kỵ, đại thương lực đạo có chỗ thu liếm. Hắn tựa hồ còn không thể trực tiếp chém giết côn na nữ sĩ. Hai loại lực lượng giằng co, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Tạo hóa tiên tử lần nữa ngưng tụ nho văn, nhưng lần này nàng không có tiến công,
mà là dùng nho văn bám vào long đồng tử côn na nữ sĩ trên người, gia trì nàng, để cho nàng có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Công đức xà Mỹ nhân thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, chống lên một tòa công đức điện hình chiếu, tránh cho Tống Thư Hàng dài rằng giặc kỹ năng tụ lực thời gian bị quấy dày. Xích Tiêu Kiếm du tẩu tại Tống Thư Hàng bên cạnh, để phòng không sẵn sàng. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng nhân quả đao đạo thứ nhất nhân quả tuyến kết nối Bạch Tiền Bối, dẫn đầu cho hắn phản hồi, một đạo lực lượng từ chỗ của hắn truyền tới, vì Tống Thư Hàng một đao kia kèm theo trên siêu thời không dạo bước hiệu quả. Bạch Tiền Bối hiện tại đang 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới, lại còn lại ở trong lúc cấp bách dành thời gian cho Tống Thư Hàng trợ quyền. Bạch Tiền Bối theo sát phía sau, có một đạo phá hư, hủy diệt, kết thúc ba hợp một lực lượng pháp tắc, dung nhập vào Tống Thư Hàng một đao kia bên trong, đây là cửu u chúa tể pháp tắc bên trong bạo lực nhất mấy đầu lực lượng. Bạch Tiền Bối lực lượng độ đến về sau, bổ sung nhắn lại, cho ta hung hăng đối hắn. Mặt khác, chính người chú ý an toàn, cổ u hỗn độn ý chí nhìn qua có chút không chịu nổi, đoán chừng sẽ tạm thời vỡ nát. Ma đế đem tất cả cường hóa thiên phạt đều kéo vào đến cổ u thế giới bên trong, vì đem cổ u hỗn độn ý chí lại vỡ nát một lần. Cổ u hỗn độn ý chí không cách nào bị triệt để xóa bỏ, chỉ cần cổ u thế giới vẫn còn, coi như hỗn độn ý chí bị vỡ nát, qua một đoạn thời gian về sau, hắn lại ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong một lần nữa ngưng tụ. Theo sát phía sau, là thánh nhân đầu kia gãy mất nhân quả tuyến, truyền đến phản hồi. Tống Thư Hàng vốn cho rằng đầu này nhân quả tuyến đã chơi xong, bản thân không cách nào từ đó đạt được bất luận cái gì trợ lực. Nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là có tác dụng. Tống Thư Hàng mắt trái một trận nóng rực, ánh mắt ấm lên, phảng phất muốn nổ tung lên đồng dạng. Đồng thời, cái này nho ra thánh nhân chi nhãn phản hồi cho Tống Thư Hàng đại lượng tin tức. Thánh nhân chi nhãn khóa chặt xa xa ma đế, đem đại lượng số liệu phản hồi đến Tống Thư Hàng trong đầu. Những thứ này số liệu chỉ thị Tống Thư Hàng, một hồi xuất đao muốn hướng chỗ nào chặt, dùng cái gì tư thế đi chặt sẽ nhất ra sức. Thậm chí những thứ này số liệu bên trong, còn bao gồm Bạch Tiền Bối siêu thời không dạo bước số liệu, Bạch ba hợp một bạo lực pháp tắc số liệu. Đây là tới từ ở thánh nhân quý giá kinh nghiệm chiến đấu, dẫn đạo Tống Thư Hàng chiến đấu. Lại nói tiếp, đến từ hai vị sở các chủ phản hồi, đồng thời truyền đạt đến Tống Thư Hàng trên người. Hai vị sở các chủ truyền tới lực lượng, có chút vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến. Các nàng truyền tới không phải tự thân trường sinh đại đạo lực lượng, thậm chí cùng bích thủy các hệ thống sức mạnh cũng không có bao lớn quan hệ. Hai vị sở các chủ lực lượng, nhất chính nhất phụ, nhất sinh nhất tử, sau lưng Tống Thư Hàng ngưng tụ ra hai gốc trùng thiên đại thụ. Nhưng sinh tử song cây chỉ là một cái thông đạo, trong cõi u minh lại có một phần khác lực lượng, từ sinh tử song cây tạo thành thông đạo bên trong, rơi trên người Tống Thư Hàng, ra chỉ tại nhân quả đao trên đó là một đạo đao ý, bá đạo đến cực điểm đao ý. Thiên hạ địa hạ, duy ngã độc tôn. Phần này đạo ý, cùng hai vị sở các chủ tính cách hoàn toàn không hợp. Hạ một đạo nhân quả tuyến, là thiên đế. Đích thiên đế hướng người truyền thâu 10 giây công lực, kèm theo tin tức, Tống tiền bối, người vậy mà lại hướng ta xin giúp đỡ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tới đi, tiếp thu lực lượng của ta đi, Tống tiền bối. Tống Thư Hàng. Kỳ thật nói thật, nếu như có thể lựa chọn, Tống Thư Hàng không quá nguyện ý tiếp xúc đến thiên đế lực lượng, luôn cảm giác nàng lại là cái hố to. Thiên đế đem lực lượng của mình cho mượn Tống Thư Hàng, mà lại nàng lộ vẻ tương đương đại phương, vừa ra tay đưa tới trực tiếp chính là quang âm chi lực, là nàng căn bản nhất lực lượng, là nàng thiên đình con đường trường sinh căn cơ. Này thời gian lực lượng độ tại nhân quả đao bên trên, quả nhiên là thời gian như đao, đao đao thúc người lão. Sau đó, đến phiên chính là Ban Văn Long Đại Lão. Ban Văn Long Đại Lão vẫn như cũ quấn quanh ở cây cột bên trên, sung làm phù điêu. Hướng ta mượn lực lượng, xấu, cự, Ban Văn Long Đại Lão trả lời. Đang khi nói chuyện, nhân quả tuyến trạm trung chuyển thuộc về Trình Lâm cái điểm kia có chút sáng lên, chợt lóe lên. Sau đó, Ban Văn Long Đại Lão trên người có vô số loại lực lượng hóa thành lớn đĩa quay đồng dạng, xoay tròn. Cuối cùng, ngẫu nhiên rút lấy trong đó một loại, gia trì đến Tống Thư Hàng trên người. Ban Văn Long Đại Lão. Lúc này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Thuộc về Ban Văn Long Đại Lão lực lượng, rơi vào Tống Thư Hàng trên đao, nhưng là tác dụng tại Tống Thư Hàng trên thân. Đây là một loại tên là huyết tế vu thuật, khác bổ sung Ban Văn Long Đại Lão bộ phận lực lượng.
Ban Văn Long Thiên Đạo nắm giữ số lượng khổng lồ pháp thuật, hắn đang nghiên cứu phương diện rất có thiên phú. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, cửu tu Phượng Hoàng Đao, Thiên Đạo Phòng Tối, Nho Gia Kim Liên cùng cửu U Tà Liên thế giới các loại đồ vật, đều là hắn nghiên cứu ra được. Hắn đối vụ thuật cũng có liên quan đến. Mà cái này huyết tế vụ thuật, là thông qua hiến tế tự thân máu tươi, đổi lấy trong thời gian ngắn rất khoa trương nhục thân bộc phát loại hình vụ thuật. Trùng hợp như vậy, Tống Thư Hàng tại cảm ứng được loại lực lượng này thời điểm, trong lòng hơi động. Bởi vì hắn thứ 6 tiểu kim đan cổ vu thần huyết trên mã QA kim đan cấu đồ, quét hình đi ra đồ án, chính là cổ vu tế đàn, cùng nam tử nhỏ máu hiến tế hình ảnh. Cái này huyết tế vu thuật kích hoạt, thuộc về Ban Văn Long đại lão lực lượng, kích thích Tống Thư Hàng, bắt đầu dẫn đạo huyết tế vu thuật. Tống Thư Hàng tiểu kim đan đồ án, phảng phất nhận lấy cộng minh, tiếp nhận cái này huyết tế vu thuật. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình thể nội một nửa phía trên máu tươi, sôi trào lên, bị chuyển hóa làm tế phẩm. Trong nháy mắt mất đi một nửa phía trên máu tươi, Tống Thư Hàng sắc mặt trắng bệch, nhưng không có suy yếu. Ngược lại là một loại lực lượng kinh khủng, từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng bạo tạc. Ban Văn Long đại lão lực lượng kim đan cấu đổ huyết tế vụ thuật. Tống Thư Hàng nhục thân chi lực được đề thăng đến cực hạn. Ở trên đỉnh đầu hắn, một đầu to lớn thánh viên dẫn đầu hiển hiện, tay nâng kinh thư, lần này thậm chí trên người đều nhiều hơn một kiện nho sam. Mà sau lưng thánh viên, có hơn 2,000 con tiểu hào thánh viên, bầy phân thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề đi theo lớn thánh viên sau lưng. Bọn chúng đồng dạng người khoác nho sam, tay nâng kinh thư. Đầy khắp núi đồi thánh viên, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu dùng viễn cổ ngôn ngữ phát ra tiếng, dường như tại đọc chậm lấy kinh thư trên nội dung. Bất quá, chỉ cần là có thể nghe hiểu viễn cổ ngôn ngữ người, liền có thể nghe được nho gia thánh viên nhóm đọc từ kỳ thật chính là một cái từ 666, 666. Sau cùng nhân quả tuyến, liên tiếp lấy long lạc ý chí, long đồng tử côn na nữ sĩ. Côn na nữ sĩ đại biểu long lạc ý chí, hiện tại không cách nào vì Tống Thư Hàng cung cấp quá nhiều trợ giúp nàng đang toàn lực đổi lấy cái kia cán đại thương. Mặt khác, nàng căn nguyên long lạc hiện tại cũng ở vào phong cấm trạng thái. Bằng không mà nói, nàng có thể vì Tống Thư Hàng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nàng duy nhất có thể cung cấp cho Tống Thư Hàng, chính là tinh thần lực. Nàng trực tiếp đem long lạc tinh thần, hách đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng nguyên bản nóng rực thánh nhân chi nhãn nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống tới. Từ thánh nhân chi nhãn nơi đó truyền tới khổng lồ chiến đấu số liệu. Nguyên bản Tống Thư Hàng đầu óc đều nhanh không chịu nổi, mà bây giờ có bên ngoài nhận long lạc tinh thần lực, những thứ này chiến đấu số liệu lập tức biến rõ ràng. Thân thể khổng lồ lực lượng, hách long lạc ý chí tinh thần, nho ra thánh nhân chi nhãn cung cấp chiến đấu trợ giúp, thiên đế quang âm chi lực, hai vị sở các chủ cung cấp bá đạo đạo ý, bạch tiền bối bạo lực ba hợp một pháp tắc, bạch tiền bối cung cấp siêu thời không dạo bước thiên phú phương thức công kích. Nhân quả đao rốt cục tụ lực hoàn thành. Một đao kia quá mức khủng bố, dưới trạng thái bình thường, chỉ sợ Tống Thư Hàng còn không chém ra một đao kia, thân thể của mình liền sẽ không chịu nổi lực lượng, trực tiếp sụp đổ. Mà bây giờ, hơn 2,000 con thánh viên cường hóa thể chất, để Tống Thư Hàng có thể hoàn mỹ đem một đao kia cho chém ra đi. Hà chỉ ma đế, ăn ta một đao kia. Tống Thư Hàng hai tay nắm ở quỷ đầu đao. Đè nén trong lòng muốn gào thét xúc động không thể lãng phí bạch tiền bối kèm theo siêu thời không dạo bước hiệu quả. Mà liền tại Tống Thư Hàng tụ lực hoàn thành trước đó một khắc. Hà chỉ ma đế đột nhiên cười như điên, ha 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 thành, xong rồi. Ta ngàn vạn năm đại kế, vào hôm nay cuối cùng thành công. Cổ U trong thế giới. Cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể, tại hà chỉ ma đế số tôn phân thân chấn áp thiên phạt lực lượng oanh kích bên dưới, bị đánh nát. Hà chỉ ma đế một tôn phân thân, có được khắc chế cổ u hỗn độn ý chí lực lượng. Tôn này phân thân trong tay ma thần trụ, có thể làm cho hỗn độn ý chí thân hình bị định thân mấy giây thời gian. Phối hợp thêm thiên phạt lực lượng, rốt cục đem cổ u hỗn độn ý chí hoàn toàn đánh nát. Thiên phạt lực lượng, rốt cục tiêu tán. Trên lý luận tới nói, cổ u hỗn độn ý chí coi như bị đánh nát, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, còn có thể một lần nữa ngưng tụ, phục sinh. Hà chỉ ma đế sớm đã có chuẩn bị. Hắn bố trí tại cổ u thế giới đặc thù ma thần trụ, đồng thời vùi đầu vào cổ u thế giới tà năng chi hải bên trong, phối hợp với hắn tôn này phân thân hành động,
thừa dịp cổ u hỗn độn ý chí bị nát bấy đứng không thời gian bên trong, phân thân của hắn ngắn ngủi đoạt được cổ u thế giới quyền khống chế. Cái này quyền khống chế là tạm thời, đường cổ u hỗn độn ý chí khôi phục lúc, quyền khống chế vẫn là sẽ bị thu hồi. Nhưng ma đế muốn, chính là thời gian kém. Tại lấy được cổ u thế giới quyền khống chế về sau, hắn tại Hắc Long thế giới bản thể rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Long Lạc, hôm nay lên, người đem thuộc về ta. Hà Chỉ Ma Đế nói. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ, người không phải kiểu mà ta yêu thích. Nàng cắn răng vung lên, trong tay kim sắc quang huy nổ tung, đem cái kia cán đại thương đánh bay trở về. Mà đúng lúc này, Ma Đế thân ảnh đột nhiên vượt không gian lóe lên, xuất hiện tại Côn Na nữ sĩ bên người. Sau đó, hắn đưa tay chụp vào Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ vốn định tránh né. Nhưng ma đế trên lưng có một cây côn trạng ma thần trụ có chút lóe lên, Côn Na nữ sĩ tự cùng lúc trước cổ u hỗn độn ý chí đồng dạng, bị định thân sát na thời gian, không cách nào động đậy. Ma đế ngàn vạn năm đến, đã nghiên cứu ra khắc chế cổ u hỗn độn ý chí ma thần trụ, đương nhiên cũng sẽ không quên lại thêm một cây khắc chế Long Lạc ý chí. Hắn tóm lấy Côn Na nữ sĩ, sau đó, một thanh liền đem nàng nuốt, ma đế bản thể, đã không phải là hình người, hắn chân thân. Chừng 10 mét độ cao, bày biện ra ma thần hình tượng. Ma đế hôm nay rất vui vẻ. Nuốt vào Côn Na nữ sĩ về sau, ý chí của hắn quân lâm Hắc Long thế giới cổ u thế giới. Hai thế giới đều thành hắn vật sở hữu. Giờ khắc này hắn, có được tiếp xúc bất hủ cái này khái niệm cơ hội. Sau đó, là thời điểm thuận tay đem cái kia cấn tay bá tống cho bóp chết. Ma đế xoay người lại, nhìn về phía bá tống. Tống Thư Hàng vừa vặn đột nhiên vung đao. Sau một khắc, ma đế phía sau lưng, chúng sáng chói đao. Ma đế, là ai như thế gan mập, đặc mã ở sau lưng đâm ta đao? Lại là cái kia Bạch Thánh. Ma đế, ta hiện tại chúa tể Hắc Long thế giới cùng cổ u thế giới, hai thế giới pháp tắc gia trì. Ngươi cho rằng loại này không nói lý đánh lén, còn có thể làm bị thương ta. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác mình phía sau truyền đến đau khổ kịch liệt, cái này sáng chói một đao, phảng phất mọc ra mắt đồng dạng, chạm tại hắn yếu ớt nhất, chí mạng nhất vị trí. Hắn hộ thể ma thần trụ, ma thần chi thể, vạn ma hộ giáp, hộ thể ma diễm, hộ thể pháp tắc. Hết thảy 600 loại cường hoành phòng ngự, toàn bộ bị một đao bổ ra. Một đao kia, đơn giản so ma đế bản thân còn muốn hiểu rõ hơn tự thân yếu ớt chỗ. Trên đao man lực vô cùng kinh khủng. Phảng phất là diệt thế man thú chi lực mơ hồ trong đó, phảng phất có hơn 2,000 con man lực vô song viễn cổ thánh viên, đem tất cả lực lượng ra chỉ tại một đao kia lên. Đao quang chạm tại hắn nhục thân bên trên đó có một đạo bá đạo vô cùng đao ý, xé mở hắn nhục thân. Cái kia bá đạo đao ý, có loại duy ngã độc tôn khí thế. Đây là một tôn tiếp cận đương thời vô địch tồn tại, chỗ chém ra đao ý. Đao khí nhập thể trong nháy mắt. Liền có một loại thời gian chi lực ăn mòn tiến đến thời gian chi lực, đây là chư thiên vạn giới khó khăn nhất lĩnh ngộ huyền bí lực lượng. Một khi nắm giữ thời gian huyền bí, cơ hồ liền có thể làm đến vô địch cùng cảnh giới. Mà đạo này thời gian chi lực cực kỳ bá đạo, ma đế trường sinh giả nhục thân, cũng đỡ không nổi cái này thời gian chi lực ăn mòn, vết thương bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu, tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Nhưng kinh khủng nhất còn không phải tuế nguyệt đao khí, mà là một đao kia bên trong ẩn chứa một đạo chí cường lực lượng pháp tắc. Phá hư, hủy diệt, kết thúc ba hợp một, ba đỏ thuần bạo lực pháp tắc, hoàn toàn là vì diệt vong mà tồn tại lực lượng pháp tắc. Mà lại cái này lực lượng pháp tắc đẳng cấp vô cùng kinh khủng, đã vượt ra khỏi tu sĩ có thể nắm giữ cực hạn. Cái này ba hợp một pháp tắc theo đao ý chém vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư nhục thể của hắn, sụp đổ thân thể của hắn kết cấu. Thậm chí, cái này ba đạo pháp tắc trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể của hắn chém vào hư không bên trong, đem lực lượng hủy diệt dẫn hướng ma đế trong hư không ngưng tụ bổn mạng tinh thần. Đuổi tận giết tuyệt, ma đế thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Có ma huyết từ sau lưng của hắn dâng trào, chiếu xuống địa. Mặt đất bị ma huyết ăn mòn, hóa thành tuyệt địa. Nếu như tiếp tục kéo dài, mảnh này ma huyết nhỏ xuống chi địa sẽ thành sinh linh cấm khu. Một đao, trọng thương tàn huyết, để ma đế nhục thân lâm vào sắp chết trạng thái. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa,
thậm chí ma đế trường sinh giả bản nguyên đều muốn bị thương tổn. Trên lưng vết thương không có ý nghĩa, nhưng hắn trong cơ thể, bị tuế nguyệt, ba hợp một bạo lực pháp tắc, bá đạo đao ý không ngừng phá hủy. Tựa như là một thanh cắm vào dưa hấu nội bộ cái khoan, mặc dù chỉ ở dưa hấu bên ngoài lưu cái lỗ nhỏ, nhưng cái khoan tại dưa hấu nội bộ không ngừng rào thiết, đem dưa hấu nội bộ cắt thành nhựa. Đau khổ kịch liệt, một đợt cao hơn một đợt, sóng sau cao hơn sóng trước, kích thích ma đế thần kinh. Loại trình độ này thống khổ, ma đế đã cực kỳ lâu không có thưởng thức được. Trường sinh giả đã không có thọ nguyên khái niệm, hắn thậm chí kém chút quên lãng thống khổ tư vị. À, ma đế điên cuồng điều động bản thân tất cả lực lượng, đi áp chế thể nội thời gian đao khí, ba hợp một pháp tắc phá hư. Long lạc. Hiện tại long lạc ý chí đã bị hắn thôn phệ, cùng cổ u ý chí đồng dạng, nếu như hắn không khai thác biện pháp, long lạc ý chí cũng sẽ ở tương lai một lần nữa ngưng tụ sinh ra. Nhưng ít ra hiện tại, long lạc ý chí bị hắn thôn phệ, hắn chúa tể long lạc, có được long lạc tất cả quyền hạn khống chế. Long lạc bên trong ma lực, toàn bộ tới đây cho ta. Ma đế điều động long lạc lực lượng, ý đồ mượn nhờ long lạc lực lượng tới áp chế trong cơ thể mình thương thế. Đồng thời, hắn còn tại đồng thời điều lấy cổ u thế giới lực lượng. Lúc này, ma đế cũng cố kỵ không được cổ u thế giới lực lượng cùng long lạc lực lượng xung đột vấn đề, trước đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn lại nói. Đối diện, Tống Thư Hàng tại chém ra cái này từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất một đao về sau, đồng dạng hư nhược ngã về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Trên đỉnh đầu, hơn 2,000 con thánh viên biến mất không thấy gì nữa, huyết tế mang tới lực lượng cường đại tiêu tán. Huyết tế để hắn đã mất đi hơn một nửa máu tươi, mà lại bộ phận này thánh tế biến mất máu tươi, trong thời gian ngắn không cách nào thông qua đan dược và pháp thuật bổ về, suy yếu trạng thái đem duy trì một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, mắt trái chỗ thánh nhân chi nhãn phát ra một đám khói trắng, cơ hồ muốn đem Tống Thư Hàng hốc mắt nướng cháy. Mắt thấy Tống Thư Hàng sắp ngã sấp xuống lúc, sau lưng, tiên tử nhẹ nhàng nâng hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Tống Thư Hàng trong tay, chuôi này nhân quả thương biến thành quỷ đầu đao, chậm rãi tiêu tán ra, hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Đau lòng, như vậy mỹ diệu bảo vật, cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Lúc này, tiên tử không có làm quái, nàng chỉ là ôn nhu đem Tống Thư Hàng đỡ lấy. Tạo hóa tiên tử đi vào Tống Thư Hàng bên người, nàng cũng khó được không có bão tố hí, mà là duỗi ra tay nhỏ, ấn tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem xích hồng thánh nhân chi nhãn lấy xuống, lại đem Tống Thư Hàng nguyên bản trong mắt lắp trở về. Đợi đã, tạo hóa tiên tử đợi đã, con mắt của ta hiện tại lắp trở lại. Trễ, Tống Thư Hàng cảm giác mình trong mắt một lắp trở lại, liền phảng phất bị ném vào xôi chảo chảo nóng bên trong, lập tức liền chín, mắt trái một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này trong mắt sẽ không phế đi à. Ngọa thảo, cái này lúc, Tống Thư Hàng bên người xích tiêu kiếm mới dư vị tới, nói một câu xúc động. Vừa rồi một đao này uy lực, quá mức đáng sợ. Không chỉ là lực phá hoại phương diện, càng đáng sợ chính là trên đó pháp tắc cấp bậc tổn thương. Tống Thư Hàng yếu ớt nói, xích tiêu kiếm tiền bối, côn na nữ sĩ còn có thể lại móc ra không? Long đồng tử côn na nữ sĩ bị ma đế một thanh nuốt, nhưng hẳn là không chết Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, mình và nàng nhân quả tuyến còn không có cắt ra. Ta đi xem một chút, xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tích Hà chỉ ma đế chính lợi dụng quyền hạn, cưỡng chế rút ra tất cả long lạc ma lực. Nhân viên quản lý bá Tống, có hay không đối Hà chỉ ma đế hành vi tiến hành ngăn lại? Có, hay không? Tống Thư Hàng, còn có chức năng này. Ma đế còn chưa có chết, trường sinh giả đại lão, cơ hồ rất khó bị chém giết. Cẩn thận, xích tiêu kiếm tiền bối, ma đế tại rút ra long lạc lực lượng khôi phục. Trước đừng đi qua, trước cho ta hộ pháp, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn có tuyển hạng. Lúc này, hắn đương nhiên lựa chọn ngăn lại ma đế dùng quyền hạn rút ra long lạc ma lực khôi phục. Đối diện, bị vùi dập giữa chợ tại ma đế, đang điên cuồng rút ra long lạc ma lực trị thương. Triệt để chúa tể long lạc chính là như thế thoải mái, long lạc lực lượng theo hắn rút ra, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Ục ục bá Tống sử dụng siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, hạn chế ngươi đối long lạc lực lượng cưỡng chế rút ra.
hạn chế bắt đầu bên trong. Ma đế. Một sát na bên trong, ma đế trong đầu hiện lên một vạn câu không mang theo tái diễn, cổ kim từng cái ngôn ngữ phiên bản, từng cái thế giới phong cách lời thô tục. Mỗi một câu lời thô tục đều là nhằm vào bá tống gia hỏa này. Ma đế hiện tại hối hận nhất sự tình, chính là lúc ấy bản thân bởi vì cấn tay lý do này, lại nhưng không có lựa chọn lại bóp chết bá tống cái này con dẹp. Lúc đó bản thân nên không nói hai lời, vào chỗ chết bóp chết gia hỏa này. Mặt khác, ta hiện tại là chúa tể long lạc quyền hạn đi, dựa vào cái gì một cái siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, có thể đối với ta tiến hành hạn chế. Ma đế trong lòng rất buồn bực. Ục ục bá tống quyền hạn hạn chế thất bại, quyền hạn không đủ. Ma đế, quyền hạn không đủ cũng đừng nhắc nhở được không? Mặt khác, cho ta đem ra hỏa này nhân viên quản lý quyền hạn cho hạ. Tống thư hàng bên kia. Ục ục siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn bá tống, hạn chế thất bại. Quyền hạn không đủ, không cách nào hạn chế đối phương đối long lạc lực lượng cưỡng chế rút ra, có hay không sửa đổi mệnh lệnh vì chậm lại long lạc ma lực lưu thông tốc độ, lấy duy trì long lạc vận chuyển bình thường. Có, hay không? Vâng vâng vâng, nhất định phải tuyển có. Tống thư hàng cắn răng nói, không ổn a, ma đế đã lấy được long lạc quyền hạn tối cao. Tích đối long lạc ma lực lưu thông tốc độ chậm lại thành công, mời lựa chọn ma lực lưu thông tốc độ đẳng cấp, chậm nhất, bình thường hoãn, bình thường tốc độ, rất nhanh tốc độ, cực tốc. Chậm nhất, có thể có bao nhiêu hoãn liền cho ta hạn chế đến kéo dài thêm. Tống thư hàng bổ sung nói bổ sung, hết thảy vì long lạc cơ sở vận chuyển. Tích chỉ lệnh hạ đạt hoàn thành, ma lực lưu thông tốc độ vì chậm nhất. Ục ục hà chỉ ma đế đối bá tống nhân viên quản lý quyền hạn tiến hành tước đoạt. Ục ục tước đoạt thất bại, nhân viên quản lý quyền hạn cố định hạn lúc 20 ngày, đến kỳ trước không cách nào tước đoạt. Siêu A, Tống Thư Hàng vui vẻ. Ma đế tiếp tục cùng thương thế bên trong cơ thể chống lại. Tích bá tống sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn, đối long lạc ma lực lưu thông tốc độ tiến hành hạn chế vì chậm nhất. Hết thảy vì long lạc vận chuyển bình thường. Ục ục đối bá tống nhân viên quản lý quyền hạn bóc ra thất bại. Quyền hạn trong vòng 20 ngày không cách nào tước đoạt. Ma đế. Tất huông. Bá tống tựa như là một cây gậy quấy phân heo, quyền hạn mặc dù không bằng hắn, nhưng là chỉ cần hắn đối long lạc tiến hành thao tác, bá tống căn này gậy quấy phân heo liền có thể nhúng tay vào quấy một quấy. Trọng yếu nhất chính là, cái này quyền hạn trong vòng 20 ngày còn không cách nào tước đoạt. Chờ ta thương tốt hơn một chút, ta liền giết chết gia hỏa này. Ma đế hận cắn răng. Còn tốt, ngoại trừ long lạc bên ngoài, hắn còn có cái cổ u thế giới, có thể cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, tiến hành chữa thương. Đang lúc ma đế chuẩn bị tăng lớn đối cổ u thế giới lực lượng rút ra lúc, đột nhiên. Cổ u thế giới lực lượng lưu động, cũng bắt đầu biến chậm chạp. Tại cổ u trong thế giới, phảng phất có một vị khác chúa tể giả xuất hiện, bắt đầu ở cổ u trong thế giới gây sự, thuận tiện bắt đầu bóp gấp hắn đối lực lượng hấp thu. Ma đế. Thì thế nào a? À? Long lạc có bá tống căn này gậy quấy phân heo, cổ u thế giới lại có ai? Nghĩ tới đây, ma đế ý thức thẳng giáng lâm tiếp vào cổ u thế giới. Hắn hiện tại cũng coi là cổ u thế giới chúa tể, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhìn lượt cổ u thế giới hết thảy chi tiết. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị kia chúa tể giả, đối phương căn bản không có muốn ẩn núp ý tứ. Tuấn Mỹ vô song thân ảnh, xuất hiện tại ma đế ý thức cảm ứng bên trong. Thân ảnh kia tóc dài đến lưng, thân mang phiêu giật trường bào, ngồi ở một trương vương tọa phía trên. Hắn mắt như tinh thần lóa mắt, trên người có loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mị lực lan ra, chư thiên vạn giới tất cả sự vật ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Lúc này, cả cái cổ u thế giới lực lượng, đều tại hướng hắn thần phục. Bạch Thánh. Không, không đúng, đây không phải Bạch Thánh. Bạch Thánh không có khủng bố như vậy lực lượng. Mà lại khí chất phương diện cũng hơi có chút khác biệt. Trên vương tọa, vị này cùng Bạch Thánh trưởng thân ảnh giống nhau như đúc, ngẩng đầu cùng ý thức của hắn liếc mắt nhìn nhau. Chỉ một cái liếc mắt, ma đế ý thức chịu đến trùng kích. Đó là thế gian lớn nhất tà ác, là hủy diệt cực hạn, giết chóc căn nguyên, vạn ác chi nguyên. Trong đó, càng ẩn chứa vô cùng kinh khủng ý thức phương diện công kích. Trên vương tọa, Bạch Tiền Bối mỉm cười, lại hỏng lại có mị lực. Cái này một cái ngưng thị bên trong bổ sung ý thức công kích, hắn đã chuẩn bị cả buổi, liền đợi đến đối phương tự động đưa tới cửa.
ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi dám đến cổ u thế giới, ta liền cho ngươi một phát hung ác. Bạch tiền bối nói khẽ. Đáng tiếc, đối phương chỉ là ý thức tới. Nếu như là nhục thân trực tiếp tới cổ u thế giới, bạch tiền bối còn chuẩn bị càng có hồi ức giá trị đại lễ. Tiếp đó, cái này cổ u thế giới của ta, bạch tiền bối lớn tiếng tuyên bố. Đừng tìm hắn nói cái này địa bàn vốn là thuộc về cổ u hỗn độn ý chí loại sự tình này, hắn nhưng là cửu u chúa tể, vạn ác chi nguyên, cướp người địa bàn không phải chuyện rất bình thường sao. Cùng lắm thì, chờ cổ u hỗn độn ý chí khôi phục về sau, phong nàng một cái chư hầu loại hình. Dù sao, địa bàn này hắn chắc chắn phải có được. Sở dĩ tại đoạt địa bàn trước, hắn còn muốn trước đem ma đế cắm ở cổ u thế giới cây cột cùng hắn ẩn tàng cái kia phân thân. Thanh lý một lần, miễn cho đến lúc đó hắn lại đụng tới gây sự. Ma đế ý thức chịu đến bạch tiền bối chính diện trùng kích, tăng thêm cổ u thế giới năng lượng bị bóp lấy, Long Lạc lại có Tống Thư Hàng căn này gậy quấy phân heo đang làm sự. Trọng thương ma đế, lập tức có chút nhịn không được. Hắn ý thức khẽ động, đem mình tại cổ u thế giới phân thân gọi trở về, thủ hộ bản thể. Ngay sau đó, hắn chủ ý biết xa vào đến một chủng loại giống như hôn mê quỷ dị trạng thái. Không gian ba động đẩy ra, ma đế phân thân vượt không gian mà đến, nâng lên trọng thương bản thể. Ma đế phân thân ngắm nhìn Tống Thư Hàng bọn người một chút, sau đó cùng bản thể cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ma đế biến mất không thấy gì nữa, Tống Thư Hàng cũng không có khí lực đi ngăn cản. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại nhận được một đầu đến từ Long Lạc tin tức. Hà chỉ ma đế lâm vào ngủ say hình thức. Ngủ say trong lúc đó, quyền hạn tối cao tạm thời chuyển di. Hắn thu được Long Lạc quyền hạn tối cao. Mặc dù tạm thời, 20 ngày. Tại thu hoạch được Long Lạc quyền hạn tối cao thời điểm, Tống Thư Hàng não hải lập tức sinh động. Trong lòng của hắn hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Lúc này, ta có hay không có thể đem Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, đều tiếp vào đến Long Lạc bên trong đến. Thậm chí không chỉ có là quần bên trong tiền bối cùng đạo hữu, còn có một số cùng mình quan hệ hơi tốt đạo hữu, cùng đệ tử của mình, sủng vật thông nương, đều có thể thêm tiến đến. Điểm ấy tiểu tiện lợi đối Long Lạc mà nói, tự nhiên là không có vấn đề. Ý nghĩ hiển hiện về sau, Tống Thư Hàng chống đỡ thân thể hư nhược, liền nghĩ đưa nó thực hiện. To gan ý nghĩ nhất định phải tăng thêm ra sức thực tiễn năng lực, mới là thông hướng thành công đại đạo, nếu không cũng chỉ là nghĩ viển vông. Tống Thư Hàng chính là một cái thực tiễn năng lực đặc biệt mạnh người, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không tại Cửu Châu nhất hào quần ngẫu nhiên nhìn thấy đan phương, thu đến Vũ Nhu Tử gửi tới được dược liệu về sau, liền lớn mật bắt đầu nấu thối thể dịch. Về sau, từ gia nhập Cửu Châu nhất hào quần về sau, hắn loại này thực tiễn năng lực càng ngày càng xuất sắc. To gan ý nghĩ vừa mới sinh ra, trong tay hắn liền bắt đầu thao tác. Thừa dịp còn có được Long Lạc quyền hạn. Hắn lấy bản thân cổ u long phách kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới vì điểm kết nối, để Long Lạc cho công đức võng lạc lưu lại một cái tiếp nhập cảng. Thông qua cái này cảng, Tống Thư Hàng có thể cho Long Lạc cùng công đức võng lạc lẫn nhau tiếp, tiến hành tin tức liên hệ. Sau đó, lại nghĩ biện pháp đem Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối kéo vào tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, muốn làm sao đem các tiền bối kéo vào tới là cái vấn đề. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, đại bộ phận đều không có tiếp xúc công đức võng lạc, mà lại bọn hắn hiện tại lại không ở Hắc Long thế giới, cũng vô pháp tiếp xúc đến Long Lạc. Muốn làm sao đem bọn hắn gia nhập vào Long Lạc quyền hạn bên trong đến. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, linh quang lóe lên hắn đem ánh mắt đặt ở bản thân kim đan cấu đổ mã QA bên trên. Điểm đột phá chính là nó. Hiện tại ta có được Long Lạc quyền hạn tối cao, sở dĩ. Chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó cùng Long Lạc hệ thống kết hợp lại, để nó trở thành gia nhập Long Lạc mời mã. Về sau, lại đem hắn thông qua điện thoại truyền tống cho quần bên trong tiền bối, liền có thể lợi dụng Long Lạc quyền hạn đem bọn hắn gia nhập Long Lạc bên trong tới. Tống Thư Hàng xoa cằm suy nghĩ. Phương pháp kia có thể thực hiện độ rất cao. Ta cảm giác ngươi tại cấu tứ một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng gây sự. Xích Tiêu Kiếm tiền bối tại bên cạnh lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cười nói, cũng không phải là cái gì chuyện nguy hiểm, ta chỉ là đang nghĩ lấy như thế nào hợp lý lợi dụng Long Lạc quyền hạn, tạo phúc đại gia. Công đức xà Mỹ nhân cái đuôi cuốn lên, đem Tống Thư Hàng ôm lấy đặt ở cái đuôi của mình bên trên, sau đó hoán đổi tiếng nói,
đổi thành một cái không biết từ chỗ nào làm tới được tiếng nguyên, lúc này, ta có một cái to gan ý nghĩ. Đối với người cái này to gan ý nghĩ ta có một cái không thành thục đề nghị tạo hóa tiên tử vội vàng đuổi theo, mở miệng hát nói, đoạt lời kịch loại chuyện này, nàng cũng không thể một lại thua. Xích Tiêu Kiếm, hai vị tiên tử trước đừng làm rộn. Tạo hóa tiên tử nghẹo đầu, náo náo thiết khắc dược. Xích Tiêu Kiếm, đây không phải thành ngữ chơi domino trò chơi được không, mà lại tiên tử ngươi hát sai rồi à. Ta cảm giác các ngươi chú ý điểm có chút lệch ra. Nơi xa, chuột hamster hào lên tiếng nói, hắn rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội, chúng ta bây giờ phải nhốt chú không phải thiên kiếp vấn đề sao. Trước đó thiên phạt biến mất, cái kia theo lý thuyết thiên kiếp của chúng ta muốn tới à. Chuột hamster hào vừa dứt lời, trên bầu trời thiên kiếp chi mây lại bắt đầu ngưng tụ. Không thời gian cùng các ngươi lãng phí, chuột hamster hào nhảy lên một cái, đối Tống Thư Hàng ôm chảo đạo, cáo từ, lần này mơ tưởng lại đem ta cuốn vào đến thiên kiếp của ngươi bên trong. Hắn phải thật tốt đi độ bản thân ma kiếp đi, lần này Tống Thư Hàng nếu là tiếp tục bắn ra cái gì xin giúp đỡ loại nhắc nhở, hắn tuyệt đối tuyển không. Lần này cần là lại bị Tống Thư Hàng thiên kiếp cuốn vào, hắn chính là cửu u đại dế nhũi. Dứt lời. Chuột hamster hào rút ra chính mình cây tăm đoạn kiếm, ngự kiếm mà lên liền chuẩn bị rời đi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng không ngăn cản. Dù sao chuột hamster hào một mình một chuột đi độ kiếp an toàn hơn, hắn là cửu u tà ma, bị cuốn vào thiên kiếp bên trong chịu đến tổn thương là gấp bội. Đơn độc độ kiếp, thiên kiếp của nó cũng chính là 4 tấn 5 ma kiếp, hắn hoàn toàn có thể vượt qua đi. Chính ngươi một cái người độ kiếp thời điểm, chú ý an toàn. Nơi này là Hắc Long thế giới, ta bây giờ có được Long Lạc quyền hạn, đến lúc đó sẽ tận lực từ Long Lạc phương diện cho ngươi cung cấp trợ giúp. Tống Thư Hàng nhắc nhở chuột hamster hào cũng gia nhập vào Long Lạc bên trong, độ kiếp thời điểm cũng có thể từ Long Lạc ở bên trong lấy được gia trì. Cấp tốc rời đi chuột hamster hào xoay đầu lại, ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nhẹ gật đầu, lại thật nhanh ngự kiếm bay mất. Quả nhiên, đại thúc trạng thái bá Tống Hào, lộ vẻ đặc biệt ôn nhu. Liền nhân thiết cũng thay đổi. Tuổi tác bề ngoài biến hóa, đối với người tính cách cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng sao? Chuột hamster tà ma trong lòng rơi vào trầm tư. Chuột hamster hào thuận lợi rời đi. Nhưng Lý Âm Trúc thiên kiếp, lại chỉ có thể cùng Tống Thư Hàng buộc chung một chỗ. Tiểu Âm Trúc chẳng biết tại sao, vẫn là không có tỉnh lại, vẫn như cũ ở vào ngủ đông hình thức. Nếu như tùy ý nàng một mình độ kiếp, nàng nhất định phải chết. Chỉ là nhiều cái âm trúc 4 tấn 5 thiên kiếp, ta nhất định có thể vượt qua đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tình trạng của ngươi bây giờ độ kiếp không có vấn đề sao? Xích Tiêu Kiếm có chút lo lắng. Tống Thư Hàng hiện tại ở vào huyết tế suy yếu kỳ, cái trạng thái này, đừng nói độ kiếp rồi, ngay cả đứng đều đứng không vững. Nếu như không có tiên tử nâng hắn, hắn đã sớm té ngã trên đất. Xích Tiêu Kiếm tiền bối không cần lo lắng. Ta phục sinh kim tệ làm lạnh đã kết thúc đã mấy ngày. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Xích Tiêu Kiếm tiền bối chui kiếm đối trời, hắn không biết muốn làm sao tiếp Tống Thư Hàng lời này gốc dạ. Tạo hóa tiên tử, Tống cẩn thận. Nàng và Tống Thư Hàng không phải một thể, độ kiếp thời điểm không thể bị cuốn vào. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng tiên tử không cần lo lắng, thiên kiếp muốn tới, các ngươi trước tiên lui đến khu vực an toàn, miễn cho bị cuốn vào. Tống Thư Hàng chấn định nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng một chỗ, bước ra lui lại, rời xa độ kiếp khu vực. Ầm ầm trong tiếng lôi minh, Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp ngưng tụ thành hình. Kiếp vân lăn lộn, tiếng sấm chấn động. Bất quá cùng trên đợt thiên kiếp đồng dạng, thiên kiếp tổng thể uy lực có chỗ suy yếu, đây là vượt thế giới viễn trình tác chiến nguyên nhân. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng bên cạnh còn có Lý Âm Trúc. Sở dĩ thiên kiếp uy lực lại có chỗ tăng cường. Trên tổng thể đoán chừng, cái này đợt 5 tấn 6 thiên kiếp, chỉ so với phổ thông 5 tấn cấp 6 đừng mạnh hơn cái chừng 2/3. Hoàn toàn ở Tống Thư Hàng có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Diệu a, cái này Hắc Long thế giới thật sự là một cái độ kiếp bảo địa. Chỉ là dựa vào suy yếu thiên kiếp thuộc tính, liền đủ hấp dẫn người. Lần sau Cửu Châu Nhất Hào Quần có tiền bối muốn độ bát phẩm phía dưới thiên kiếp. Ta có thể đề cử đại gia đến Hắc Long thế giới. Tống Thư Hàng nói. Ở phía sau hắn, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự động vận chuyển. Một bộ hóa thành vĩnh bất hãm lạc thánh thành,
tiếp tục giữ vững Lý Âm Trúc, cũng vũ trang Tống Thư Hàng. Một bộ khác hóa thành Trung Yên Thánh Kiếm, cắm ở Tống Thư Hàng bên người. Tới đi, Tống Thư Hàng nói. Công đức xà Mỹ Nhân ở bên cạnh hắn chống lên công đức điện hình chiếu phòng ngự, không có Bình Thiên Quan cùng cật qua Thánh Quân công đức chi lực thêm thành, lại bị giới hạn Tống Thư Hàng cảnh giới, hiện tại nàng hình chiếu đi ra công đức điện chỉ tương đương với lục phẩm đỉnh phong trình độ. Oanh! Thiên kiếp rơi xuống. Đợt thứ nhất ân cần thăm hỏi thức thiên kiếp, uy lực chỉ tương đương với phổ thông ngũ phẩm trình độ. Thiên kiếp đánh xuống, bị công đức điện hình chiếu nhẹ nhõm ngăn lại. Tích phát hiện hiện thế vị diện thiên kiếp, cường độ đẳng cấp là cường hóa cấp 6. Là không thông qua nhân viên quản lý quyền hạn, đem đồng hóa làm Hắc Long thế giới thiên kiếp. Có, hay không? Đồng hóa vì Hắc Long thế giới thiên kiếp. Còn có loại này thao tác. Có quyền hạn thật sự là có thể muốn làm gì thì làm nha. Long Lạc hiện tại thế nhưng là Tống Thư Hàng địa bàn. Đem thiên kiếp chuyển hóa làm Hắc Long thế giới thiên kiếp đối Tống Thư Hàng có lợi thật lớn. Trọng yếu nhất chính là Tống Thư Hàng đối nhẫn nại thống khổ rất có tự tin, đặc biệt là phương diện tinh thần thống khổ. Xem xét bí pháp tác dụng phụ sinh ra lúc, tinh thần thống khổ là nhục thân hơn gấp 10 lần. Sở dĩ Tống Thư Hàng đối phương diện tinh thần thống khổ nhẫn nại so nhục thân thống khổ cũng phải mạnh hơn gấp 10 lần. Mà Hắc Long thế giới thiên kiếp phương thức, chính là lấy tinh thần quất roi làm chủ. Lựa chọn có, Tống Thư Hàng không chút do dự lựa chọn nói. Tích thiên kiếp đồng hóa hoàn tất, cường độ vì cường hóa lục phẩm đại kiếp, thiên kiếp đả kích tổn thương đếm ngược, 3, 2, 1, ầm ầm. Trong hư không thiên kiếp vẫn như cũ điên cuồng hạ xuống, đánh vào Tống Thư Hàng trên thân. Công đức xà Mỹ Nhân chỉ cần chống lên công đức điện hình chiếu, tùy tiện đem phía trước 4 làn sóng thiên kiếp đều chống được. Một mực đến thứ 5 đợt thiên kiếp đánh xuống lúc, mới thật không dễ dàng đem công đức điện hình chiếu oanh mở. Thiên kiếp phá vỡ công đức điện, hóa thành kiếm trạng, chém về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà Mỹ Nhân hai tay ôm ấp, chuẩn bị đem Tống Thư Hàng bảo vệ, ngăn trở thứ 5 đợt thiên kiếp dự uy. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, cái này đợt để ta tới kháng. Tống Thư Hàng nói. Nháy nháy mắt, sau đó nàng thoáng lui về sau một điểm. Oanh! Thứ 5 đợt thiên kiếp chi lôi hóa thành lôi kiếm, hướng Tống Thư Hàng đâm tới. Tống Thư Hàng đưa tay. Miễn cưỡng ngừng tụ biến dị cương thủ cùng nho, thú hai nhà tôi thể bí pháp, cản hướng lên trời kiếp chi kiếm. Lôi kiếm tại tiếp xúc đến Tống Thư Hàng cánh tay trong nháy mắt. Đột nhiên hư ảo hóa. Hắn không có thương tổn đến Tống Thư Hàng nhục thân mảy may. Bất quá, có một loại phương diện tinh thần kịch liệt đau nhức giáng lâm đến Tống Thư Hàng trên người. Loại đau nhức này là lôi kiếm đâm vào cánh tay thống khổ. Đây chính là thiên kiếp bị Hắc Long thế giới thiên kiếp đồng hóa kết quả sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiếp bị hư ảo hóa, tất cả tổn thương đều chuyển hóa làm tinh thần thống khổ tổn thương. Thống khổ đẳng cấp có chỗ tăng lên, nhưng sẽ không tổn thương đến tu sĩ nhục thân. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trái của mình, có chút tê tê. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có chút đau nhức. Tống Thư Hàng cũng không quá khẳng định bản thân vừa rồi có hay không cảm ứng được thống khổ. Có thể sẽ có chút đau nhức, nhưng hắn cơ hồ không có cảm giác gì. Nếu như phía dưới thiên kiếp đều như vậy, ta nằm qua. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Hắn hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, lục phẩm thực lực. Nhưng hắn đối thống khổ nhẫn nại cấp bậc, đoán chừng tại bát phẩm trình độ. Dù sao hắn liền cửu phẩm thiên kiếp sư ba, đều chính diện kháng qua. Thống khổ sẽ chỉ làm hắn kiên cường hơn. Hảo hảo độ kiếp, đừng cắm cờ. Nơi xa, Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở. Hắn hiện tại liền sợ Tống Thư Hàng trong quá trình độ kiếp, đột nhiên lại muốn yêu thiêu thân, đem phổ thông thiên kiếp biến phức tạp hóa hắn nhớ kỹ bản thân cùng với Tống Thư Hàng thời gian mấy tháng bên trong, Thư Hàng thiên kiếp liền không có bình thường qua. Yên tâm đi, tiền bối. Lần này ta sẽ nghiêm túc độ kiếp, Tống Thư Hàng nói. Nhân sinh thật vất vả gặp gỡ một lần bình thường, không biến dị thiên kiếp đại gia, hôm nay liền để hắn thật tốt đỗi một đợt, hảo hảo hiếp đáp một chút thiên kiếp đại gia. Xích Tiêu kiếm nghe được Tống Thư Hàng cam đoan lúc, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Tạo hóa tiên tử, một hồi thiên kiếp cuối cùng một đợt thời điểm, ngươi chuẩn bị sáng sáng giọng hát, ta luôn cảm giác Tống Thư Hàng sẽ gặp phải tâm ma. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Lúc này, ánh mắt của nàng một mực chằm chằm vào Xích Tiêu kiếm tiền bối,
như có điều suy nghĩ. Tiên tử ngươi làm gì, ta cảm giác ngươi xem ta ánh mắt rất không thích hợp. Xích Tiêu Kiếm cảm giác mình thân kiếm có chút lạnh. Tạo Hóa Tiên tử đưa tay sờ sờ cổ họng của mình cùng bụng, lại dùng ánh mắt khoa tay bên dưới Xích Tiêu Kiếm chiều dài, như có điều suy nghĩ. Sau đó, nàng nắm lên Xích Tiêu Kiếm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngửa đầu lên, liền đem Xích Tiêu Kiếm hướng bản thân trong miệng lấp đầy. Xích Tiêu Kiếm, các ngươi đem lão phu xem như cái gì, lão phu là trường sinh giả thần binh a. Còn có, nếu như lão phu nhớ không lầm, Tạo Hóa Tiên tử là nho gia xuất thân a. Không phải gánh xiếc gia xuất thân a. Điểm thiên phú đừng loạn điểm được không? Thật tốt đương nho gia tiên tử, phong cách vẽ ưu nhã không phải rất tốt sao? Mặc dù nội tâm rất sụp đổ, nhưng Xích Tiêu Kiếm tiền bối vẫn là tận lực thu liễm trên người mình đao ý cùng phong mang, miễn cho làm bị thương Tạo Hóa Tiên tử. Hắn cảm giác mình gần nhất có phải hay không có chút quá cưng chiều hai cái này tiểu nha đầu. Không đúng, tiểu nha đầu trái trứng a. Các nàng một cái là viễn cổ thiên đình thời đại thiên đình chi hoa, một cái là nho gia thánh nhân thân truyền đệ tử, so Xích Tiêu tử đều lớn rồi mấy cái bối phận được không? Xích Tiêu, tâm thật mệt mỏi, kiếm. Cái này lúc, Tạo Hóa Tiên tử nuốt kiếm đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. Nàng cặp mắt đẹp trừng đại đại, hiện ra lệ quang, nàng nuốt không nổi. Mặc dù thân thể của nàng cấu tạo cùng tiên tử rất tương tự, nhưng chung quy không phải công đức chi thân. Không cách nào giống tiên tử như thế đem Xích Tiêu Kiếm liền chui toàn bộ nuốt vào. Sở dĩ, nàng lại thua tiên tử một bậc. Tạo Hóa Tiên tử yên lặng ngồi xổm một bên, trong miệng ngậm kiếm, ngẩng đầu vọng thiên. Xích Tiêu Kiếm, tiên tử, trước đem ta buông ra được chứ? Tạo Hóa Tiên tử quật cường lắc đầu. Xích Tiêu, cảm giác có chút mất mặt, kiếm. Trong hư không, 5 tấn 6 thiên kiếp không ngừng đánh xuống. Thiên kiếp hoa văn lại càng nhiều. Ngoại trừ hiện đại hóa thiên kiếp, pháp khí thiên kiếp, pháp thuật thiên kiếp bên ngoài, còn tăng cường một số không hiểu thấu đồ vật. Tỷ như, Tống Thư Hằng còn chứng kiến một chút cùng y học có liên quan thiết bị, tại thiên kiếp kiếp phân chỗ sâu ngưng tụ. Đó là vật gì? Thiên kiếp muốn cho độ kiếp giả làm giải phẫu. Thiên kiếp hoa văn càng nhiều, đối độ kiếp giả tới nói liền càng không hữu hảo. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người nói nếu như thiên kiếp cùng y học có liên quan lời nói, sẽ mân mê ra thứ gì đến? Tống Thư Hằng hỏi. Thân tiên tử há miệng, dùng một loại điện thoại điện tử giọng nữ trả lời, lục soát cùng y học có liên quan từ kho, trích, rút máu, virus, sinh hóa nguy cơ, khai đao, buộc garo, ung thư. Đủ loại chứng bệnh, đủ loại giải phẫu, cùng thận gỡ ra thay. Tống Thư Hằng. Thận gỡ ra thay tại sao phải đơn độc liệt đi ra? Đại gia mời đối thận hữu hảo một điểm, uống nhiều nước, mới có thể không bị sỏi thận. Trên đỉnh đầu, lôi âm vẫn như cũ. Thiên kiếp tiến vào mãnh liệt nhất giai đoạn. Các loại xe tăng, trọng pháo, súng máy đối Tống Thư Hằng cuồng quét, kiếm khí đao ý tung hoành, rất nhiều Tống Thư Hằng cũng không nhận ra lôi hệ pháp thuật trong hư không ngưng tụ, hoa văn phong phú cấp 6 pháp khí đánh xuống. Tống Thư Hằng đều có loại bản thân cũng không phải là tại độ kiếp, mà là đang bị khoa học hệ, tu sĩ hệ, pháp sư hệ, luyện khí hệ cường giả vây công ảo giác. Lúc này, tại sát vách Long Lân tiểu thế giới bên trong, chuột hamster tà ma tìm chỗ địa điểm thích hợp, chuẩn bị tiến vào độ kiếp hình thức. Tại độ kiếp trước, hắn trước hướng chủ nhân cửu U Bạch cầu nguyện. Ta chủ, ta trở về, lập tức liền muốn đi vào độ kiếp hình thức. Ta chủ có nghe được mời về ứng ta một chút. Nếu như không có nghe được, ta liền muốn độ kiếp rồi. Chuột hamster hào thành khẩn cầu nguyện. Lần này, bạch tiền bối thật nhanh về liền cầu nguyện của nó, chờ ta một chút, ta đem ngươi kéo vào đến cổ u đến, cho ngươi bố trí một cái chuyên môn đất độ kiếp. Chuột hamster hào nghe được chủ nhân đáp lại về sau, trong lòng vui vẻ, ta chủ xin nhanh lên một chút, thiên kiếp của ta vách quan tài có chút ép không được. Chuẩn bị xong, đến, bạch tiền bối nói. Chuột hamster hào thân ảnh biến mất không thấy, trực tiếp bị bạch tiền bối rút ra đến cổ u thế giới bên trong. Đang độ kiếp Tống Thư Hằng, bén nhạy nhìn thấy màn này. Hắn một mực thông qua long lạc đang chú ý chuột hamster hào. Đã bạch tiền bối đem chuột hamster hào xách đi, vậy nó thiên kiếp cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Sự chú ý của hắn tập trung đến thiên kiếp của mình bên trên. Thiên kiếp đã từ thịnh chuyển suy. Xem ra, thiên kiếp muốn đi vào phần sau.
Tống Thư Hàng trong lòng tính ra nói. Thiên kiếp tiến hành đến hiện tại, toàn bộ hành trình chỉ cần công đức xà mỹ nhân chống lên công đức điện hình chiếu, liền có thể đem các loại hình thái thiên kiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngẫu nhiên có thiên kiếp phá vỡ công đức điện hình chiếu, rơi trên người Tống Thư Hàng, cái kia uy lực cũng bị suy yếu đến thảm không nỡ nhìn trạng thái, liền cho Tống Thư Hàng mang đến thống khổ cảm giác đều làm không được. Năm qua, chỉ là có chút nhàm chán. Tiếp đó, liền nhìn cuối cùng một đợt thiên kiếp uy lực, có thể hay không cho người ta mang đến một điểm vui mừng. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp từ thịnh chuyển suy là bắt đầu tích xúc cuối cùng một đợt uy lực. Dưới tình huống bình thường, cuối cùng một đợt cũng chính là uy lực lớn nhất nhất lượt thiên kiếp. Tích nhân viên quản lý bá Tống, người hồ bằng cẩu hữu thiên đế bắt đầu độ kiếp, người sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên kiếp của nàng bên trong, xin chú ý an toàn. Tống Thư Hàng. Bởi vì sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên đế thiên kiếp nguyên nhân, Tống Thư Hàng đỉnh đầu thiên kiếp uy lực đột nhiên vừa tăng, tựa như là bị đánh một châm adrenaline. Nguyên bản từ thịnh chuyển suy thiên kiếp, lần nữa ầm ầm gầm hét lên, bật hết hỏa lực. Tống Thư Hàng lần nữa bị hỏa lực bao phủ. Một sát na bên trong, công đức điện hình chiếu bị phá ra. Gần 10 loại khác biệt hoa văn thiên kiếp, rơi trên người Tống Thư Hàng, một bộ phận bị công đức xà mỹ nhân ngăn lại, một bộ bị từ Tống Thư Hàng tiếp nhận. Bất quá, bởi vì thiên kiếp bị Hắc Long thế giới đồng hóa nguyên nhân, thiên kiếp tiếp xúc đến Tống Thư Hàng thân thể lúc, liền sẽ hư ảo hóa, chuyển hóa làm đau đớn. Tê lần này có chút cảm giác, Tống Thư Hàng sờ lên cánh tay của mình. Cảm giác giống như là bị thọc một kiếm, lại bị đánh mấy quyền, còn có một trận số vôn không tệ điện giật. Chỉ có loại trình độ này, không thể nhiều hơn nữa. Cự ly để Tống Thư Hàng đau đến khóc lên, còn kém xa lắm. Tích ngươi sắt thép hảo hữu đại yêu khuyển đậu đậu, bị cuốn vào ngươi hậu bối vũ nhu tử thiên kiếp bên trong. Tống Thư Hàng. Đậu đậu chạy thế nào đến vũ nhu tử nơi đó đi? Còn bị cuốn vào đến vũ nhu tử thiên kiếp bên trong. Đậu đậu ở đây, Hoàng Sơn tiền bối cũng sẽ ở trận A. Nếu có Hoàng Sơn tiền bối ở bên cạnh nhìn, như thế nào lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Mặt khác, cái gọi là sắt thép hảo hữu chỉ là lần trước đậu đậu cùng sắt thép hóa thân cùng một chỗ độ kiếp về sau, lẫn nhau yêu đan, hạch tâm lò phản ứng trên lưu lại ấn ký. Liên tiếp nhắc nhở, để Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Hắn cũng không lo lắng thiên kiếp biến dị tăng cường. Đối mặt thiên kiếp đại gia, hắn tự thân cơ bản không có đủ tâm mang sợ hãi. Dù sao mỗi tháng đều muốn gặp được như vậy một lần, hắn cảm giác mình cùng thiên kiếp đại gia tình cảm không tệ. Hắn tương đối lo lắng chính là bản thân thiên kiếp, có thể hay không đem không liên hệ hảo hữu cuốn vào. Chính ta lãng không quan hệ, nhưng tận lực không muốn cho đạo hữu khác tạo thành tổn thương. Đây là Tống Thư Hàng ý nghĩ. Nếu như hắn lãng sẽ cho quần bên trong đạo hữu, hảo hữu tạo thành tổn thương, cái kia lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ khắc chế. Giữ vững tinh thần đến, vững vàng vượt qua lần này thiên kiếp. Tống Thư Hàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Không cần nghĩ đến hiếp đáp thiên kiếp đại gia, không muốn phức tạp. Có thể là thiên kiếp đọc đến Tống Thư Hàng suy nghĩ trong hư không thiên kiếp đột nhiên liền phát nổ. Mảng lớn kiếp vân nổ tung lên. Sau đó, có một tòa to lớn dựng ngược kim tự tháp, từ bạo tạc tầng mây bên trong hiển hiện, hướng phía Tống Thư Hàng đập tới. Tòa này dựng ngược kim tự tháp, là pháp khí hình thiên kiếp, uy lực của nó đã tiếp cận thất phẩm uy lực công kích. Hắn nguyên hình, cũng không phải là tu sĩ hệ pháp khí. Dựng ngược kim tự tháp trên điện quang lôi minh, lại có nguyền rủa cùng tử vong sợ gọi. Không chỉ có như thế. Tống Thư Hàng trước đó nhìn thấy một số cùng y học có liên quan thiên kiếp bên trong, có một cây rút máu ống kim trạng thiên kiếp, phụ đến dựng ngược kim tự tháp bên trên, trở thành một đồ án. Đây là muốn cho kim tự tháp thiên kiếp kèm theo rút máu thuộc tính. Thiên kiếp thật sự là càng ngày càng không nói đạo lý. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Cái này dựng ngược kim tự tháp uy lực, đã sớm đại đại vượt qua 5 tấn 6 thiên kiếp cuối cùng một đợt thiên kiếp uy lực. Chủ yếu là sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên đế thiên kiếp nguyên nhân. Bên ngoài, tạo hóa tiên tử đem xích tiêu kiếm phun ra, rút kiếm vội vàng thối lui, lại rời khỏi một khoảng cách, tránh cho bị thiên kiếp kim tự tháp cuốn vào. Tam trọng công đức điện hình chiếu, tiên tử kêu, đây là nàng bây giờ có thể làm được cực hạn. Tống Thư Hàng phía sau, linh quỷ hiển hiện. Linh quỷ trong tay hiển hiện một bản nặng nề thư tịch, đưa nó mở ra.
văn bản lật qua lật lại, cuối cùng lật đến một đầu xiềng xích giao diện. Xiềng xích kéo dài đi lên, quấn lấy dựng ngược kim tự tháp thiên kiếp, đưa nó cuốn lấy, chậm lại nó trùng kích tốc độ. Đến phiên ngươi ra sân, thánh kiếm. Tống Thư Hàng đưa tay chộp một cái. Trung Yên thánh kiếm thuận theo Tống Thư Hàng tâm ý, hiện lên, nhắm ngay trên bầu trời dựng ngược kim tự tháp, một kiếm chém tới. Trong hư không, long lạc lực lượng, quán chú đến Trung Yên thánh kiếm bên trong, duy trì lấy nó tiêu hao. Kiếm quang lóe lên, tòa kia dựng ngược kim tự tháp sụp đổ ra. Còn không hạ xuống, kim tự tháp liền bị trên thánh kiếm Trung Yên vạn vật khí tức cảm nhiễm, hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ rơi xuống về sau, lại bị công đức xà mỹ nhân công đức điện hình chiếu đều ngăn lại. Kim tự tháp thiên kiếp bị bạo chết về sau, trong hư không một mảnh thanh tịnh, kiếp vân tiêu tán. Kết thúc, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Trước đó nhìn thiên kiếp khí thế, không nên chỉ có một đợt a. Chính suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng thứ bảy tiểu đan điền bên trong, cổ u long phách phát sinh biến hóa. Vốn là lưu ly kim đan cổ u long phách, lúc này chậm rãi hòa tan ra. Tống Thư Hàng, kim đan hóa hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mặc dù kiếp vân tiêu tán không thấy, nhưng là thiên kiếp khí thức còn không có tiêu tán, nói cách khác thiên kiếp của hắn trên lý luận còn chưa kết thúc. Tống Thư Hàng, thiên kiếp không biến mất, ta linh hồ lại trước mở. Tiểu đan điền bên trong, cổ u long phách đã hoàn toàn hòa tan ra, hóa thành một cái linh hồ, tràn ngập cả cái tiểu đan điền. Bước kế tiếp, linh hồ bắt đầu từng bước một làm sâu sắc. Bất kể là yêu tu, ma tu, tu sĩ, đến một bước này lúc, trình tự đều cơ bản giống nhau. Đối với tu sĩ tới nói, linh hồ diện tích cùng ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc, công lực thâm hậu có quan hệ. Mà linh hồ chiều sâu, thì cùng kim đan long văn số lượng có quan hệ. Linh hồ cùng sở hữu 9 tầng chiều sâu, một khi thành hình về sau, liền sẽ không lại biến hóa. Mà độ sâu tiên thiên yếu tố, tại ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc liền đã quyết định. Một khỏa kim đan định đại đạo, cũng không phải lời nói suông. Tống Thư Hàng ngược lại là tương đối hiếu kỳ, bản thân cổ u long phách có thể ngưng tụ ra bao nhiêu tầng linh hồ tới. Bởi vì cổ u long phách cũng không phải là tu sĩ kim đan, nó phía trên cũng không có long văn. Trong lúc đang suy tư, linh hồ đã bắt đầu từng bước một mở đất sâu. Tầng 2, 3 tầng, 6 tầng, 7 tầng, mãi cho đến tầng 9 chiều sâu. So với ta trong tưởng tượng muốn tốt, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn một mực cảm giác chỉ cần thỏa mãn 7 long văn 7 tầng số lượng, coi như quá quan. Mà bây giờ, cổ u long phách một hơi mở đến 9 tầng số lượng, đã vượt qua hắn dự kỳ. 9 tầng linh hồ thành hình. Bởi vì bị giới hạn tiểu đan điền diện tích nguyên nhân, cái này linh hồ diện tích muốn so bình thường lục phẩm chân quân bản mệnh linh hồ nhỏ một chút. Nhưng diện tích vấn đề, theo Tống Thư Hàng tu vi tăng lên, có thể không ngừng tăng lên. Đáy sâu mới là tiềm lực biểu tượng. Theo linh hồ hình dáng thành hình, kim đan hóa linh hồ tiến vào giai đoạn sau cùng. Nguyên bản phụ trên kim đan cấu đồ, bị cụ hiện hóa, xuất hiện tại linh hồ bên trong. Cổ u long phách kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới chính là một chương công đức võng lạc, kim đan cấu đồ hóa thành vô số điểm và đường, tràn ngập linh hồ mỗi một hẻo lánh. Kim đan cấu đồ càng là phức tạp, bị cụ hiện hóa sau cấu tạo cũng càng khổng lồ. Những thứ này bị cụ hiện hóa đi ra kim đan cấu đồ bị tu sĩ xưng là hồ hồn, bọn chúng tựa như là linh hồn đồng dạng. Hồ hồn tại thành hình về sau. Lại ở tu sĩ linh hồ bên trong liên tục không ngừng bài tiết một loại thần kỳ năng lượng vật chất. Loại này năng lượng vật chất, không cách nào tăng cường tu sĩ chiến lực, nhưng lại có thể tạo được ôn dưỡng, cường hóa pháp khí công hiệu. Các tu sĩ gọi hắn là binh nguyên. Chỉ cần mở ra linh hồ, tu sĩ liền có thể đem bản thân pháp khí thu nhập đến linh hồ bên trong, dụng binh nguyên đối nó tiến hành ôn dưỡng, cường hóa. Đặc biệt là bản mệnh pháp khí, ở bên trong ôn dưỡng hiệu quả càng tốt. Kim đan cấu đồ càng là phức tạp, sinh ra hồ hồn liền càng cường đại, cùng một thời gian bên trong có thể bài tiết binh nguyên số lượng lại càng lớn. Diệu a, ta cảm thấy đó là cái kiếm tiền đường tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta có phải hay không có thể thông qua cái này ôn dưỡng pháp khí thủ đoạn, ôn dưỡng pháp khí, sau đó thu lấy nhất định phí tổn. Dù sao ta tương lai có thể sẽ có 8 cái linh hồ, mà lại mỗi cái linh hồ đều có thể sẽ có 8, 9 tầng sâu. Mình coi như là 33 tổ hợp pháp khí, cũng chiếm dụng không được nhiều như vậy vị trí.
để đó không dùng lấy thật lãng phí, còn không bằng thuê ôn dưỡng pháp khí. Một ít cực độ thiếu tiền đạo hữu, tổng là có thể từ trong sinh hoạt từng ly từng tí trông được đến cơ hội buôn bán. Chờ ta lại mở mấy cái linh hồ về sau, muốn hay không đi tu sĩ nhật báo đăng ký quảng cáo chiêu thương đi. Tại Tống Thư Hàng huyễn tưởng tương lai bản thân một ngày thu đấu vàng thời điểm, hắn linh hồ đã hoàn thành. Hồ hồn cuối cùng một tiết điểm, cũng là trung tâm nhất một cái tiết điểm, ngưng tụ làm một cái thu nhỏ hình Tống Thư Hàng. Cái này thu nhỏ hình Tống Thư Hàng, sâu chiều cao đầy long lân, đầu một cặp long giác, lưng mọc long rực, phần đuôi còn có một đầu to lớn cá voi đuôi. Tống Thư Hàng, đây không phải hắn tiểu kim đan cổ u long phách hình thái sao? Kim đan hóa hổ về sau, kim đan liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, không còn tồn tại. Vậy bây giờ chiếm cứ lấy tiết điểm cổ u long phách, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể là bởi vì, nó là của ta tu sĩ hệ thống cùng Hắc Long thế giới pháp sư hệ thống kết hợp về sau, sinh ra biến dị nguyên nhân đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ nói. Tóm lại, nhìn không phải chuyện xấu. Tống Thư Hàng ý thức từ tiểu trong kim đan lui đi ra, nhìn về phía bầu trời. Trong hư không, thiên kiếp chi mây lại một lần nữa tụ lại. Quả nhiên, thiên kiếp đại gia còn không có từ bỏ. Có phải hay không là bởi vì ta có 7 viên lưu ly tiểu kim đan, sở dĩ muốn bị thiên kiếp cuối cùng một đợt nổ 7 lần? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, cái gì cũng không biết, còn ra đến lăn lộn cái gì lăn lộn. Đây là sở các chủ nguyên thanh âm. Tống Thư Hàng. Tích minh hiếu của ngươi béo cầu khôi phục. Thư Hàng tiên sinh, ngươi tốt, ta là béo cầu. Côn na nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, thông qua long lạc truyền tới. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, trả lời, côn na nữ sĩ, ngươi khôi phục rồi. Trước đó côn na bị ma đế một thanh nuốt lấy, ma đế phân thân lại dẫn ma đế chạy. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị chờ thiên kiếp độ xong, liền đi tìm bạch tiền bối đi đỗi ma đế, đem côn na nữ sĩ móc ra. Không nghĩ tới côn na nữ sĩ bản thân trốn ra được. Xin gọi ta béo cầu, may mắn mà có Thư Hàng tiên sinh thuận lợi tấn cấp, cũng đem long lạc tiếp vào đến công đức võng lạc. Ta lưu lại lầu một hạch tâm bị sớm kích hoạt, hiện tại đang cố gắng khôi phục bên trong. Bị ma đế thôn phệ bộ phận, đang bị thôn phệ sát na, liền bị tiêu hóa, không cách nào thu hồi. Tạ ơn Thư Hàng tiên sinh, côn na nữ sĩ trả lời. Không cần khách khí, Tống Thư Hàng trả lời. Ma đế tiêu hóa năng lực, xuất sắc như vậy. Mặt khác, hắn đem long lạc tiếp nhập công đức võng lạc lại nhưng cũng có thể trợ giúp đến côn na nữ sĩ, ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Ngươi cần thời gian bao lâu, mới có thể khôi phục? Tống Thư Hàng dò hỏi. Côn na nữ sĩ thanh âm tiếp tục vang lên, không cách nào dự tính, ta đem lâm vào tầng sâu trạng thái ngủ. Tại trong lúc này, mời Thư Hàng tiên sinh thay ta quản lý long lạc. Ta sẽ lưu lại long lạc trợ thủ, hiệp trợ ngươi đối long lạc tiến hành ngày thường quản lý. Không có vấn đề, bất quá ta chỉ có 20 ngày quyền hạn. Vượt qua cái này kỳ hạn về sau, ta cũng liền không thể ra sức. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Côn na nữ sĩ, mời không cần lo lắng, có long lạc trợ thủ tại, Thư Hàng tiên sinh vẫn như cũ có thể đối long lạc tiến hành trình độ nhất định quản lý. Như vậy Thư Hàng tiên sinh, chúng ta lần sau gặp lại. Dứt lời, thuộc về côn na nữ sĩ khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy, tiến vào sâu ngọn nguồn trạng thái ngủ, tu dưỡng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng bả vai vị trí truyền đến một trận không gian ba động. Một đoàn hào quang 7 màu rơi vào trên vai của hắn, tản ra từng đợt nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Đồng thời, Tống Thư Hàng ma lực xung chỉ cơ chịu đến hấp dẫn, từ một tấc thu nhỏ trong túi chui ra, cùng cái này đoàn hào quang 7 màu hòa làm một thể. Đây chính là côn na nữ sĩ nói long lạc trợ thủ sao? Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc cái này đoàn thất thải quang mang nhìn thấy hắn lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác thật là thân thiết, cái này đoàn thất thải quang mang tự cùng hắn thất thải đại thận một cái nhan sắc. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ như thế lóe lên thời điểm, long lạc trợ thủ hình thái phát sinh biến hóa. Hắn biến thành một cái 7 màu đại thận, tại Tống Thư Hàng trên bờ vai bồng bềnh. Tống Thư Hàng, chúng ta vẫn là thay cái hình thái A, ngươi nếu là long lạc trợ thủ. Không bằng liền lấy Hắc Long hình thái hoặc là lấy côn na nữ sĩ hình thái xuất hiện đi, ta sẽ quen thuộc điểm. Tống Thư Hàng nói. Long lạc trợ thủ phảng phất có thể nghe hiểu Tống Thư Hàng, hắn lại một lần nữa chuyển hóa. Một lát sau,
một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau lưng mọc lên long rực vỏ đen côn na nữ sĩ, xuất hiện tại Tống Thư Hàng nơi bả vai. Hừm, cái này hình thái không tệ, liền xác định cái này hình thái đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Trong hư không, tiếng sấm tái khởi. Kiếp vân lần nữa nổ tung. Sau một khắc, có một tôn từ vân vụ tạo thành cự nhân, xuất hiện trong hư không. Cự nhân bộ dáng tuấn mỹ, cái trán có một cái xinh đẹp mã QR. Vân vụ cự nhân nắm lên một chương cự cung, khóa chặt Tống Thư Hàng. Thiên nhân, Tống Thư Hàng nhìn thấy người khổng lồ này, liền dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên nhân thế nhưng là rất đáng tiền. Mặt khác, thiên kiếp rốt cục vẫn là gia nhân cách hóa thiên kiếp. Từ pháp khí thiên kiếp hiện thân một khắc kia trở đi, Tống Thư Hàng chỉ lo lắng thiên kiếp có thể hay không liền pháp khí chủ nhân cũng mô phỏng đi ra. Dù sao từ trên lý luận mà nói, mô phỏng chủ nhân cũng không so mô phỏng pháp khí khó khăn bao nhiêu. Theo nhân cách hóa thiên kiếp hoàn thiện, tương lai tu sĩ độ kiếp, có thể hay không đứng trước một đám đại lão vây đánh. Tống Thư Hàng một mực cảm giác nhân cách hóa thiên kiếp rất đáng sợ. Đặc biệt là một số tu chân thế giới, ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi đều là tu chân cường giả tình huống dưới. Độ kiếp thời điểm, thiên kiếp mô phỏng ra một đám thiên kiếp ba ba, thiên kiếp gia gia chờ một đám trưởng bối đi ra, coi như lực công kích không có tăng cường, tâm lý lực áp bách liền không nhỏ. Khi thiên kiếp ba ba đánh ngươi, hoặc thiên kiếp ba ba, thiên kiếp mụ mụ nam nữ hỗn hợp đánh kép lúc, ngươi phải dùng như thế nào tư thế đi phản kháng sẽ khá tốt. Tương lai cái này đầu đề, nhất định sẽ trở thành tu sĩ nghiên cứu độ kiếp không tránh khỏi chủ đề. Đáng tiếc, cái này nếu là chân chính thiên nhân, khẳng định rất có giá trị. Tống Thư Hàng nói. Đương. Trên bầu trời, thiên nhân thiên kiếp phát động công kích. Thứ nhất tiễn rơi xuống, lập tức đâm xuyên công đức xà mỹ nhân tam trọng công đức điện hình chiếu. Dự uy không ngừng, tiếp tục đâm về Tống Thư Hàng. Bất quá bị công đức xà mỹ nhân một cái đuôi đập nát. Kiểm chắc đến vượt giới công kích, là không điều động long lạc lực lượng tiến hành phản kích. Cái này lúc, trên bờ vai, long lạc trợ thủ đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Tống Thư Hàng, làm sao cái phản kích pháp? Kiểm chắc tới sổ hào bá long ở vào long lạc cấp 6 khu vực, cũng có nhân viên quản lý quyền hạn. Đề nghị sử dụng tại tinh thần lực phạm vi chịu đựng bên trong cấp 7 ma pháp tiến hành phản kích. Long lạc trợ thủ lên tiếng nói. Lấy Tống Thư Hàng quyền hạn, có thể thông qua long lạc thi triển cường đại hơn pháp thuật, nhưng vì cam đoan Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần ổn định, long lạc đề nghị Tống Thư Hàng dùng cấp 7 pháp thuật tiến hành phản kích là đủ. Có hay không tiến hành phản kích? Long lạc trợ thủ hỏi. Tống Thư Hàng, đó còn cần phải nói sao? Đối hắn. Long lạc trợ thủ trong hai mắt nổi lên thất thải bảo quang, chọn lựa thích hợp nhất pháp thuật. Hàn băng pháp thuật băng long. Thi triển chuẩn bị bên trong, mời bá long phối hợp. Tống Thư Hàng thuận long lạc trợ thủ dẫn đạo, đem tinh thần lực cùng nàng phối hợp. Một lát sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình hai tay khác biệt tự chủ hành động, ngón tay của hắn trên không trung thật nhanh vạch ra một chuỗi phù văn. Cùng sử dụng hắc long thế giới ngôn ngữ ngâm sướng ra chú văn. Cấp 7 pháp thuật băng long ngưng tụ thành hình. Một đầu sinh động như thật hàn băng cự long, từ Tống Thư Hàng đầu ngón tay sinh ra. Phóng lên tận trời. Băng long thành hình trong nháy mắt, liền có phác thiên cái địa hàn ý khuếch tán. Một sát na bên trong, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, phương viên gần ngàn mét vị trí, toàn bộ bị băng phong. Loại này thi pháp cảm giác, mỹ diệu đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, so cầm đao tử đi lên liền chặt muốn thoải mái nhiều. Tống Thư Hàng, ta nhớ được bản thân là lôi hỏa song thuộc tính, thậm chí ngay cả băng hệ pháp thuật đều có thể thi triển. Quyền hạn thật là một cái đồ tốt. Sẽ thi pháp Tống Thư Hàng, luôn cảm giác phong cách vẽ thật quỷ dị. Xa xa Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng nói. Tống cầm đao chặt, Tạo Hóa Tiên Tử gật đầu đồng ý. Kiếp vân trong, cái kia thiên nhân thiên kiếp đối băng long liên phát 3 mũi tên, nhưng mỗi một tiễn đều chỉ gọt đi băng long trên người một bộ phận tầng băng. Chớp mắt về sau, băng long một đầu đụng vào đến kiếp vân trong, đem thiên nhân thiên kiếp đụng thành vỡ nát. Nhìn thấy thiên kiếp tiêu tán, Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ý thức chìm vào đến bản thân tiểu đan điền, nhìn chăm chú lên bản thân thứ nhất tiểu kim đan cùng thứ 6 cổ vu thần huyết. Theo trình tự tới, hẳn là đến phiên cái này hai cái kim đan biến dị a. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Thứ 6 tiểu kim đan cổ vu thần huyết bắt đầu hòa tan. Hắn vốn chính là dịch thể hình,
là một giọt thần huyết, sở dĩ hòa tan đặc biệt nhanh chóng. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một phiến huyết hồ. Huyết hồ mở sâu, đồng dạng là 9 tầng, giống như là cửu long văn kim đan. Bước kế tiếp, tấm kia mã QA kim đan cấu đồ cụ hiện hóa, xuất hiện tại huyết hồ bên trong. Mã QA kim đan cấu đồ cụ hiện hóa hình thức, có chút khác biệt. Kim đan cấu đồ xuất hiện tại huyết hồ tầng thứ 9 đáy hồ, sau đó mã QA trên có đồ án hình chiếu đi ra, hình thành tấm kia cổ vu huyết tế đồ. Lập thể huyết tế đồ, tràn ngập cả cái huyết hồ. Kiểm chắc đến tên là mã QA đồ án, là không đưa nó cùng Long Lạc kết hợp. Tống Thư Hàng trên bờ vai, Long Lạc trợ thủ lên tiếng hỏi. À, ngươi có thể trực tiếp đưa nó cùng Long Lạc kết hợp. Vậy liền thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Đây chính là lúc trước hắn muốn làm sự tình, chỉ là tìm không thấy kết hợp biện pháp. Long Lạc trợ thủ khẽ gật đầu. Sau thời gian một hơi thở, kết hợp hoàn thành, Long Lạc trợ thủ nói. Như thế ra sức, như vậy nếu như ta hiện tại đem chương này mã QA gửi đi cho người khác có thể hay không thông qua hắn, gia nhập vào Long Lạc mạng lưới bên trong. Tống Thư Hàng dò hỏi. Có thể gia tăng vốn có hạng công năng, có hay không gia tăng? Long Lạc trợ thủ dò hỏi. Tống Thư Hàng, thêm, chức năng này ta vừa vặn hữu dụng. Gia tăng công năng hoàn thành, Long Lạc trợ thủ nói. Cửu Châu nhất hào quần. Cuồng Đao Tam Lãng gần nhất một mực đang suy nghĩ Vũ Nhu Tử lần trước tại quần bên trong phát mã QA kim đan cấu đồ. Trực giác nói cho Tam Lãng, cái này kim đan cấu đồ là cái chơi rất vui đồ vật. Mã QA trên phảng phất có loại kỳ diệu ma lực, đang hấp dẫn hắn, để hắn đem bản thân nghiệp dư thời gian đều đầu nhập trong đó. Vì nghiên cứu cái đồ chơi này, Tam Lãng gần nhất liền tác tử số lần đều ít. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Lệ Chi tiên tử có thể thêm, chúng ta lại thêm không được, không đạo lý a. Khẳng định là ta không để ý đến cái gì, Cuồng Đao Tam Lãng thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn thử gần trăm loại phương pháp, đều không có hiệu quả. Hôm nay, thử lại lần nữa phương pháp này, đây là ta có thể nghĩ tới cuối cùng một loại biện pháp. Dứt lời, Tam Lãng trước đóng lại động phủ của mình. Sau đó, hắn từ một bên trong hòm báu lấy ra hai cái đại đoàn tử, đây là hắn bây giờ có thể nghĩ tới mình và Lệ Chi tiên tử khác biệt lớn nhất. Cuồng Đao Tam Lãng đem đại đoàn tử nhét vào lồng ngực của mình, lần nữa dùng tinh thần lực quét hình kim đan cấu đồ. Đích Bá Tống mời ngươi gia nhập Long Lạc, có, hay không? Hắc hắc, quả nhiên, chân tướng chỉ có một cái. Cuồng Đao Tam Lãng nhếch miệng lên, đắc ý nói. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn lên tuyến, đem cái này kết quả nghiên cứu nói cho quần bên trong đạo hữu. Đương nhiên, tại đem cái này tin tức thông chi quần bên trong đạo hữu trước đó, còn có một việc muốn làm. Cuồng Đao Tam Lãng đưa tay tại có tuyển hạng phía trên một chút đi. Tích, ngài đã thành công gia nhập Long Lạc, mời đăng ký ngươi tài khoản. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ, cái này phong cách vẽ không tu chân a? Cuồng Đao Tam Lãng nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là án lấy nhắc nhở từng bước một đến, vì chính mình đăng ký Cuồng Đao Tam Lãng tài khoản. Lúc đầu muốn đăng ký Cuồng Đao Tứ Lãng, nhưng cảm giác Tứ Lãng cái danh hiệu này vẫn là tại Cửu Châu nhất hào quần nội bộ sử dụng liền tốt. Tam Lãng vừa đem tài khoản đăng ký hoàn tất, lại một đầu hệ thống nhắc nhở bắn ra. Phải chăng tăng thêm Tống Thư Hàng vì tri âm? Là, không. Ta cùng Thư Hàng tiểu hữu tri âm. Cuồng Đao Tam Lãng xoa cằm suy tư một lát, nhẹ gật đầu, đúng a, chúng ta đao đạo thiên phú đều cực giai, có thể nói là đao pháp thiên tài. Nói là đao đạo tri âm cũng không có mau bệnh. Thế là, Cuồng Đao Tam Lãng đưa tay điểm có tuyển hạng. Hắc Long thế giới. Trong hư không thiên kiếp, lại qua một đợt, vẫn như cũ là uy lực tiếp cận thất phẩm thiên kiếp. Thiên kiếp thật vất vả đột phá tiên tử phòng ngự, rơi trên người Tống Thư Hàng. Ngoan cường cho Tống Thư Hàng bắt một lần ngứa. Một kiếp độ xong, Tống Thư Hàng thứ 5 tiểu đan điền bên trong, máy móc hạch tâm lò phản ứng bắt đầu biến hóa. Hạch tâm lò phản ứng hòa tan vì linh hồ quá trình, đồng dạng có chút khác biệt. Hắn hòa tan chỉ là sắc ngoài, cái kia vỏ kim loại cùng không ngừng dọc theo tới năng lượng tuyến lạc, hóa thành linh hồ. Mà sắc ngoài bên trong có một cái kim loại sắc tâm, cũng không có hòa tan. Chỉ là chìm vào đến đáy hồ chỗ sâu. Tựa như là một kiện pháp khí đồng dạng tiếp nhận linh hồ ôn dưỡng.
đồng dạng là 9 tầng linh hồ. Bởi vì hạch tâm lò phản ứng lúc ấy là 4 ô manga kết cấu, linh hồ bị chỉnh tề chia làm 4 khối, mỗi một khối đều hiện lên độc lập lại tương hỗ kết nối hồ hồn. Tống Thư Hàng nhìn qua chìm tại đáy hồ hạch tâm lò phản ứng, như có điều suy nghĩ thứ này có thể làm pháp khí sử dụng. Hoặc là tương lai mình tấn thăng tôn giả cảnh giới, ngưng tụ nguyên anh thời điểm, thứ này trực tiếp biến ra một cái sắt thép nguyên anh đi ra. Trên bầu trời, đợt tiếp theo thiên kiếp tiếp tục ngưng tụ. Đúng lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra. Tích cuồng đao tam lãng tăng thêm ngươi vì tri âm. Tống Thư Hàng. Ốc đặc biệt. Tam lãng tiền bối làm sao thêm ta hảo hữu? Ta trên một đợt thiên kiếp vừa mới để Long Lạc tiểu trợ thủ đem mã QA cùng Long Lạc kết hợp lại, nhưng mới mã QA còn chưa kịp tới cho quần bên trong các tiền bối gửi đi a. Tống Thư Hàng vốn chuẩn bị tại bản thân độ kiếp hoàn tất về sau, lại đem mới mã QA gửi đi cho Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Dù sao hắn bây giờ đang độ kiếp, nếu như bây giờ liền đem quần bên trong tiền bối thêm làm hảo hữu, rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chuột hamster hào cùng cật qua tiền bối chính là vết xe đổ. Chẳng lẽ nói, lão mã QA đồ án, quét hình qua đi, cũng có thể thêm ta làm hảo hữu. Mà lại tam lãng tiền bối vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì. Quét nhìn vài ngày trước Vũ Nhu Tử phát tại quần bên trong mã QA. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tam lãng tiền bối, muốn hay không trùng hợp như vậy? Vũ Nhu Tử gửi đi mã QA đều nhiều ngày như vậy đi qua, ngài tại sao lại đột nhiên có hào hứng quét hắn? Long Lạc tiểu trợ thủ, thêm vào một đầu hạn chế. Tại ta độ kiếp thời điểm, không nên tùy tiện cho ta mã QA hảo hữu gửi đi xin giúp đỡ tin tức. Cho dù có thời điểm ta suy nghĩ cùng một chỗ. Muốn xin giúp đỡ, gửi đi trước cũng trước cùng ta xác định một chút. Tống Thư Hàng vội vàng thêm vào quy tắc. Vết xe đổ là cái hố to, đã rơi trong hố một lần, tuyệt đối không thể lại rơi lần thứ hai. Thêm vào quy định hoàn thành, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, loại này tiểu quy tắc công năng, Tống Thư Hàng vừa nói ra, hắn lập tức liền có thể thêm vào hoàn thành. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Có như vậy một đầu quy định về sau. Hắn liền an tâm nhiều. Trong hư không, lại một đợt cỡ lớn thiên kiếp ngưng tụ. Quả nhiên hôm nay thiên kiếp đại gia muốn gom góp 7 cái số này, một hơi để Tống Thư Hàng tất cả lưu ly kim đan hóa linh hồ. Tam lãng động phủ. Ha 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 ha, quả nhiên giống như ta nghĩ. Cuồng đao tam lãng nhếch miệng lên ta thật đặc mã cơ trí. Mặt khác hắn cũng xác định bản thân thật lâu trước một cái suy đoán. Lệ chi tiên tử tăng thêm ngực đệm. Sau đó, là thời điểm đem nghiên cứu của mình kết quả gửi đi đến quần bên trong. Tam lãng mở ra điện thoại, liên tiếp đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Vừa mới lúc online, hắn liền nhìn thấy hôm nay lại đi ra thông khí đồng quái tiên sư, vừa vặn lên một lượt tuyến. Nha, khó được hôm nay lại nhưng nhìn thấy đồng quái con hàng này. Tam lãng đang chuẩn bị cùng đồng quái tiên sư chào hỏi. Ha 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 ha. Bổn tiên sư rốt cục phá giải lệ chi tiên tử có thể quét thư hàng tiểu hữu mã QA, cũng thêm hắn hảo hữu nhân tố trọng yếu. Đồng quái tiên sư tại quần bên trong lên tiếng. Cuồng đao tứ lãng. Đây không phải ta muốn giảng lời kịch sao? Ngọa thảo, đồng quái ngươi cái tên này có phải hay không tiềm phục tại động phủ của ta bên trong giám thị ta? Sau đó vô sỉ chiếm trước nghiên cứu của ta thành quả. Lệ chi tiên tử. Bắc Hà tán nhân, tính hắc quẻ. Người thành công thêm đến thư hàng tiểu hữu rồi. Trăng sáng bao lâu có, làm sao làm được? Đồng quái tiên sư, kha 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 kha, ta nếm thử vài ngày, hôm nay linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ đến ta cùng lệ chi tiên tử điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Sau đó ta nếm thử một chút, lại quét hình tống thư hàng mã QA, thật sự có kết quả. Tới tới tới, mở quần video trực tiếp, ta cho các người bày ra chân chính kỹ thuật. Diệt Phượng công tử, nha. Hắc quẻ lại nhưng cũng sẽ chuyên tâm nghiên cứu đồ vật. Ta có chút cảm thấy hứng thú. Đông Phương Lục tiên tử, đồng quái cùng lệ chi khác biệt lớn nhất, là giới tính. Không đúng, đồng quái giới tính chúng ta cũng không rõ ràng. Đó là cái gì, ta thật sự rất ngạc nhiên. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hắn luôn cảm giác đồng quái muốn chuẩn bị mở đại chiêu tìm đường chết, trong lòng nghĩ đến muốn hay không cấm ngôn một đợt. Nhưng nhìn thấy quần bên trong đạo hữu rất muốn biết kết quả bộ dáng, Hoàng Sơn tạm thời nhìn xuống cấm ngôn xúc động. Hệ thống nhắc nhở, đồng quái tiên sư mở ra quần video.
video hình ảnh mở ra. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một vị lệ chi tiên tử xuất hiện tại hình ảnh trước. Nha, mọi người tốt, ta là đồng quái. Vị này Mỹ lệ chi tiên tử khua tay nói. Lệ chi tiên tử, Diệt Phượng công tử, Đông Phương Lục tiên tử, phun máu biểu lộ. Bắc Hà tán nhân, cái gọi là khác biệt lớn nhất, ngươi liền trực tiếp biến thành lệ chi tiên tử rồi. Thông Huyền đại sư, che mặt biểu lộ. Cuồng Đao tứ lãng, ngọa thảo. Dược sư, giọng nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, đạo lý này vì cái gì các ngươi tổng là không rõ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ta Đạc Mã thì không nên mềm lòng, vừa rồi nên trực tiếp đem đồng quái cấm ngôn mới đúng. Quá trình đều có thể xem nhẹ, chỉ cần kết quả đúng là được rồi. Trong video lệ chi quẻ nhoẻn miệng cười, một cái nhăn mày một nụ cười khắp nơi để lộ ra một loại thành thục mỹ nhân phong thái. Hoàng Sơn đột nhiên cảm giác, loại này thành thục phong cách vẽ, rất thích hợp lệ chi tiên tử. Sau đó, vừa rồi ta dịch dung thành lệ chi tiên tử về sau, lại lật ra Vũ Nhu Tử tiểu hữu gửi đi tấm kia mã QR, quét nhìn một lần. Quả nhiên, liền bắn ra một cái nhắc nhở. Cái này nhắc nhở khung, chỉ có ta có thể nhìn thấy. Ta cho các ngươi niệm tụng một lần, nội dung của nó là bá tống mời ngươi gia nhập Long Lạc. Có, hay không, tiếp thu được cái này nhắc nhở khung về sau, ta lập tức thượng tuyến, cho các ngươi bày ra chân chính kỹ thuật cùng thao tác. Đồng quái tiên sư nói, hiện tại, ta trực tiếp thêm thư hàng tiểu hữu làm hảo hữu, ta điểm kích có tuyển hạng. Long Lạc là cái gì? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Nàng lần trước thêm tống thư hàng hảo hữu lúc, cũng không có nhắc nhở Long Lạc. Cuồng Đao tam lãng bình tĩnh nói, hừm, hẳn là một loại nào đó mạng lưới loại hình đồ vật. Đồng quái gia hỏa này, tự cho là tìm được chân tướng, nhưng là quá ngây thơ rồi. Chân chính chân tướng nắm giữ tại hắn Cuồng Đao tam lãng trong tay. Chân tướng là, căn bản không cần dịch dung thành lệ chi tiên tử, cần chỉ là hai cái đoàn. Tam lãng đang chờ đợi. Chờ đồng quái tiên sư hoàn thành thao tác về sau, đem bầu không khí kéo đến cao chiều lúc, hắn lại xuất tràng, sẽ thật sự đáp án hiện ra cho đạo hữu. Cũng có thể để đồng quái biết, núi cao còn có núi cao hơn, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Ngẫm lại tràng diện kia, cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Rất tốt, hiện tại ta đã thành công gia nhập vào Long Lạc bên trong, đây cũng là tăng thêm tống thư hàng tiểu hữu làm hảo hữu tiền trí điều kiện. Trong video đồng quái tiên sư nói, lệ chi tiên tử, có thể hay không đừng có dùng thanh âm của ta nói chuyện. Nghe đặc biệt quái, nàng đại phong sa đã dục dịch. Không có vấn đề, ta hoán đổi thành đạo hữu khác thanh âm. Liền Đông Phương Lục tiên tử đi, đồng quái tiên sư thuần thục hoán đổi âm nói. Đông Phương Lục tiên tử, nhìn đồng quái hoán đổi tiếng nói tư thế như thế thuần thục, liền có thể khẳng định hắn đã không phải là lần thứ nhất bắt chước thanh âm của nàng. Ta có thể hay không tại bản thân không biết tình huống bên dưới, thay đồng quái cõng rất nhiều oan ức. Ta suy đoán quả nhiên không sai, bước kế tiếp tới, nhắc nhở vì phải trang tăng thêm tống thư hàng vì chi âm. Có, không, a, có chút kỳ quái, ta cùng thư hàng tiểu hữu không có gì nói chuyện tới để a, tại sao có chi âm? Đồng quái tiên sư nghi ngờ nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Đúng vậy, các ngươi tuyệt đối là chi âm. Đặc biệt là chắn ta tâm, để cho ta tâm tắc phương diện thiên phú, đều như thế bổng, phảng phất như là một đầu dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới thiên phú sản phẩm. Bất quá nói tóm lại, ta thành công, như thế nào soát thư hàng tiểu hữu mã QR thêm hắn làm hảo hữu chi mê, thành công phá giải. Phía dưới, nếu có đạo hữu muốn soát mã QR, chờ ta lần sau thông khí đến hiện thế, có thể thay các người miễn phí trang điểm thành lệ chi tiên tử bộ dáng, lại soát cái này mã QR. Đồng quái tiên sư tại trong video phất tay, một mặt đắc ý. Lệ chi tiên tử, còn muốn đem quần bên trong những người khác trang điểm thành hình dạng của ta. Tính hắc quẻ ngươi cái này bị vùi dập giữa chợ, chờ ngươi lần sau đi ra thông khí, ta tuyệt đối nửa đường liền đem ngươi chặn giết. Cái này lúc, Cuồng Đao tam lãng mỉm cười. Là thời điểm đến hắn ra sân. Cuồng Đao tứ lãng phát biểu, tính hắc quẻ, trang điểm thành lệ chi tiên tử phương pháp. Thực sự quá phiền toái. Kỳ thật, ta cũng phá giải soát mã QR huyền bí. Mà lại phương pháp của ta, so với phương pháp của ngươi càng thêm đơn giản. Các vị đạo hữu, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm làm được. Lệ chi tiên tử. Mấy người các ngươi mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy, cả ngày nghiên cứu loại vật này.
các ngươi liền không thể mỗi ngày hảo hảo tu luyện, cố gắng tấn cấp. Đồng quái tiên sư, đơn giản hơn phương pháp, chẳng lẽ tam lãng ngươi cũng nghiên cứu ra chính xác soát mã QA phương pháp? Không sai, mà lại ta nghiên cứu ra được thời gian so ngươi còn phải sớm hơn một bước. Cuồng đao tam lãng nói là thời điểm để cho các ngươi kiến thức bên dưới chân chính nghiên cứu, đặc biệt là tính hắc quẻ, kiến thức bên dưới cái gì mới gọi là một làn sóng càng so một làn sóng mạnh đi. Đông Phương Lục tiên tử, đơn giản hơn phương pháp, nói nghe một chút. Nàng đối mỗi người bản thân nhẹ nhõm có thể làm được cái này tuyển hạng tương đối cảm thấy hứng thú. Thiên phủ khí tông Dương Huyền, kỳ thật, ta tương đối để ý là, tam lãng cũng sẽ chuyên tâm nghiên cứu đồ vật. Tam lãng vẫn rất có nghiên cứu năng lực, đừng quên quần bên trong cái kia nạp điện thuật chính là hắn nghiên cứu ra được. Tam lãng, đừng có lại sâu người khẩu vị, bầu không khí kiến tạo cũng không xê xích gì nhiều, mau nói kết quả đi. Tạo hóa pháp vương cười ha ha nói. Bắc Hà tán nhân, ta kỳ thật đang do dự muốn hay không nhắc nhở các ngươi một chút, đừng lãng quá mức. Nhưng hắn vừa lên tiếng, cuồng đao tứ lãng đã cùng một thời gian phát biểu, kỳ thật, chúng ta cùng lệ chi tiên tử ở giữa khác biệt lớn nhất, là cái này. Sau khi nói xong, cuồng đao tam lãng phát một chương hình ảnh. Trên hình ảnh là hai cái tròn vo đại đoàn tử. Bắc Hà tán nhân, đây là vật gì? Diệt Phượng công tử một mặt mộng bức. Thông Huyền đại sư, dấu chấm hỏi biểu lộ. Liền ngay cả lệ chi tiên tử bản thân cũng xem không hiểu đây là cái gì đồ chơi, ta cùng tam lãng chênh lệch chính là hai cái này đại đoàn tử. Vì cái gì đột nhiên cảm giác mình biến giá rẻ rất nhiều? Tuyết lang động chủ, đừng có lại sâu người khẩu vị, trước tiên nói một chút loại này đại đoàn tử có làm được cái gì? Loại này đại đoàn tử ta cái này còn nhiều, nói một chút phương pháp sử dụng, ta cũng thử một chút quét hình mã QA hiệu quả. Cuồng đao tứ lãng, hắc hắc hắc. Cái này lúc, đồng quái tiên sư đột nhiên nhãn tình sáng lên, hẳn là, hai tên này, là bổ sung dùng. Không hổ đều là được xếp vào chi kỷ phân tổ đạo hữu, đồng quái tiên sư dây hiểu cuồng đao tam lãng ý tứ. Đúng, tính hắc quẻ ngươi đoán không lầm, cuồng đao tam lãng đắc ý nói, kỳ thật ta nghĩ đến muốn đi, tại loại bỏ gần trăm loại tương đối rõ ràng ta cùng lệ chi tiên tử khác nhau về sau, cuối cùng ta phát hiện. Lưu lại cuối cùng mấy loại tuyển hạng bên trong lệ chi tiên tử cùng ta ở giữa khác biệt lớn nhất hẳn là cái này bổ sung vật. Thế là ta sử dụng hắn, lại đối mã QA nhẹ nhàng vừa quét qua. Tiếp xuống nội dung cốt truyện cũng không cần ta nhiều lời, tự cùng vừa rồi tính hắc quẻ kinh lịch không sai biệt lắm. Tam lãng mặc dù không có chỉ rõ, nhưng tất cả mọi người đã đều hiểu tới. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu trầm mặc lại. Tất cả mọi người nghĩ thông suốt. Thế là tạm thời giữ yên lặng, tĩnh quan tình thế phát triển. Đoàn người đều yên lặng xuống tới, cuồng đao tam lãng nhưng không có an tĩnh lại. Hắn lại phát tấm bản đồ phiến, là mình đem bổ sung vật nhét vào ngực đồ, tựa như dạng này, sau đó nhẹ nhàng quét qua, liền có thể kích hoạt tấm kia mã QA. Đại gia có thể thử một chút. Lệ chi tiên tử. Quả nhiên, đại phong xa cái gì, đối tam lãng cùng đồng quái đều quá nhân từ. Nàng muốn đem tam lãng cùng đồng quái bắt lấy, đem bọn hắn trói đến cùng một chỗ, ở tại bọn hắn trong bụng lấp trên hương liệu, đem bọn hắn ném vào thú vương hố bên trong đút thú giữ. Bắc Hà tán nhân, sở dĩ, không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này, vì cái gì các ngươi chính là không hiểu. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đang độ kiếp Vũ Nhu Tử. Cùng không hiểu thấu bị giống nam châm hấp dẫn tới đồng dạng, bị hút vào thiên kiếp phạm vi đậu đậu, lập tức tâm mệt mỏi hơn. Ngao thật sự thành công. Cái này lúc, Tuyết Lang động chủ kêu lên, bất quá, ta thêm tống thư hàng thời điểm không phải chi kỷ mà là giấy chứng nhận hảo hữu, đây là ý gì? Đừng nói cho ta tại thư hàng tiểu hữu trong suy nghĩ, ta chính là cái xử lý chứng. Diệt Phượng công tử, Tuyết Lang đạo hữu ngươi đi thử. Phá Dương kích Quách Đại. Giận xoa trên lầu mèo đầu biểu lộ. Diệt Phượng công tử, Quách Đại, người không xoa của ngươi đầu chó lâu rồi. Tìm không thấy thích hợp tài liệu, chó đầu lâu trước hoãn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đổi xoa mèo đầu lâu, Phá Dương kích Quách Đại nói. Diệt Phượng công tử, gào thét biểu lộ vậy ngươi mèo đầu đâu? Nghi hoặc biểu lộ không phải còn có Diệt Phượng đạo hữu sao? Có ngươi ở, ta còn phát mèo đầu làm gì? Không thể lãng phí lưu lượng. Phá Dương kích Quách Đại dứt lời, lại nói, ta cũng thành công, vừa thử bên dưới,
phương pháp kia thật đúng là có thể làm. Bất quá ta thêm ra đen hảo hữu tổ, thêm thời điểm còn có cái nhắc nhở, nói ta cùng một vị gọi Côn Na nữ sĩ đạo hữu nhập vào một cái tổ. Côn Na nữ sĩ là ai, các ngươi ai nhận biết? Bắc Hà tán nhân. Ân, kỳ thật, hắn cũng không nhìn được lặng lẽ thử một chút, không nghĩ tới tam lãng biện pháp này lại nhưng thật có hiệu quả. Hắn cũng thành công tăng thêm tống thư hàng hảo hữu, cũng được xếp vào đến đáng tin hảo hữu một hàng. Cái này hảo hữu xưng hào, Bắc Hà tán nhân vẫn tương đối hài lòng. Đây cũng là hắn nhất quán phong cách vẽ, ngoại trừ đối tính hắc quẻ bên ngoài, dưới tình huống bình thường Bắc Hà tán nhân là cái phi thường đáng tin người. Vân Du Tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Xem ra, đại sư cũng không nhịn được thử một lần. Ta cũng đi thử một chút, Diệt Phượng công tử nhịn không được lòng hiếu kỳ. Đông Phương Lục tiên tử, tính ta một người, ta lập tức đi tìm hai đoàn tử. Cửu Châu Nhất Hào Quần, lại náo nhiệt lên. Lệ Chi tiên tử, Cửu Châu Nhất Hào Quần tại tuyến đại bộ phận thành viên, cũng nhịn không được theo cuồng đao tam lãng phương pháp, thử một lần. Dù sao chính là nhét hai cái đoàn, loại chuyện này không độ khó, tiện tay có thể làm chủ yếu là thí nghiệm chi phí thấp, thử một chút lại không lỗ lã. Sau khi thành công đạo hữu nhóm, từng cái trở về, chia sẻ bản thân nếm thử kết quả. Đều không ngoại lệ, tất cả đạo hữu đều thu hoạch được thành công. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau. Lưu Huỳnh tiên tử thượng tuyến. Nhét cọng lông mao bụi đoàn A. Phun máu biểu lộ Lưu Huỳnh tiên tử nói, căn bản không cần nhét bất kỳ vật gì, chỉ cần nắm lấy mã QR quét qua, liền có thể đem thư hàng tiểu hữu gia nhập hảo hữu. Lưu Huỳnh là vị thích mặc màu đỏ chót quần trang tiên tử, tu luyện là từ hệ lực lượng, nàng toàn lực phát công lúc, có thể sử dụng sức đẩy một hơi đem người từ địa cầu bắn bay đến trong vũ trụ đi, đây là nàng đắc ý kỹ năng. Tống thư hàng lần trước đi vũ trụ, chính là bị nàng đánh đi lên. Về phần Lưu Huỳnh tiên tử vì sao lại phát hiện quét mã QR căn bản không cần nhét đoàn, chủ yếu là nàng đoàn căn bản nhét vào không lọt nguyên nhân. Sau đó nàng tức giận, trực tiếp dùng tinh thần lực quét một thanh cái viên kia mã QR, sau đó đốt một tiếng, nàng liền thành công tăng thêm tống thư hàng làm hảo hữu. Diệt Phượng công tử, không cần nhét. Một lát sau. A, thật sự không cần nhét, trực tiếp quét là được a. Kỳ quái, hôm nay thư hàng tiểu hữu mã QR tiến hóa sao? Diệt Phượng công tử, nhật ngươi, thư hàng. Đông Phương Tĩnh Tuyết, ta cũng vừa thử bên dưới, quét qua liền thành công. Tàng Thiên Câu Chu Ly, ta bên này cũng thành công. Cửu Châu Nhất Hào Quần, lập tức lại lâm vào đến trong trầm mặc. Lần này, là lúng túng trầm mặc. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ha ha ha, tam lãng sai, không có tâm bệnh. Hoàng Sơn tiền bối tâm tình lập tức vui vẻ. Đã không cần nhét đoàn, hắn cũng vui vẻ quét tống thư hàng hảo hữu mã QR, tăng thêm tống thư hàng hảo hữu. Hắc Long Thế Giới. Lại liền độ hai làn sóng đại kiếp tống thư hàng, chính một mặt mộng bức. Hai làn sóng thiên kiếp về sau, hắn ba, bốn tiểu kim đan, cũng toàn bộ hóa thành linh hồ. Đồng dạng là sâu 9 tầng linh hồ, đối ứng cấp bậc cao nhất cửu long văn kim đan. Kim đan cấu đồ đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm cùng vô hạn bích thủy các cụ hiện hóa, trở thành hồ phách. Nhưng tống thư hàng tâm mệt mỏi, đã không ở thiên kiếp bên trong. Trước mắt hắn đã bị liên tiếp bắn ra nhắc nhở chiếm cứ. Tích đồng quái tiên sư thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về tri âm liệt biểu. Tích phá dương kích quách đại thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến da đen hảo hữu liệt biểu. Tích Côn Na nữ sĩ từ minh hữu liệt biểu chuyển di nhập da đen hảo hữu liệt biểu. Tích Bắc Hà tán nhân thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến đáng tin hảo hữu liệt biểu. Tích Tuyết Lang động chủ thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến giấy chứng nhận hảo hữu liệt biểu. Tích Thông Huyền đại sư thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến biểu lộ hảo hữu liệt biểu. Tích Diệt Phượng công tử thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến CPU hack liệt biểu. Tại hắn độ ba đợt thiên kiếp thời gian bên trong, hắn liền không ngừng tại thu đến Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối thêm hắn hảo hữu tin tức. Đồng thời những thứ này hảo hữu bị dựa theo cùng tống thư hàng quan hệ trong đó, bị phân môn phân loại đến từng cái khác biệt hảo hữu liệt biểu bên trong. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Không cần nói, khẳng định là tam lãng tiền bối tại phát hiện hắn mã QR có thể quét hình về sau, lập tức thông chi Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối, sau đó đại gia liền nhao nhao hiếu kỳ thêm hắn bạn tốt. Cũng tốt,
lúc đầu cũng là nghĩ thêm quần bên trong các tiền bối, hiện tại bất quá là trước thời hạn một bước. Tống Thư Hàng nói, hiện tại, hắn đã để Long Lạc tiểu trợ thủ tăng thêm miếng vá, độ kiếp thời điểm liền sẽ không đem quần bên trong các tiền bối cuốn vào. Cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trước đem thiên kiếp của ta độ xong, tiếp đó, đến phiên ta thứ hai tiểu kim đan hóa thành linh hồ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía thiên kiếp. Đang lúc cái này lúc, lại có một đầu nhắc nhở vang lên. Tích Hoàng Sơn tôn giả thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến Hoàng Sơn mụ mụ liệt biểu. Tống Thư Hàng. Cái này liệt tổ, có thể thay đổi cái tên không? Linh Điệp Đảo. Hoàng Sơn tiền bối. Quay đầu có cơ hội, hắn có phải hay không muốn tìm Thư Hàng tiểu hữu hảo hảo tâm sự? Quần viên thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng là rất trọng yếu. Lần sau, nhất định phải tìm hắn hảo hảo tâm sự. Tâm tắc Hoàng Sơn tiền bối, đem phân tổ xưng hào tạm thời để qua một bên. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu lên Long Lạc. Cái này Long Lạc rốt cuộc là thứ gì, có thể đem hết thảy mọi người cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu liên tiếp. Ngoại trừ thêm hảo hữu công năng bên ngoài, cái này Long Lạc có phải hay không còn có cái khác công năng? Đây chính là hắn là chủ nhóm mà đạo hữu khác chỉ là quần bạn khác biệt lớn nhất. Đối đãi sự vật góc độ liền không giống. Cảm giác cái này Long Lạc, có phải hay không có đẳng cấp? Ta có thể hay không càng tiến một bước, tiến vào tầng tiếp theo khu vực. Hoàng Sơn tiền bối rất nhanh nghiên cứu ra một điểm trò. Hoàng Sơn tiền bối một bên chú ý Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu Thiên Kiếp, vừa bắt đầu nghiên cứu lên Long Lạc tới. Nhất tâm nhị dụng, đối với hắn đẳng cấp này tu sĩ tới nói tựu cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Hoàng Sơn tôn giả hiện tại ở vào Linh Điệp Đảo vị trí, nhưng là hắn nhưng có thể lấy Tống Thư Hàng vì thiết điểm, trung chuyển liên tiếp đến Long Lạc bên trong. Hắn bộ phận ý thức chui vào đến Long Lạc bên trong, liền phát hiện mình đang đứng ở Long Lạc tầng ngoài cùng. Bình thường tới nói, chỉ cần đi vào đến cái này Long Lạc, thỏa mãn nhất định nhân tố, liền có thể càng tiến một bước mới đúng. Hoàng Sơn tôn giả suy tư. Cái này lúc, đang độ kiếp Tống Thư Hàng. Lại nhận được Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở, bá Long nhân viên quản lý, hảo hữu của ngươi Hoàng Sơn mụ mụ đang nghiên cứu Long Lạc kết cấu, cũng thử nghiệm tiến vào Long Lạc tầng tiếp theo, phải chăng mở cho hắn lên cấp quyền hạn. Hoàng Sơn tiền bối đối Long Lạc có hứng thú, vậy liền để Hoàng Sơn tiền bối nghiên cứu thử một chút đi. Xác định mở ra quyền hạn, mặt khác cần cho Hoàng Sơn tiền bối chuyển một bút ma lực lưu lượng không? Tống Thư Hàng hỏi, có thể thông qua nhân viên quản lý quyền hạn. Đồng dạng định số Long Lạc năng lượng cho Hoàng Sơn mụ mụ, cung cấp hắn tấn cấp cần thiết. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nhắc nhở. Có quyền hạn thật sự là diệu a, ta trước đó không lâu vì tấn cấp, đều cần góp nhặt ma lực lưu lượng. Chuyển Long Lạc năng lượng đối Long Lạc bình thường chuyển vận có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Tống Thư Hàng hỏi, hắn không thể làm mổ gà lấy trứng sự. Hạn định tại nhất định mức bên trong, liền sẽ không đối vận chuyển tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Long Lạc tiểu trợ thủ ngọt ngào trả lời. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền tại không ảnh hưởng Long Lạc vận chuyển điều kiện tiên quyết, vạch ra nhất định mức Long Lạc năng lượng, chia đều cho ta các hảo hữu, để tất cả mọi người quen thuộc bên dưới Long Lạc. Mỗi người 500 vạn lưu lượng có thể thực hiện không? Thừa dịp có quyền hạn, đương nhiên muốn cho Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối cung cấp một số tiện lợi. Mỗi một vị hảo hữu 500 vạn Long Lạc năng lượng, hoàn toàn không vấn đề. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng. Thậm chí 500 vạn lưu lượng mức lộ vẻ quá nhỏ, đối Long Lạc tới nói liền chín như một bút cũng không bằng. Nếu như từ hắn đến chấp hành, trực tiếp sẽ lấy vạn ước vì năng lượng đơn vị tiến hành phái đưa. Vậy trước tiên phát 500 vạn, đến lúc đó nhìn các tiền bối cần, lại tiến hành phát lại bổ sung. Tống Thư Hàng nói. Ầm ầm trên bầu trời thiên kiếp hóa thành một con giao long, không ngừng đối Tống Thư Hàng thi pháp công kích. Thiên kiếp tiến hóa phi thường cấp tốc. Từ mân mê ra hình người thiên kiếp về sau, lập tức lại dọc theo thần thú thiên kiếp, hung thú thiên kiếp loại hình kéo dài sản phẩm. Giao long thiên kiếp viễn trình nổ Tống Thư Hàng nửa ngày, chính là không theo kiếp vân trong xuống tới. Trước mắt đến xem, hắn là cái này mấy đợt thiên kiếp bên trong sống thời gian dài nhất một đợt thiên kiếp. Đúng rồi, có biện pháp nào không cho hạch tâm thế giới bên trong thông nương cũng phát một phần mã QR hình chiếu? Còn có tại phía xa hiện thế khác hai vị đệ tử Sở Sở cùng Tiểu Thải. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Kỳ thật không chỉ có là hai vị đệ tử, còn có Thi, Trúc hai cái loli,
còn có tiểu hòa thượng Quả Quả, Tam Nhật sư huynh, hắn đều muốn phát cái mã QR đồ đi qua. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, nháy nháy mắt. Sau đó, nàng cái đuôi nhẹ nhàng vỗ, triệu hồi ra công đức phỉ kình tọa kỵ, đưa nó đưa vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng từ đạt được Long Lạc quyền hạn về sau, hạch tâm thế giới đã khôi phục mở ra. Công đức phỉ kình mang theo Tống Thư Hàng mã QR hình chiếu, tiến đến liên hệ thông nương cùng quy tiền bối, cùng sở các chủ đầu. Tiếp đó, tiên tử lại móc ra Tống Thư Hàng điện thoại, hai tay của nàng mang theo điện thoại, chui vào đến công đức võng lạc bên trong, mượn công đức võng lạc cùng hiện thế ở giữa kết nối, cho tiểu thải cùng sở các phát một chương mã QR kim đan cấu đồ đồ án. Tiên tử hôm nay hành động lực mắc điểm. Nàng hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng. Linh Điệp Đảo. Hoàng Sơn Tôn giả chính nghiên cứu Long Lạc thời điểm, đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Tích siêu cấp nhân viên quản lý Bá Long, hướng ngươi chuyển 500 vạn Long Lạc năng lượng. Hoàng Sơn tiền bối. Bá Long. Đạo này hào phong cách, không phải là Thư Hàng tiểu hữu A, hắn là Long Lạc siêu cấp nhân viên quản lý. Hắn sẽ không lại làm cái gì đại tân văn A. Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn tiền bối phát hiện mình tại Long Lạc bên trong tài khoản, bắt đầu bão tố xe. Đại biểu cho hắn Hoàng Sơn ID, thật nhanh từ Long Lạc một tầng tiến vào hai tầng. Tiến vào hai tầng thời điểm, hắn cảm ứng được từ Long Lạc trên có một chút tinh thần lực phản hồi tới, thoáng tăng cường điểm thần trí của hắn cường độ. Sau đó, ý thức của hắn bị đưa vào đến một cái Long Lạc thiên kiếp thế giới, ở trước mặt hắn, một đầu dữ tợn hắc long dậm chân mà ra, tràn đầy uy nghiêm. Hắc long há miệng, chuẩn bị đối Hoàng Sơn Tôn giả phun ra một thanh long tức. Nhưng là, nó long tức còn tại trong cổ họng ấp ủ, Hoàng Sơn Tôn giả đã lách mình đến hắn bên người, một quyền liền đem đầu của nó cho đánh nổ. Dù sao cũng là một tấn hai Long Lạc thiên kiếp, nhìn qua uy nghiêm, kỳ thật rất yếu đuối đối với thất phẩm tôn giả tới nói. Hoàng Sơn tiền bối khi độ kiếp hình ảnh, toàn bộ phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Cái này độ kiếp quá trình, Tống Thư Hàng từ đầu tới đuôi là ở vào Hắc Long thiên kiếp thị giác góc độ, dù sao hắn là Long Lạc nhân viên quản lý. Thân là thiên kiếp, còn không phát huy liền bị người đuổi rơi mất, kỳ thật rất lúng túng. Hiện thế thiên kiếp gặp gỡ bạch tiền bối lúc, có thể hay không cũng là giống ta hiện tại cảm giác. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ, ta hẳn là đối thiên kiếp đại gia tốt một chút, hắn kỳ thật rất không dễ dàng. Hoàng Sơn Tôn giả tùy tiện đánh chết Hắc Long, cảnh giới của hắn vững vàng rơi xuống cấp 2 khu vực. Sau đó theo ý niệm của hắn, tinh thần lực của hắn phù hợp điều kiện, tăng thêm có đầy đủ Long Lạc năng lượng. Đại biểu cho hắn Hoàng Sơn ID lần nữa hướng thứ cấp 3 vị trí lao nhanh. 2 tấn 3 hắc long biến thành 5 con, mà lại không còn là thổ tức, mà là uy lực càng mạnh mẽ pháo laser. Nhưng cùng lần trước đồng dạng, không đợi bọn chúng thúc đẩy, Hoàng Sơn Tôn giả đã huy quyền đưa chúng nó toàn bộ đánh nổ. Độ kiếp kết thúc, hắn ID vững vàng tọa lạc đến cấp 3 quyền hạn khu vực. Thần thức phương diện lần nữa đạt được phản hồi, thoáng tăng cường một số. Cái kia 500 vạn Long Lạc năng lượng, lại tiêu hao hết một chút. Trên tổng thể, Long Lạc khu vực cùng tu sĩ cảnh giới ngang hàng. Chỉ là Long Lạc chú trọng hơn tinh thần lực phương diện. Hoàng Sơn tiền bối tổng kết nói. Có lẽ đây là Thư Hàng tiểu hữu đưa cho đại gia lễ vật. Thế là, Hoàng Sơn Tôn giả mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần, bắt đầu tổng kết bản thân đối Long Lạc nghiên cứu, chuẩn bị đưa nó phát đến quần bên trong. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, tất cả mọi người đang đàm luận từ Bá Long đưa cho đại gia 500 vạn Long Lạc năng lượng. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này năng lượng đến cùng có làm được cái gì, cũng tại tiến hành đủ loại nếm thử. Bắc Hà Tán Nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra thảo luận 500 vạn Long Lạc năng lượng chủ đề, là hắn cưỡng ép mang theo tiết tấu. Cứ như vậy, cuồng đao tam lãng tạm thời có thể né qua một kiếp. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh. Nên tới trung quy vẫn là sẽ đến, hắn chỉ có thể vì tam lãng tranh thủ đến một điểm giảm sóc thời gian, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến lúc đó gặp gỡ Lệ Chi tiên tử lúc, sẽ không quá thảm. Thân là tam lãng hảo hữu, Bắc Hà Tán Nhân có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, liên quan tới Long Lạc năng lượng vận dụng, ta vừa rồi nếm thử qua. Các ngươi đều có thể thử một chút. Dứt lời. Hắn đem bản thân chỉnh lý tốt liên quan tới Long Lạc cấp độ, tấn cấp phương pháp,
độ kiếp độ khó đều phát đến quần bên trong, cung cấp đại gia tham khảo. Đại gia có thể án lấy cảnh giới của mình đẳng cấp, đối long lạc cấp độ tiến hành nếm thử. Sơ kỳ phản hồi tới được tinh thần lực khả năng cũng không tính cường đại, bất quá càng đến hậu kỳ, phản hồi tới được tinh thần lực hẳn là sẽ rất không tệ. Hoàng Sơn tôn giả nói. Diệt Phượng công tử, không hổ là Hoàng Sơn tiền bối. Thân là một đám chi chủ, thời điểm then chốt Hoàng Sơn tiền bối tổng là có thể trấn trụ tràng diện. Bắc Hà tán nhân lập tức thuận thế, bắt đầu tiện thể nhắn đề, cái kia đại gia không bằng đều thử một chút, tại Long Lạc bên trong sông một thanh, nhìn xem mình có thể vọt tới cái nào cấp độ. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng không nhất định, ta có loại trực giác, cái này Long Lạc hẳn là sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Trăng sáng bao lâu có, lại nói, các ngươi ai có thể phát một cái mã QR cho ta không? Ta vừa rời đi trong chốc lát, trở về lật ra nửa ngày nói chuyện phiếm ghi chép, đều không tìm tới mã QR ở đâu. Không mã QR, ta thêm không được hảo hữu, cũng vô pháp tiến vào Long Lạc. Ha ha, lão Bắc Hà chúng ta tới tỉ thí một chút đi. Ta mặc dù là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng tinh thần lực của ta đã đạt tới lục phẩm tả hữu. Ta cảm giác ta có lẽ có thể một hơi xông vào cấp 6 khu vực. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha nói. Bắc Hà tán nhân. Dược sư, tu sĩ tại ngũ phẩm cảnh giới thời điểm, có thể ngưng tụ ra một khỏa kim đan. Cái kia Long Lạc tại thứ cấp 5 thời điểm, có thể hay không cũng diễn hóa xuất thú vị đồ vật đến. P.S. Đây là Giang Tử Yên tay đánh nội dung. Giọng nói chuyện phiếm tại quần nói chuyện phiếm ghi chép soát tương đối nhanh lúc, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Sở dĩ, có khi nói chuyện phiếm tiết tấu tương đối nhanh lúc, dược sư sẽ để Giang Tử Yên thay thế tay hắn đánh. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ dùng giọng nói đánh chữ, chính là phân biệt độ không đủ cao, thường xuyên chữ sai. Ta mơ hồ nhớ kỹ, thư hàng nhắc qua hắn mỗ khỏa kim đan cùng mới tiểu thế giới có quan hệ, có thể hay không cùng cái này Long Lạc có quan hệ. Lệ Chi tiên tử nhắc nhở nói. Tuyết Lang động chủ, nếu là thật sự có thể lại ngưng tụ ra một khỏa kim đan. Cảm giác sẽ rất có ý tứ. Lệ Chi tiên tử suy đoán, dẫn nổ quần bên trong đạo hữu hứng thú. Đối tu sĩ tới nói, tu luyện cùng tăng cường thực lực, là trọng yếu nhất sự tình. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, nhao nhao tiến chú Long Lạc, tiến vào tranh tài sông cấp độ trong trò chơi. Quần bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Trăng sáng bao lâu có, còn có người có ở đây không? Ai có thể cho ta phát cái mã QR? Lại một lát sau, trăng sáng bao lâu có, các ngươi đều xông Long Lạc cấp độ đi. Nói chuyện riêng đều không một cái người trả lời ta. Linh Điệp Đảo, Hoàng Sơn Chân Quân là quần bên trong cái thứ nhất tiến vào 4 tấn 5 cấp khu vực. Hắn cũng rất hiếu kỳ, tại hắn tự thân đã thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, lại bước vào thứ cấp 5 khu vực, sẽ sinh ra cái gì thú vị biến hóa. Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn Chân Quân phát hiện thân thể của mình phảng phất bị lưu huỳnh tiên tử kỹ năng đánh trúng, không bị khống chế đằng không mà lên. Dưới chân hắn, hiện ra một mảnh trắng noãn vân vụ. Cực kỳ giống trong truyền thuyết phi thăng. Trắng noãn vân vụ nâng Hoàng Sơn một đường cao thăng. Tiếp tục như vậy, sẽ trực tiếp bị đưa vào đến trong vũ trụ A. Hoàng Sơn tôn giả khe khẽ lắc đầu, sau đó, hắn một cước đạp trên vân vụ, đem nâng hắn phi thăng vân vụ dẫm nát. Nếu như là ngày thường hưu nhàn thời gian bên trong, hắn phối hợp với Long Lạc chơi một thanh phi thăng cũng không thành vấn đề. Đối với hắn người ở cảnh giới này tới nói, coi như bị đưa vào vũ trụ, cũng sẽ không có nguy cơ sinh tồn. Nhưng bây giờ, phía dưới Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu đang độ kiếp. Hắn không yên lòng. Mặc dù đối với phi thăng trò chơi này cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là được rồi, lần sau nếu có cơ hội nếm thử nữa đi. Dù sao, Cửu Châu nhất hào quần bên trong khẳng định có đạo hữu khác, tại nếm thử tăng cấp Long Lạc đẳng cấp. Chờ bọn hắn thể nghiệm xong phi thăng về sau, lại hỏi thăm một chút bọn hắn phi thăng sẽ có cái gì thú vị biến hóa đi. Hoàng Sơn tôn giả, Cửu Châu nhất hào quần bên trong lớn nhất lương tâm. Nếu như Cửu Châu nhất hào quần chủ nhóm không phải hắn, cái này phá quần đã sớm xong. Một cước đem phi thăng vân vụ dẫm nát về sau, Hoàng Sơn tiền bối một lần nữa rơi xuống mặt đất. Quan sát lấy Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu thiên kiếp. Từ trước mắt đến xem, Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu ở giữa phối hợp rất không tệ, độ kiếp tạm thời không xảy ra vấn đề gì. Đặc biệt là Vũ Nhu Tử, thời điểm then chốt tổng là có thể thi triển ra một số làm cho người kinh ngạc pháp thuật,
uy lực kinh người, mấy lần đem đột nhiên bộc phát thiên kiếp chống được. Tính toán thời gian, thiên kiếp cũng đã vượt qua hơn phân nửa. Hoàng Sơn Tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục ở một bên lược trận. Mấy tức thời gian sau, Hoàng Sơn Tôn giả thân hình lại một lần chậm rãi lơ lửng mà lên. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trước đó bị hắn dẫm nát phân vụ, lần nữa ngưng tụ, nâng thân thể của hắn phi thăng. Hoàng Sơn Tôn giả, hắn lần nữa nhấc chân, đem vân vụ dẫm nát, thân hình hướng về mặt đất, ít nhất chờ Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu an toàn vượt qua thiên kiếp sau lại nói. Nhưng khi hắn rơi xuống đất thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn nguyên thần nhận lấy một loại quy tắc lực lượng dẫn dắt, từ trong thân thể của hắn thoát ra. Nguyên thần dưới chân, hiển hiện khẽ động vân vụ, bị nâng thẳng tắp phi thăng. Hoàng Sơn Tôn giả, cái này phi thăng lực lượng, thật đúng là không sờn lòng. Nhưng bây giờ, bất kể là nhục thể của ta vẫn là nguyên thần, đều không thích hợp rời đi. Hoàng Sơn Tôn giả nguyên thần đồng dạng nhấc chân, dẫm nát vân vụ. Vân vụ vỡ vụn ra. Nhưng Hoàng Sơn Tôn giả nguyên thần nhưng không có rơi xuống, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Sơn tiền bối. Hắn bận bịu nhắm mắt cảm ứng. Sau đó, hắn phát hiện mình nguyên thần bị vân vụ bao vây lấy, tại loại này phi thăng lực lượng dẫn dắt bên dưới, tiến vào một cái cùng loại không gian thông đạo địa phương. Không gian xuyên qua, đây là muốn đem ta nguyên thần đưa đến địa phương nào? Hoàng Sơn Tôn giả nhíu mày. Mấy hơi về sau, Hoàng Sơn Tôn giả nguyên thần, từ cái kia cùng loại không gian thông đạo địa phương bắn ra ngoài. Ầm ầm. Hắn nguyên thần mới vừa xuất hiện, liền nghe đến một trận bạo tạc tiếng sấm. Sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. Đó là đạo kim sắc thân ảnh, từ thuần túy công đức chi quang tạo thành là Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức chi quang tiên tử. Tống Thư Hàng đồng dạng cảm ứng được phía sau có người tới gần, hắn vừa quay đầu, liền thấy được Hoàng Sơn tiền bối nguyên thần, phù hiện ở sau lưng của hắn. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm ứng được, Hoàng Sơn tiền bối cùng hắn ở giữa nhiều loại liên hệ kỳ diệu. Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Tiền bối làm sao đột nhiên đến đây, mà lại, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cái này trực tiếp cuốn vào đến thiên kiếp của hắn phạm vi. Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn Tôn giả nhìn về phía Tống Thư Hàng, người bộ dáng giả đi, lập tức ta đều không thể nhận ra ngươi. Ngươi đang làm gì? Như ngài thấy, ta tại độ kiếp đây. Tống Thư Hàng chỉ bầu trời. Trong hư không, cái kia đạo giao long thiên kiếp linh hoạt tại kiếp vân trong xuyên qua, không hề đứt đoạn thi triển lôi pháp, đối Tống Thư Hàng tiến hành công kích từ xa. Mà tại Hoàng Sơn tiền bối nguyên thần cuốn vào Tống Thư Hàng độ kiếp khu vực trong nháy mắt, giao long thiên kiếp thân hình tăng vọt một vòng, uy lực tăng hơn một nửa. Hoàng Sơn Tôn giả ngẩng đầu, nhìn qua đầu kia sinh động như thật giao long thiên kiếp, một trận trầm mặc. Thật có lỗi, cuốn vào đến thiên kiếp của ngươi bên trong. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Tống Thư Hàng, không sao a, loại trình độ này thiên kiếp ta vẫn là có thể chống được tới. Dù sao nơi này là Hắc Long thế giới, hắn lại chấp trưởng Long Lạc. Ta càng để ý chính là, Hoàng Sơn tiền bối ngươi là thế nào chạy đến nơi này, mà lại là lấy nguyên thần phương thức tới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Phi thăng tới được, Hoàng Sơn Tôn giả trả lời, ta đang nghiên cứu Long Lạc, tại 4 tiến cấp 5 đừng khu vực thời điểm, liền sinh ra phi hành dị tượng. Ta bởi vì có tục sự quấn thân, liền đạp vỡ phi thăng vân vụ. Nhưng về sau, cái kia vân vụ dẫn dắt nguyên thần của ta, mãi cho đến nơi này. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn về phía trên bờ vai Long Lạc tiểu trợ thủ, nói, còn sẽ có dạng này thao tác. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu. Hoàng Sơn Tôn giả ở vào hiện thế vị trí, thân thể cũng không tại Hắc Long thế giới, nơi đó không phải Long Lạc địa bàn. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến Long Lạc là bởi vì Tống Thư Hàng nắm giữ lấy Long Lạc quyền quản lý, lấy Tống Thư Hàng vì trạm trung chuyển, liên tiếp Long Lạc. Sở dĩ, đang sử dụng Long Lạc quá trình bên trong, sẽ phát sinh dạng gì dị biến, Long Lạc tiểu trợ thủ cũng vô pháp dự tính. Cẩn thận, thiên kiếp rơi xuống. Hoàng Sơn Tôn giả nhắc nhở. Trên bầu trời, giao long thiên kiếp có lẽ là hình thể lớn mạnh một vòng nguyên nhân, tự tin bùng lên. Hắn cuối cùng từ kiếp vân trong chui ra, không còn viễn trình thi pháp, mà là hướng thẳng đến Tống Thư Hàng nổ xuống. Tiên tử ba tầng công đức điện hình chiếu, bị một kích đánh xuyên. Hoàng Sơn Tôn giả con ngươi hơi co lại,
cái thiên kiếp này uy lực, đã đạt tới bình thường thất phẩm tôn giả một kích toàn lực trình độ là bởi vì nguyên thần của hắn, cuốn vào đến Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong, đưa tới thiên kiếp dị biến. Cái này lúc, Tống Thư Hàng đưa tay khẽ vồ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Trung Yên Thánh Kiếm lần nữa xuất động, lưỡi kiếm quét ngang, nhắm ngay Giao Long thiên kiếp. Đáng tiếc, Trung Yên Thánh Kiếm là kiếm loại hình thái. Nếu như là đao loại, nói không chừng còn có thể phối hợp với ta thi triển đao ý, uy lực tăng gấp bội. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, nếu như hắn có kiếm thuật thiên phú tốt bao nhiêu, phối hợp 200 mét trưởng Trung Yên Thánh Kiếm, hắn hoàn toàn có thể cho đối phương chạy trước cái 299 mét. Cự kiếm phối hợp kiếm ý, tùy tiện liền có thể đạt tới 300 mét chiều dài. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động thời điểm, sau lưng của hắn Hoàng Sơn Tôn giả phát ra nghi ngờ tiếng kêu, a. À. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng Hoàng Sơn tiền bối ở giữa, loại kia kỳ diệu liên hệ lập tức tăng cường. Hai người nguyên thần, phảng phất mãnh liệt cộng minh. Tống Thư Hàng đưa tay, bắt lấy Trung Yên Thánh Kiếm, ngực phảng phất có một cỗ khí không nhả ra không thoải mái, Thiên Chú Huyền Hoàng Kiếm. Trung Yên Thánh Kiếm bên trên, có kiếm ý phóng lên tận trời. Sau đó, một chiêu huyền diệu vô cùng tiên nhân kiếm pháp, bị Tống Thư Hàng thi triển đi ra. Một kiếm chém xuống, trong hư không liền có vô số huyền hoàng chi khí buông xuống dưới, cùng một kiếm này hòa làm một thể. Tức là kiếm thuật, lại là huyền diệu vô thượng chi pháp. Kiếm thuật bên trong ẩn chứa vô thượng chi pháp, kiếm cùng pháp tướng phụ phối hợp. Ầm, Thiên Chú Huyền Hoàng kiếm hung hăng chạm tại Giao Long thiên kiếp bên trên, một kiếm, liền trực tiếp đem Giao Long thiên kiếp chạm bạo. Giao Long thiên kiếp tiêu tán, hóa thành thuần túy thiên địa linh khí, khuếch tán ra tới. Mà Thiên Chú Huyền Hoàng kiếm kiếm khí tại chém Giao Long thiên kiếp về sau, dư thế không giảm. Cái kia gào thét kiếm ý phóng lên tận trời, đem trong hư không kiếp vân cũng chém ra một đầu hồng câu. Thống khoái lâm ly. Đây chính là thi triển kiếm thuật cảm giác a, hạng gì mỹ diệu. Tống Thư Hàng cầm kiếm tay đều đang run rẩy, bởi vì Trung Yên chi kiếm quá cự quá nặng, bắt lâu cổ tay hơi mệt. Hắn nhớ lại vừa rồi huy kiếm lúc này chút ít tích tích. Kiếm thuật thiên phụ hắn, có thể chém ra một kiếm này, đủ hắn hồi ức cả một đời. Hắn tinh tế hồi ức kiếm ý bộc phát cái chủng loại kia cảm giác, cùng đao ý bộc phát so ra. A, à, Tống Thư Hàng đột nhiên dừng một chút. Là ảo giác sao, hắn cảm giác kiếm ý đang thi triển thời điểm, tại sao cùng đao ý lúc bộc phát, không có khác biệt lớn. Cảm giác tựa như là cơm trứng chiên cùng cơm trứng tráng khác nhau, hương vị kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Sau lưng Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn Tôn giả nhìn lên bầu trời còn sót lại huyền hoàng chi khí, một trận trầm mặc. Không sai được, vừa rồi Tống Thư Hàng thi triển đúng là hắn hệ này truyền thừa độc môn kiếm thuật Thiên Chú Huyền Hoàng Kiếm. Là vừa rồi loại kia kỳ quái nguyên thần cộng minh trạng thái, để Tống Thư Hàng tiểu hữu mượn lực lượng của hắn, thi triển ra một chiêu này kiếm thuật. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Thư Hàng tiểu hữu. Thiên kiếp của ngươi hẳn là kết thúc a. Hoàng Sơn Tôn giả lên tiếng nói, chúng ta trước đem loại này kỳ quái nguyên thần cộng minh trạng thái kết thúc, sau đó các ngươi cách ta xa một chút. Không hiểu thấu cuốn vào đến Tống Thư Hàng thiên kiếp trạng thái, lại không hiểu thấu đổi một đợt thiên kiếp. Tốt tại, Tống Thư Hàng không xảy ra vấn đề. Mặt khác Hoàng Sơn Tôn giả cảm giác thuộc về mình cái kia bộ phận kiếp muốn tới, chính là hắn từ Long Lạc 4 tầng tăng lên tới 5 tầng cần thiết gặp phải kiếp. Hắn không muốn đem Tống Thư Hàng cuốn vào đến hắn kiếp bên trong đi. Hoàng Sơn tiền bối, còn không có đâu, nếu như ta không đoán sai, ta hẳn là còn có cuối cùng một đợt thiên kiếp. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình tiểu đan điền. Theo Giao Long thiên kiếp phá diệt, thất thải yêu đan cũng hòa tan ra, hóa thành linh hồ. Đồng dạng là cao nhất 9 tầng chiều sâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn còn sẽ có cuối cùng một đợt thiên kiếp, dùng để tan ra thứ nhất tiểu kim đan. Hoàng Sơn Tôn giả thở dài, bắt lúc nào cũng ở giữa, một hơi đem ngươi cuối cùng một đợt thiên kiếp độ xong. Sau đó, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ tách ra tới. Đang lúc hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng sau lưng lại có một trận không gian ba động hiện lên. Hai người nhất chuyển quá mức, liền nhìn thấy cuồng đao tam lãng thân ảnh, bị không gian thổ đi ra. Vèo một cái, rơi sau lưng Tống Thư Hàng. A a a a, suýt chút nữa thì chết rồi. Chơi thoát, tam lãng tiếng kêu rên liên hồi.
cùng Hoàng Sơn Tôn giả đồng dạng, hắn cũng là nguyên thần trạng thái. A, à, Hoàng Sơn tiền bối người cũng tại a, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất trùng kích nhập thứ 5 tầng long lạc người, ta còn cần một chút tinh thần lực bộc phát tiểu khiếu môn. Không nghĩ tới Hoàng Sơn tiền bối vẫn là nhanh hơn ta một bước. Cuồng Đao Tam Lãng bỏ lên, cười ha ha nói. Hoàng Sơn Tôn giả nhìn qua Tam Lãng, một trận trầm mặc. Hắn là vì chiếu cố Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu, không muốn lập tức nếm thử phi thăng, dẫm nát mấy lần phi thăng vân vụ về sau, bị vân vụ trực tiếp hấp xả lấy nguyên thần rơi xuống Tống Thư Hàng sau lưng. Tam Lãng làm sao cũng là thuần nguyên thần hình thái tới. Dưới tình huống bình thường, hắn không phải nhục thân bị vân vụ nâng lên, trực tiếp phi thăng sao? A, à, vị đại thúc này ngươi tốt, ngươi nhìn lấy khá quen, là vị đạo hữu nào? Cuồng Đao Tam Lãng lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, là ta à, Tam Lãng tiền bối, ta là Tống Thư Hàng a. Cuồng Đao Tam Lãng, Thư Hàng, người đây là bị ép khô sao? Làm sao già nua thành cái dạng này? Một lời khó nói hết, Tam Lãng tiền bối, người làm sao qua được? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời hắn ở trong lòng thật nhanh câu thông long lạc tiểu trợ thủ. Trước đó, Hoàng Sơn tiền bối là bởi vì đạp hai lần phi thăng vân vụ, nguyên thần được đưa tới long lạc trạm trung chuyển Tống Thư Hàng bên người. Nhưng Tam Lãng tiền bối làm sao cũng đến đây. Ta đang trùng kích 4 tiến 5 long lạc về sau, liền dưới chân khói bay sương mù, tiến vào phi thăng hình thức. Nhưng là, bởi vì ta mới động phủ thi công vẫn chưa hoàn thành, bầu trời là bịt kín. Phi thăng tới động phủ bầu trời thời điểm, một đầu đụng vào bầu trời, không bay qua được. Lại nói tiếp, nguyên thần của ta liền bị dẫn dắt ra đến, bị cuốn vào đến một cái cùng loại không gian thông đạo địa phương. Ta đối cái kia cùng loại không gian thông đạo địa phương còn rất cảm thấy hứng thú, liền muốn chụp một khối thông đạo dưới vách đá tới. Kết quả còn chưa bắt đầu chụp, liền bị ném tới ngươi nơi này. Cuồng Đao Tam Lãng giới thiệu nói. Hoàng Sơn Tôn giả. Tống Thư Hàng. Hắn vội vàng đối long lạc trợ thủ ra lệnh, để nó đem cái này miếng vá cho đánh lên. Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, tại 4 tiến 5 tầng phi thăng trạng thái lúc, nếu như nguyên thần bị dẫn dắt ra đến, có thể hay không đừng hướng vị trí của ta dẫn dắt. Nếu có thể, lập tức đánh cái miếng vá. Hắn hiện tại thế nhưng là tại độ kiếp trong trạng thái, như bên trong quần bên trong đạo hữu tiếp nhị liên tam tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Long Lạc trợ thủ lắc đầu, hiện thế Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, là thông qua Tống Thư Hàng vì trung chuyển liên tiếp đến Long Lạc. Bọn hắn phi thăng thời điểm, nguyên thần bị pháp tắc tiếp đón được Hắc Long thế giới lúc, khẳng định cũng sẽ trước bị dẫn dắt đến Tống Thư Hàng bên người. Cái kia sửa đổi một chút, nếu như đằng sau còn có tiền bối nguyên thần được khi đi tới, đem bọn hắn tọa độ định tại thân thể ta 500 mét bên ngoài cự ly. Dạng này có thể làm được không? Tống Thư Hàng lại vội vàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ hơi dừng một chút về sau, nhẹ gật đầu, biểu thị có thể làm được. Nhanh, đem cái này miếng vá đánh lên, Tống Thư Hàng thúc giục nói. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối, từng cái động thủ năng lực siêu cường. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối đã qua tới, cái khác tiền bối nói không chừng đều đã tại tới được trên đường. Tống Thư Hàng tuyệt đối không dám xem thường các tiền bối năng lực. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên người lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp hiển hiện. Phụ thân của Ngư Kiều Kiều Giao Bá chân quân. Hồi lâu không thấy Bạch Hạc chân quân. Cùng gần nhất rất ít tại Cửu Châu Nhất Hào quần nổi lên, cả ngày vội vàng đề nghị Nho Gia đại nghiệp Hằng Hỏa chân quân. Ba vị chân quân, tất cả đều là lấy nguyên thần hình thức xuất hiện. Nơi này là địa phương nào? Giao Bá chân quân nói. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính hình thái Bạch Hạc chân quân, Bạch tiền bối có ở đây không? Ta tựa hồ ngửi được hắn hương vị. Thật sự phiền não. Lúc đầu muốn chơi trùng kích long lạc trò chơi nhỏ thư giãn một tí, làm sao lại nguyên thần xuất khiếu, bị cuốn vào tới nơi này. Hằng Hỏa chân quân khổ não nói. Bạch Hạc chân quân, ta đi, là Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu một cái, ta đi, lại là thiên kiếp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Long lạc tiểu trợ thủ vá víu tốc độ, cũng không đuổi kịp quần bên trong các tiền bối hành động tốc độ. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh dậm chân mà ra. Lệ Chi tiên tử, Cổ Hồ Quan chân quân, Lạc Trần chân quân, Hiến Công cư sĩ. Sau đó, Đông Phương Lục tiên tử, Vân Du Tăng Thông Huyền, Tạo Hóa Pháp Vương, Tuyết Lang động chủ không ngừng từ không gian bên trong chui ra.
mơ hồ có thể thấy được đằng sau còn có quần bên trong tiền bối xếp hàng chờ lấy đi ra. Còn đánh cái dám miếng vá a. Người đều muốn tới đủ. Sự thật chứng minh, tiền bối người vĩnh viễn là tiền bối ngươi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, một đám người liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Long Lạc tiểu trợ thủ miếng vá còn chưa kịp tới đánh lên, quần bên trong thành viên nhìn quen mắt, cơ bản đã đến đông đủ. A, Bắc Hà người cũng tới a, người cũng kinh lịch phi thăng sao? Tuyết Lang động chủ hỏi. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nhìn một vòng, quần bên trong trước đó tại tuyến đạo hữu đều tới đi. Đại bộ phận đều là gương mặt quen, lại nói, năm nay Cửu Châu nhất hào quần các đạo hữu tuyến bên dưới tụ diện tần suất siêu cao. Dĩ vãng mấy chục năm đều tụ không được một lần, năm nay đều tụ nhiều lần. Mặc dù mỗi lần tụ hội đều là ngoài ý muốn. Cuối cùng, Bắc Hà tán nhân lại nhìn Tam Lãng một chút. Không cứu nổi. Hoa Đà tại thế cũng cứu không được Tam Lãng, chẳng ai ngờ rằng chơi Long Lạc sông tầng trò chơi, sẽ đem đại gia nguyên thần tụ tập lại một chỗ, Tam Lãng nguội. Ai là cái thứ nhất đi ra? Ta lúc đi ra đã thấy Hoàng Sơn tiền bối, Tam Lãng, Thư Hàng, Bạch Hạc, Hằng Hỏa còn có Giao Bá. Đông Phương Lục tiên tử hỏi. Hoàng Sơn tiền bối là cái thứ nhất đi ra, Lãng Mỗ cái thứ hai, trễ Hoàng Sơn tiền bối nửa bước. Cuồng Đao Tam Lãng dương dương đắc y nói. Bắc Hà tán nhân có chút quay đầu đi, không đành lòng đi xem Tam Lãng lúc này còn không thấp điều, còn muốn chợt hiện bên dưới tự thân tồn tại cảm giác. Lệ Chi tiên tử con ngươi hơi trầm xuống, mỉm cười, tìm tới ngươi, Tam Lãng. Sau một khắc, Lệ Chi tiên tử chậm một chút. Muốn chuyển nôn. Sự thật chứng minh, nguyên thần so với nhục thân muốn càng thêm yếu ớt. Đồng dạng kỹ năng tại đối nguyên thần trực tiếp phóng thích lúc, lực tổn thương. Đậu đậu không tới sao? Diệt Phượng công tử hỏi, hắn nhìn một vòng không tìm được đậu đậu, lập tức cảm giác có chút không thú vị. Yêu sinh lớn nhất niềm vui thú, ăn cá đi ngủ đánh đậu đậu lại không ở. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, hắn bị cuốn vào đến Vũ Nhu Tử Thiên Kiếp bên trong, còn tại hợp tác độ kiếp. Bản thể của ta chính ở chỗ này nhìn lấy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ta cảm giác không khí nơi này có chút không đúng, có chút kiềm chế. Các ngươi có hay không cảm giác như vậy? Cổ Hồ Quan Chân Quân nói. Diệt Phượng công tử, ta cũng có loại cảm giác này. Giống như trên, ta cũng cảm giác đến kiềm chế, toàn thân không thoải mái. Lệ Chi tiên tử tay nhỏ chuyển nhanh chóng, Tam Lãng đã giống máy bay cánh quạt, nhanh đến thấy không rõ thân ảnh. Bạch Hạc Chân Quân, ngẩng đầu, vọng thiên, các ngươi liền biết vì cái gì bị đè nén. Chúng tiền bối ngẩng đầu một cái, sau đó liền nhìn thấy kiếp vân đang ngưng tụ thành hình, hồ quang điện không ngừng lấp lóe, xem xét uy lực liền sẽ không tiểu. Hiến công cư sĩ, ta đi, lại là thiên kiếp. Ai như thế không đạo đức công cộng tâm, trong đám người độ kiếp tới. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền nói. Tống Thư Hàng. Là Thư Hàng tiểu hữu, hắn vốn là tại độ kiếp. Nguyên thần của chúng ta vượt không gian mà đến, cuốn vào đến thiên kiếp của hắn bên trong. Hoàng Sơn tôn giả tâm tắc nói cách khác, có thể là lỗi của chúng ta. Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta bây giờ rời đi còn tới kịp sao? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, chờ đợi nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Hoàng Sơn tôn giả từ bi lắc đầu. Lưu Huỳnh tiên tử, nguội. Quần bên trong ngoại trừ mấy vị bế quan, hoặc là hôm nay vừa vặn không thượng tuyến, hơn phân nửa thành viên đều tụ tập đến nơi này. Nhiều như vậy nguyên thần hội tụ một chỗ, gia nhập Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp uy lực đến tăng lên tới trình độ gì? Mà lại càng hỏng bét chính là, quần bên trong thành viên hiện tại cũng là nguyên thần thân thể, không phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Diệt Phượng công tử gánh thầm nghĩ, sẽ không giống lần trước Tống Thư Hàng thiên kiếp như thế, chúng ta trực tiếp bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới độ bát phẩm huyền thánh kiếp đi a. Có lẽ, lần này chúng ta sẽ không bị kéo vào đến thiên kiếp không gian bên trong. Cái này lúc, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, lần trước tình huống, có thể tính được là thiên kiếp bắc, là cái lỗ thủng. Mà hôm nay thiên kiếp biến chuyển từng ngày, tiến hóa thật nhanh. Lần trước thiên kiếp lỗ thủng, nói không chừng đã bị chặn lại. Chỉ cần sẽ không bị kéo vào đến thiên kiếp không gian bên trong, trước đó bối môn cũng không cần sợ. Độ kiếp ta có nắm chắc, Tống Thư Hàng nói bổ sung. Thân là Long Lạc nhân viên quản lý, chỉ cần còn đứng ở Hắc Long đại địa trên vùng đất này, là hắn có thể mượn Long Lạc lực lượng,
mài qua thiên kiếp. Miếng vá đã đổi mới cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ rốt cục lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhìn một vòng, quần bên trong nhìn quen mắt thành viên, trên cơ bản đến đầy đủ đủ. Còn có ai không có tới sao? Đông Phương Lục tiên tử hỏi. Thất tu tiền bối không có tới, hắn vừa tấn thăng huyền thánh cảnh giới, hẳn là đang bận. Bắc Hà Tán Nhân nói. Thất sinh phủ đạo hữu cũng không có đến, hắn hôm nay khả năng không thượng tuyến. Tô thị A Thất cũng không ở, A Thất gần nhất thần thần bí bí, không biết đang làm gì. Lại nói, số lượng mang 7 chính là không phải đặc biệt may mắn. Đều tránh khỏi một kiếp này. Dược sư nắm tóc, Giang Tử Yên sau lưng hắn, thay hắn yên lặng đem nguyên thần tóc đâm thành từng đầu bím tóc. Về sau mời gọi ta cuồng đao bảy lãng Cuồng đao tam lãng liều mạng gào lên. Đang khi nói chuyện, 500 mét bên ngoài, có một cái không gian thông đạo xuất hiện. Tô thị A Thất một mặt mộng ép từ trong hư không chui ra, kỳ quái, phía trước ta vừa nhìn thấy một vị nhìn quen mắt tiên tử tại trước thông đạo đi tới, nhưng đột nhiên không gian thông đạo liền cắt ra, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là Tống Thư Hàng để Long Lạc tiểu trợ thủ đánh miếng vá có hiệu lực, A Thất bị truyền tống đến 500 mét bên ngoài, ở vào thiên kiếp phạm vi bên ngoài, khu vực an toàn. Nhưng chính đang Tô thị A Thất đang khi nói chuyện, nguyên thần của hắn không tự chủ được bay lên. Liền giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bị hút vào đến Tống Thư Hàng sau lưng. Một đám người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, tới cũng đừng khách khí. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi. Cái này miếng vá căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. A Thất tiền bối, người thấy nhìn quen mắt tiên tử là ai? Tàng Thiên Câu Chu Ly hiếu kỳ hỏi, Chu Ly gần nhất cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, không chỉ có cùng Nho gia vị kia tiên tử xác định quan hệ, Đậu Đậu gần nhất lại bị nhốt cấm đoán, không còn dày vò hắn. Tô thị A Thất gãi gãi đầu, cảm giác là một vị nhìn rất quen mắt tiên tử, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta chưa từng có gặp qua nàng. Nhưng có thể khẳng định, nàng nhất định là chúng ta Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Nếu không, liền thêm không được Long Lạc. Nguyên thần liền sẽ không bị cuốn vào đến Tống Thư Hàng tiểu hữu nơi này. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt. Có phải hay không là Vũ Nhu tử còn đã từng đem mã QR phát cho người khác qua? Dược sư phỏng đoán nói. Quần bên trong cái viên kia Tống Thư Hàng kim đan mã QR chính là Vũ Nhu tử phát ra tới. Các ngươi có phải hay không quên đi một kiện người? Lệ Chi tiên tử nói, ta mơ hồ nhớ kỹ, chúng ta quần bên trong có một vị gọi Tối Duyệt tiên tử đạo hữu. Có lẽ A Thất người thấy, chính là nàng. Là tối cường cư sĩ, mà lại cư sĩ là nam, không phải thiên tử. Điểm ấy ta có thể 100% khẳng định, Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở. Cư sĩ là nam không sai. Hoàng Sơn tiền bối nói, sở dĩ A Thất nhìn thấy không phải cư sĩ. Nói đến, cư sĩ cũng không đến sao. Có lẽ, ta biết chân tướng, Tống Thư Hàng rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, là đồng quái tiền bối. Hắn vừa đem ở đây tiền bối cùng trong trí nhớ từng cái đối ứng, sau đó phát hiện ở đây đạo hữu bên trong, cũng không có nghi là đồng quái thân ảnh. Bắc Hà Tán Nhân lập tức nhãn tình sáng lên, tính hắc quẻ, đúng a, chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn lúc ấy còn tại quần trong video trực tiếp quét Thư Hàng tiểu hữu mã QR. Nếu như tính hắc quẻ tại A Thất phía trước, vậy hắn không sai biệt lắm hẳn là muốn xuất hiện a. Xuất hiện tại 500 mét bên ngoài cự ly. Lệ Chi tiên tử quay đầu chung quanh. Cửu Châu Nhất Hào quần thập đại bí ẩn chưa có lời đáp đồng quái chân thực bộ dáng, có lẽ hôm nay liền có thể đạt được đáp án. Nhục thể bề ngoài có thể thông qua dịch dung thuật đến tiến hành cải biến. Nguyên thần lại không cách nào lừa gạt bọn hắn. Đang khi nói chuyện, 500 mét ngoài có không gian thông đạo mở ra. Có hai bóng người cộng đồng từ thông đạo bên trong bước ra. Các ngươi đoàn người đều chằm chằm vào ta nhìn làm gì, quái thẹn thùng. Điền Thiên cười ha ha nói. Sau lưng hắn, là ánh mắt có chút đờ đẫn Điền Điềm phó đảo chủ. Tình trạng của nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Là Điền Thiên cùng Điền Điềm huynh muội. Cùng Tô Thị A Thất đồng dạng, huynh muội mới vừa xuất hiện, liền giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, hút vào đến quần viên trong đại quân, bão đoàn sưởi ấm. Bên kia còn có người. Tạo hóa pháp phương phát hiện mục tiêu. Trên bầu trời, có cái thân ảnh thẳng đứng từ không gian thông đạo bên trong rơi ra. Hai chân thon dài, màu đỏ chót quần trang. Quả thật như A Thất chỗ đã thấy, là một vị tiên tử không sai.
thân ảnh rơi xuống đất, ai nha nha, cuối cùng là đi ra. Sau đó thân ảnh này ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một bộ tinh xảo kim loại diện mục. Này mặt nạ là chân quý nguyên thần pháp khí, chuyên vì thủ hộ nguyên thần mà thiết kế. Đeo nó lên về sau, có thể che đậy khí tức, cường hóa nguyên thần tương đương quả. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Tính hắc quẻ ở phương diện này, đơn giản không có kẽ hở. Nhưng ít ra, có một chút rốt cục xác định, Bắc Hà tán nhân nhếch miệng lên nói, tính hắc quẻ, nguyên lai ngươi là vị tiên tử. Đồng quái tiên sư vỗ vỗ bản thân đỏ thấm quần trang, lười biếng nói, tốt a, ngươi ưa thích liền tốt. Ngươi cảm giác ta là tiên tử, vậy ta chính là tốt. Dù sao coi như ta là tiên tử, ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, ngươi mù vui vẻ cái gì. Ngắn ngủi một câu hồi phục, đồng quái thanh tuyến một mực đang biến hóa, đổi mấy loại thanh âm, nghe đặc biệt cổ quái. Bắc Hà tán nhân. Ta đây không phải vui vẻ, ta đây là đắc ý được không? Ta đây là rốt cục xác định tính hắc quẻ ngươi giới tính, lộ ra là tươi cười đắc ý có được hay không? Nếu như tính hắc quẻ thật chính là tiên tử, ta đột nhiên cảm giác nàng tính hắc quẻ thuộc tính, cũng lập tức biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Có đôi khi, tiên tử thật là có đặc quyền a. Giao Bá chân quân cảm thán nói. Siêu cái này lúc, đồng quái tiên sư cũng giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bị kéo đến đoàn người quần bên trong, vừa vặn rơi vào Giao Bá chân quân bên cạnh. Ha 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 ha, nhưng là rất tiếc nuối, Giao Bá đạo hữu, ta không phải tiên tử, cũng có thể yêu không nổi. Đồng quái phát ra đắc ý thanh âm nam tử, vén áo lên, lộ ra rắn chắc cơ ngực, cũng chỉ có ngu xuẩn Bắc Hà, nhìn thấy ta một thân váy đỏ liền đắc ý coi là suy đoán ra ta giới tính chân tướng. Kỳ thật cái này váy đỏ, là ta mới vừa ở thông đạo bên trong thay đổi, ha 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 ha. Bắc Hà tán nhân, tính hắc quẻ, ngươi cái tên này, sớm muộn đến bị sét đánh. Oanh! Trên bầu trời, một tiếng sấm rền nổ vang. Nói bổ liền bổ, Bắc Hà ngươi học được linh ngôn rồi. Đồng quái ngẩng đầu một cái, nhật ngươi, thiên kiếp. Đồng quái tiên sư, điên ư, không muốn sống nữa. Nhiều người như vậy tại, còn muốn dẫn hạ thiên kiếp. Nói đúng ra, là Thư Hằng tiểu hữu đã sớm tại độ kiếp rồi, mà chúng ta từ không gian thông đạo bên trong chui ra ngoài, cả đám đều cuốn vào đến thiên kiếp của hắn bên trong. Sở dĩ, sai là chúng ta, Giao Bá chân quân giải thích nói. Đồng quái tiên sư trầm mặc nửa ngày, nguội. Xin lỗi rồi, Thư Hằng tiểu hữu. Chúng ta những thứ này tiền bối quá không có thể dựa vào, lại còn sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Đúng vậy, chúng ta đều muốn nguội. Đông Phương Lục tiên sư sâu kín thở dài, một mặt tuyệt vọng, đồng quái, để cho chúng ta nhìn xem diện mục thật của ngươi a. Dù sao chúng ta đều phải chết. Không. Dù sao đều muốn nguội, liền để ta mang theo bí mật này thân tử đạo tiêu đi. Trước khi chết, có thể làm cho đại gia đối với ta ôm lấy huyễn tưởng cùng suy đoán, không còn gì tốt hơn. Đồng quái trả lời. Đông Phương Lục tiên tử. Hận nhất loại này không theo sáo lộ ra bài. Chỉ cần không bị cuốn vào thiên kiếp không gian, chúng ta có thể chịu đựng được. Tống Thư Hằng nói. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành cùng Trung Yên Thánh Kiếm đều ở vào chuẩn bị sẵn sàng trạng thái. Tống Thư Hằng đã kết nối Long Lạc vì chúng nó liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Lời này Thư Hằng ngươi đã nói qua một lần. Diệt Phượng công tử nhắc nhở tại độ kiếp trước, chúng ta có thể đừng điên cuồng cắm cờ được không? Nhưng là không nói thêm mấy lần, trong lòng ta bất an a. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Hắn nhưng thật ra là đang biến tướng cho mình động viên. Oanh! Trên bầu trời, cuối cùng một đợt thiên kiếp sốt cục ngưng tụ thành hình. Thanh thế to lớn vô cùng. Kiếp vân bao phủ mấy cái long lân tiểu thế giới, thiên lôi, thiên hỏa đang động trong mây xuyên thẳng qua. Đủ loại kỳ dị thiên kiếp hình thái, tại kiếp vân trong sinh ra, phá diệt, lại lần nữa sinh ra. Cái này tựa hồ là thiên kiếp đang suy tính, cũng cường hóa các loại thiên kiếp hình thái. Tống Thư Hằng mày nhăn lại. Từ kiếp vân diện tích đến xem. Thiên kiếp uy lực đã đạt đến trước đó Côn Na nữ sĩ từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong dẫn xuất cường hóa thiên kiếp trưởng tâm lôi diện tích. Nếu thật như thế, thiên kiếp uy lực đã hoàn toàn đạt tới bát phẩm, thậm chí tiếp cận cửu phẩm trình độ. Mà xuất phát từ đối hiện thế bảo hộ nguyên tắc, thiên kiếp uy lực một khi đạt tới bát phẩm cấp bậc, sẽ đối với hiện thế tạo thành to lớn phá hư, sở dĩ phải cưỡng chế tính đem độ kiếp giả kéo hướng lấy thiên kiếp không gian bên trong đi. Hy vọng cái này bác đã được chữa trị. Tống Thư Hằng trong lòng trông đợi nói. Tích nhắc nhở,
hiện thế vượt vị diện thiên kiếp dị biến, cường độ đẳng cấp là 8 cường hóa cấp bậc. Không gian đặc thù thành đoàn độ kiếp không gian mở ra. Đến từ Long Lạc tiếng nhắc nhở tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng. Hắn đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng kết cục. Hiện thế thiên kiếp hoàn toàn chính xác đang tùy thời tiến hóa lấy, đồng thời liền lên về thành đoàn độ kiếp sẽ bị chuyển rời đến bát phẩm huyền thánh kiếp không gian bắc cũng bị chữa trị. Thậm chí ngay cả quần thể khi độ kiếp, thiên kiếp cường độ phương thức tính toán, tựa hồ cũng tiến hành ưu hóa. Nếu là đời cũ thiên kiếp, hơn phân nửa cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần chen tới độ kiếp, thiên kiếp uy lực vài phút liền sẽ phá cửu phẩm. Mà bây giờ, tại thành đoàn độ kiếp tính toán quy tắc bên dưới, thiên kiếp cường độ tạm thời vì bát phẩm. Nhưng là, lỗ thủng được chữa trị không có nghĩa là Tống Thư Hàng bọn người liền có thể ngốc tại chỗ độ kiếp. Thiên kiếp vì chữa trị cái này bắc, chuyên môn mở ra một cái hoàn toàn mới độ kiếp hình thức thành đoàn độ kiếp không gian đến thỏa mãn chư thiên vạn giới những người tu luyện cần. Tức bảo đảm thiên kiếp uy lực, cũng sẽ không để uy lực quá lớn thiên kiếp xúc phạm tới hiện thế, đồng thời cũng hủy bỏ bắc thẻ thành ấn công năng. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Ngư kiều kiều đáy biển mộ tràng, cuối năm 6 chiết đại ưu đãi. Cái này thành đoàn độ kiếp không gian, có được bát phẩm thiên kiếp uy lực, mà tại độ kiếp sau khi thành công, rất có thể không có thành ấn cái này giải thưởng lớn. Lần này có thể muốn lỗ vốn. Không gian đặc thù thành đoàn độ kiếp không gian mở ra, đang tiến hành không gian hoán đổi. Long Lạc tiếng nhắc nhở trung thành vang lên. Tại thành đoàn độ không gian bên trong, ta còn có thể liên tiếp đến Long Lạc sao? Đây mới là Tống Thư Hàng vấn đề lo lắng nhất. Long Lạc tiểu trợ thủ ở trên vai hắn lắc đầu, không cách nào xác định. Thành đoàn độ kiếp không gian, đây là trong lịch sử lần thứ nhất hướng thế nhân mở ra, ai cũng không biết hắn lại là cái gì bộ dáng, sẽ lấy như thế nào thiên kiếp hình thức giáng lâm. Trời đất quay cuồng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng liền cảm giác mình bị chuyển rời đến cái kia thành đoàn độ kiếp không gian bên trong. Tính cả hắn cùng một chỗ chuyển di tới được, còn có hơn phân nửa cửu châu nhất hào quần tiền bối, cùng Lý Âm Trúc. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng thành công bị đưa vào, bọn chúng là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Thiên kiếp không gian, Diệt Phượng công tử nhìn về phía cái này không gian xa lạ, lên tiếng hỏi. Cho nên nói, độ kiếp 1000 vị trí đầu vạn biệt lập cờ A. Không phải thiên kiếp không gian, Tống Thư Hàng trả lời, đây là thành đoàn độ kiếp không gian, từ thiên kiếp mới nhất tiến hóa đi ra công năng. Hoàng Sơn tôn giả. Có thể ép thiên kiếp tiến hóa ra hoàn toàn mới hình thức, Thư Hàng tiểu hữu đủ để danh thùy thiên cổ. Thiên kiếp đâu, thiên kiếp ở đâu, cuồng đao tam lãng hỏi. Lúc này, đám người vị trí không gian là một mảnh thuần trắng thế giới, toàn bộ thế giới ngoại trừ trắng noãn mặt đất bên ngoài, lại không vật gì khác. Đỉnh đầu là một mảnh hư vô, không có kiếp vân, không có kiếp lôi. Lúc này, Tống Thư Hàng chân đạp mặt đất. Trung Yên Thánh kiếm cắm ở bên người. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành thủ hộ lấy Lý Âm Trúc. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng nâng Tống Thư Hàng. Hơn phân nửa cửu châu nhất hào quần các tiền bối nguyên thần, tụ tập tại một đoàn, phù sau lưng Tống Thư Hàng tựa như là Tống Thư Hàng thi triển thánh viên long lực thần công lúc, bồng bềnh sau lưng hắn những con khỉ kia. Không thấy được thiên kiếp, cũng không có cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Lệ Chi tiên tử nói, thật cổ quái thế giới. Tống Thư Hàng xoa cằm. Trong lòng của hắn đột nhiên phun lên một cái ý nghĩ, có phải hay không là bởi vì cái này thành đoàn độ kiếp không gian vẫn chưa hoàn thành, vẫn chỉ là nửa thành phẩm. Thiên kiếp gần nhất đang không ngừng tiến hóa, đồng thời liền bắc cũng sẽ chữa trị. Nhưng sáng tạo ra một cái thành đoàn độ kiếp không gian cũng không phải chuyện dễ dàng, cần các loại thiết lập, thiên kiếp uy lực, không gian năng lực chịu đựng, độ kiếp hình thức chờ chút. Nếu như cái này thành đoàn độ kiếp không gian còn là một bán thành phẩm, cái kia chúng ta có phải hay không chỉ cần trong này ở lại, thời gian vừa đến coi như độ kiếp thành công bị thả ra. Phá Dương Kích Quách Đại nói. Ta cảm giác thiên kiếp sẽ không như thế thiện lương, chúng ta vẫn là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hoàng Sơn tôn giả nhắc nhở nói. Thiên kiếp thế nhưng là tu sĩ kiếp nạn, nếu là kiếp nạn, lại thế nào có thể sẽ để cho người ta tùy tiện vượt qua. Đại gia giữ vững tinh thần đến, nói không chừng thiên kiếp đột nhiên liền đánh xuống. Bắc Hà tán nhân đồng ý Hoàng Sơn tiền bối thuyết pháp. Chúng đạo hữu đồng lòng, cảnh giác quan sát lấy cái này chống không thế giới. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng,
có lẽ, ta biết cái này thành đoàn độ kiếp không gian thiên kiếp, không có rơi xuống nguyên nhân. Thư Hàng tiểu hữu phát hiện cái gì? Hoàng Sơn Tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, bởi vì chúng ta bị cuốn vào thành đoàn độ kiếp không gian, nhưng là chúng ta thiên kiếp vẫn còn tại bên ngoài, còn tại Hắc Long thế giới trên không tung bay. Hắn không có đồng bộ chuyển rời đến thành đoàn độ kiếp không gian tới. Hắn là vừa rồi một mực thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ, nếm thử kết nối Long Lạc thời điểm. Kết nối thành công, nhưng là kết nối rất không ổn định, đứt quãng, vừa liền lên lại lập tức rơi dây, căn bản là không có cách thông qua Long Lạc rút ra lực lượng. Bất quá thông qua Long Lạc, Tống Thư Hàng vẫn là thấy được mấy cái hình ảnh tỉ như Hắc Long thế giới trên không, không ngừng lăn lộn kiếp vân. Hoàng Sơn Tôn giả. Độ kiếp người tiến đến, nhưng thiên kiếp lại bị nhốt ở ngoài cửa, đây coi là cái gì? Thiên kiếp không tiến vào, chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Nếu là thiên kiếp một mực không tiến vào, chúng ta liền muốn một mực bị giam ở cái này chết tiệt không gian. Diệt Phượng công tử vuốt vuốt lông mày, đây cũng không phải là hắn muốn kết cục. Bắc Hà, đồng quái, lúc này đến ngươi ra sân. Cho chúng ta tính một quẻ, nhìn xem chúng ta có thể hay không thuận lợi độ kiếp. Quẻ không tính mình loại sự tình này chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở ngươi? Đồng quái tiên sư liếc mắt. Ta tiếp tục chú ý Hắc Long thế giới trên không thiên kiếp, nếu có biến hóa lập tức nhắc nhở các tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Hắn không ngừng thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ kết nối Long Lạc. Thông qua đứt quãng kết nối, từ Long Lạc cái kia đạt được thiên kiếp tin tức phản hồi. Long Lạc trên không, cái kia lăn lộn kiếp vân rốt cục vững chắc xuống. Tại Tống Thư Hàng lại một lần kết nối Long Lạc thời điểm, đạt được một đầu đến từ Long Lạc tin tức nhắc nhở. Tích kiểm chắc đến từ hiện thế vượt vị diện cấp 8 mạnh mẽ vượt thiên kiếp hoàn thành thể, phải chăng đối nó tiến hành đồng bộ, đem chuyển hóa làm Hắc Long thế giới thiên kiếp. Liên bát phẩm cấp bậc thiên kiếp đều có thể chuyển hóa. Quyền hạn thật là một cái đồ tốt, khó trách người người đều muốn quyền hạn. Chuyển hóa, lập tức chuyển hóa, Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Hắc Long thế giới thiên kiếp, nhằm vào tinh thần làm chủ, vật lý tổn thương lệch yếu. Ngang cấp bên dưới, Hắc Long thế giới thiên kiếp uy lực, xạ yếu tại hiện thế. Tích chuyển hóa bắt đầu. Nhưng là, không đợi chuyển hóa triệt để hoàn thành, Hắc Long thế giới trên không đoàn kia kiếp vân liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đến rồi, Tống Thư Hàng lớn tiếng nhắc nhở. Kiếp vân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái khả năng cái kia chính là bị từ Hắc Long thế giới rút ra đến cái này thành đoàn độ kiếp không gian. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Kiếp vân rốt cục tiến vào vốn không gian. To lớn kiếp vân bao phủ lên không, diện tích cực lớn, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Mà tai kiếp mây xuất hiện đồng thời, có ngọn lửa màu tím từ lòng đất toát ra, cháy hừng hực. Bị vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành bảo vệ Lý Âm Trúc tạm thời không có chuyện. Tống Thư Hàng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối bị đột nhiên toát ra hỏa diễm khét một thân. Ngọn lửa này, không nhìn lục phẩm trở xuống phòng ngự, chỉ có thất phẩm phía trên pháp khí cùng phòng ngự mới có thể chống lại bọn chúng. Thật nóng, tại sao ta cảm giác ngọn lửa này trực tiếp liền thiêu đốt linh hồn đồng dạng? A, à, kỳ quái, Hoàng Sơn Tôn giả giữa ngón tay bốc lên một sợi lửa tím, ngọn lửa này, là vật hư ảo. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nguyên thần. Không có thụ thương, nhưng lửa tím đốt thân thống khổ, lại mấy lần phản hồi đến đám người ý thức bên trên. Tống Thư Hàng đứng ở lửa tím bên trong, tinh tế thể nghiệm thống khổ đẳng cấp. Tổng thể cảm giác, có thể so sánh nhẹ nhõm chống đỡ. Hắn ngắm nhìn sau lưng Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, trong lòng hơi động. Sau một khắc, tất cả quần thành viên nguyên thần cùng Tống Thư Hàng nguyên thần, tiến vào một loại cộng minh hình thái. Giống như trước đó. Hắn cùng Hoàng Sơn Tôn giả ở giữa cộng minh. Tiến vào cộng minh hình thức về sau, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đột nhiên cảm giác cái này lửa tím đốt thân thống khổ, lập tức yếu bớt đến không đủ nhấc lên trình độ. Chuyện gì xảy ra, hỏa diễm tổn thương giảm bớt, Diệt Phượng công tử hiếu kỳ nói. Hoàng Sơn Tôn giả như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hỏa diễm tổn thương cũng không có yếu bớt, bất quá chúng ta hiện tại tiến vào cộng minh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, tất cả chúng ta đều có thể liên kết cùng một chỗ. Cứ như vậy, loại trình độ này hỏa diễm tổn thương đối với chúng ta tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Hà Tán Nhân nói, là tất cả thống khổ, bình quân phân tán cho tất cả mọi người tiếp nhận nguyên nhân sao?
Không đúng, coi như bình quân phân tán thống khổ, đại gia thừa nhận đau nhức vẫn như cũ giống nhau mới đúng. Không phải là phân tán thống khổ, mà là thông qua loại này cộng minh đem ta đối thống khổ nhẫn nại cùng hưởng cho đại gia. Tựa như trước đó thông qua cộng minh trạng thái, có thể đem Hoàng Sơn tiền bối kiếm thuật cùng hưởng cho ta thi triển là một cái đạo lý. Ta cũng liền ôm thử một lần thái độ thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Tống Thư Hàng nói, xem ra hắn nhẫn nại thống khổ cũng bị ngầm thừa nhận thành một loại kỹ năng, có thể thông qua cộng minh hình thức chia sẻ cho người khác. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Đối thống khổ nhẫn nại, thật là một cái nghe tựu khiến người cảm giác đau lòng năng lực. Những thứ này lửa tím, chỉ là thiên kiếp khúc nhạc dạo, đón lấy đến chúng ta phải đối mặt là bát phẩm cấp bậc thiên kiếp. Tống Thư Hàng nói, lửa tím là bị Hắc Long thế giới pháp tác đồng hóa cái kia bộ phận thiên kiếp, sở dĩ là hư ảo chi hỏa. Đón lấy đến đỉnh đầu thiên kiếp, sẽ lấy loại nào hình thức giáng lâm? Loại này hoàn toàn mới hình thức thiên kiếp không gian, rất có thể sẽ phối hợp hoàn toàn mới hình thức thiên kiếp. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên thành đoàn độ kiếp không gian ngay phía trước, một cơn chấn động. Kiếp vân trong, có tử kim sắc lôi trụ ấp ủ. Sau đó, có một chói mắt mặt trời nhỏ tai kiếp mây bên dưới hiển hiện. Mới thiên kiếp tới. Vừa ra đến trực tiếp lên mặt trời nhỏ đẳng cấp công kích, sẽ có hay không có điểm khoa trương? Không đúng, đợi đã. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Cái này mặt trời nhỏ cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà lại dương quang mặc dù chướng mắt, Tống Thư Hàng nhưng có thể nhìn thẳng mặt trời hạch tâm. Mơ hồ có thể thấy được tại mặt trời nhỏ hạch tâm bên trong, có một tôn sắt thép tạo thành nam tử đang phát sáng phát nhiệt. Nam tử bên người, đứng đấy một vị dáng người cao gầy tóc dài thiếu nữ. Tống Thư Hàng, Thái Dương Thuyền, sắt thép hóa thân, cùng Tống Thư Hàng trước mắt tuyệt đối không muốn gặp lại thiên đế. Tử kim sắc lôi trụ đánh xuống, bổ vào mặt trời nhỏ phía trên. Mặt trời nhỏ thật nhanh di động, tốc độ thật khoái, phảng phất như là thuấn di đồng dạng, tại thành đoàn độ kiếp không gian bên trong lóe lên. Nhưng này đạo tử kim sắc lôi trụ, lấy đồng dạng tốc độ tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua, như bóng với hình. Lôi trụ không ngừng đánh xuống, truy kích mặt trời nhỏ, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Thân là độ kiếp chính chủ Tống Thư Hàng bọn người, ngược lại bị phơi đến một bên. Thôn phệ hắn, sắt thép Tống. Mặt trời nhỏ bên trong, truyền ra vũ nhu tử thanh âm thanh thúy kia. Sau một khắc, mặt trời nhỏ quang mang lớn diệu. Tử kim lôi trụ đánh xuống, nhưng cuối cùng toàn bộ bị mặt trời nhỏ thôn phệ hấp thu. Không chỉ có như thế, mặt trời nhỏ đem lôi trụ thôn phệ về sau, còn đối bầu trời kiếp vân hung hăng khẽ hấp, trực tiếp đem kiếp vân đều hấp thu hơn phân nửa. Thiên kiếp tạm hoãn xuống tới, một lần nữa xúc tích lực lượng. Thừa dịp điểm ấy thời gian, mặt trời nhỏ lộn một vòng, lại thoáng hiện đến Tống Thư Hàng trước mặt, ngừng lại. Có được vũ nhu tử bề ngoài thiên đế, từ mặt trời nhỏ bên trong một bước bước ra, ai nha nha nha, ta tựa hồ bị cuốn vào đến một nơi đáng sợ. Nàng lúc này, người mặc một bộ lập lòe tỏa sáng toàn thân giáp, bọc thép phía sau còn có một đôi vật phẩm trang sức cánh lớn. Nàng và vũ nhu tử khác biệt duy nhất chính là hốc mắt, thiên đế tại không ngụy trang tình huống bên dưới. Con mắt của nàng là một mảnh đen kịt, không có tròng trắng mắt. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử, sau lưng có mấy vị còn chưa biết Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử không phải còn tại hiện thế cùng đậu đậu cùng một chỗ độ kiếp sao? Chạy thế nào tới nơi này? Hello, các vị tiền bối các ngươi khỏe à? Thiên đế thiếu dung sán lạn, đối đại gia phất tay. Nàng là thiên đế. Viễn cổ thiên đình tôn này thiên đế, chỉ là chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ chi thân. Cụ thể quay đầu lại giải thích, tóm lại nàng không phải vũ nhu tử. Tống Thư Hàng nói, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Viễn cổ thiên đình thiên đế, loại này sống ở người trong truyền thuyết Phật, đột nhiên lấy đại gia hậu bối bộ dáng xuất hiện lúc, giác quan trùng kích vẫn là rất lớn. Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tống Thư Hàng hỏi lần nữa. Thiên đế đen tuyền con ngươi chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Tống tiền bối trong lòng ngươi vì cái gì không có một chút AC số. Tống Thư Hàng, ta lúc đầu độ kiếp độ vô cùng thuận lợi, mắt thấy sắp thông quan. Kết quả Tống tiền bối ngươi lại chơi thành đoàn độ kiếp, cuốn vào đến loại này thiên kiếp không gian bên trong tới. Ta đang cùng sắt thép Tống cùng một chỗ độ kiếp, liền bị cuốn vào.
ngươi liền không thể thật tốt độ một lần thiên kiếp à, phổ phổ thông thông loại kia. Thiên đế tâm tắc nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Mặt khác, nơi này là thành đoàn độ kiếp không gian đi. Thiên đế quay đầu chung quanh. Tống Thư Hàng gật đầu. Như vậy, Tống tiền bối, các ngươi lên đường bình an đát. Mặc dù chúng ta quen biết thời gian rất ngắn, nhưng ngươi thật là một cái rất không tệ hậu cung hậu tuyển. Đáng tiếc, chúng ta nhất định hữu duyên vô phận. Thiên đế đối Tống Thư Hàng khua tay nói. Tống Thư Hàng cau mày, bát phẩm tả hữu thiên kiếp, ta còn có nhất định nắm chắc chịu đựng được. Hắn hiện tại trong tay có mấy chương át chủ bài, Long Lạc mặc dù đứt quãng, nhưng chung quy còn có thể kết nối vào. Mặt khác, Trung Yên Thánh Kiếm bên trong viên kia mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim, cũng còn động lực 10 phần. Thành đoàn độ kiếp không gian cuối cùng một kiếp, là hẳn phải chết chi kiếp. Ta không rõ ràng cái kia đạo thiên kiếp là lấy loại phương thức nào hiện ra, ta có thể biết tình báo rất có hạn. Như vậy, thiên kiếp muốn tiếp tục, nếu có kiếp sau, Tống tiền bối, ta chắc chắn lại đem ngươi thu nhập hậu cung. Ta đi trước một bước cộc, thiên đế phất phất tay. Tống Thư Hàng, có thể mang nhiều mấy người rời đi sao? Thật đáng tiếc, rời đi cần đồng giá trao đổi, thiên đế nói. Dứt lời, thân ảnh của nàng bắt đầu biến mất. Mặt trời nhỏ cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chờ giá trao đổi, đợi đã, Tống Thư Hàng kêu lên thiên đế trong miệng đồng giá trao đổi, để hắn nhớ tới lúc ấy cô na nữ sĩ dùng phân thân đem hắn bản thể từ 8 tấn 9 thiên kiếp thay thế đi ra hình thức. Mà thiên đế có thể thay thế. Đậu đậu, bên dưới đợt thiên kiếp muốn tới, dùng ăn kỹ năng, thiên cẩu ăn nhật. Ăn ba ba của ngươi, ta không có dạng này kỹ năng. Câu nói này ta sẽ một chữ không kém thuật lại cho cha. Tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Trước đó cũng là ta không đúng, ta không nên chế giễu đạo hiệu của ngươi. A, à, chính bản vũ nhu tử đậu đậu, một mặt mộng ép xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Ta có phải hay không hoa mắt, ta phảng phất thấy được Tống Thư Hàng ba ba. Đậu đậu nói, không thể gặp cái chết. Vũ nhu tử. Ta còn chứng kiến Cửu Châu Nhất Hào quần tất cả tiền bối bồng bềnh tại Tống tiền bối ba ba sau lưng. Tống Thư Hàng, ta chính là Tống Thư Hàng. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, là Vũ Nhu Tử cùng đậu đậu. Vũ Nhu Tử thay thế thiên đế, bởi vì thiên đế dùng chính là nàng linh quỷ. Mà đậu đậu bởi vì sắt thép hảo hữu ân ký nguyên nhân, thay thế Tống Thư Hàng sắt thép phân thân. Tống tiền bối vì sao biến như thế giả nua? Tống tiền bối ngươi đến cùng làm gì? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt còn có, Tống tiền bối mắt trái có phải hay không mù, nhìn qua không có một chút lượng nước. Là tâm ma kiếp đi, thiên kiếp của chúng ta sắp tiến vào đoạn cuối, sở dĩ tâm ma kiếp liền xuất hiện. Đậu đậu nói, Tống Thư Hàng thở dài, không phải tâm ma kiếp, một lời khó nói hết. Vũ Nhu Tử, đậu đậu, tóm lại, hai người trước tới. Đang khi nói chuyện, trong hư không thiên kiếp tiếp tế hoàn tất, lần nữa hạ xuống. Trước đó Tử Kim Lôi Trụ xem như đợt thứ nhất báo trước thức thiên kiếp. Mà cái này một đợt, mới là chính thức thiên kiếp bắt đầu. Thiên kiếp bên trong, lại nhưng truyền ra trận trận phản âm. Sau đó, có một tôn Tử Kiếp Lôi tạo thành Đại Phật pho tượng, tại kiếp vân trong hiện hình. Đại Phật hiện lên đầu dưới chân trên tư thế, dựng ngược lấy treo chậm rãi hạ xuống, nhìn qua lại nhưng ngoài ý muốn có bức cách. Hồng Đại Phật đang hạ xuống thời điểm, há miệng phát ra tiếng. Theo một tiếng này nặng nề Phật âm, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy lỗ tai của mình điếc đồng dạng, thanh âm gì đều nghe không được. Sư tử hống. Tạo hóa pháp vương ma âm tăng cường bản. Đại Phật pho tượng tiếp tục hạ xuống. Cái này lúc, Phật tượng trong lỗ mũi, lại phun ra hai đạo khói trắng. Khói trắng hiển hiện trong nháy mắt, Tống Thư Hàng cảm giác mình đã mất đi khứu giác, Vũ Nhu Tử cùng đậu đậu mùi, tiểu âm trúc mùi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mùi. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giác quan tước đoạt, một loại phi thường đáng sợ vô thượng Phật Pháp, đã dính đến pháp tắc cấp độ. Không phải che đậy giác quan đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tước đoạt giác quan công năng. Tạo hóa pháp phương thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Đám người hiện tại ở vào nguyên thần cộng minh giai đoạn, có thể sử dụng cùng loại tâm linh trao đổi năng lực tiến hành câu thông. Đầu năm nay thiên kiếp, càng ngày càng xem không hiểu. Cái đồ chơi này thật là thiên kiếp, Diệt Phượng công tử cười khổ nói. Tống Thư Hàng, thiên kiếp đem không ngừng biến hóa, chúng ta chỉ có mau sớm thích ứng biến hóa của nó.
không cách nào thích ứng người, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Tạo hóa pháp vương, chứng trạc đàng hoàng thư hàng tiểu hữu, chẳng biết tại sao lại khiến cho ta có chút không thích ứng. Chú ý, lại muốn tới. Treo ngược Phật tượng, há mồm phun ra một đầu sinh động như thật đầu lưỡi, trên đầu lưỡi có một cái phủ văn lấp lóe. Tống thư hàng bọn người chỉ cảm thấy vị giác cũng bị tước đoạt. Kế tiếp còn sẽ có thị giác cùng xúc giác, nếu như đều bị tước đoạt, chúng ta nhìn không thấy, nghe không được, cảm nhận không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể bị động bị đánh. Tạo hóa pháp vương nói, tại thiên kiếp thế giới bên trong, lâm vào bị động như thế rất chí mạng. Đến lúc đó, thần thức còn có thể vận dụng sao? Tống thư hàng hỏi, đối tu sĩ tới nói, ngũ giác kỳ thật còn không bằng thần thức tới nhạy cảm. Thần thức quét qua, hết thảy chung quanh đều rõ ràng đến như lòng bàn tay. Chờ chúng ta giác quan bị tước đoạt về sau, cái này đại Phật khẳng định còn sẽ có nguyên bộ hạn chế thần thức thủ đoạn. Tạo hóa pháp vương nói. Đến lúc đó, đám người đem thật trở thành thịt cá trên thớt gỗ, đảm nhiệm thiên kiếp xâm lược. Lúc này, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thính giác, khứu giác, vị giác một hơi bị tước đoạt. Nàng và Tống Thư Hàng, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối ở giữa không có nguyên thần cộng minh, nghe không được Tống Thư Hàng đám người giao lưu. Đậu đậu, Tống tiền bối, chúng ta lên, thừa dịp thị giác không có bị bóc ra trước, Vũ Nhu Tử nói. Đậu đậu, ta nghe không được ngươi nói chuyện, dùng truyền âm nhập mật A. Đậu đậu cơ trí truyền âm nói. Vũ Nhu Tử lập tức sử dụng quần thể truyền âm công năng, lên, đậu đậu Tống tiền bối. Thừa dịp thị giác bị tước đoạt trước, rảo cái này đại Phật. Từ đầu tới đuôi, Vũ Nhu Tử đều không có bị cuốn vào đến thành đoàn thiên kiếp hoảng sợ, nàng hiện tại rõ ràng ở vào nhảy cẫng hình thức. Đậu đậu thả người nhảy lên, hiện ra đại yêu khuyển hình thái, chân đạp phong hỏa luân, đón lấy trên bầu trời đại Phật. Vũ Nhu Tử nhảy đến trên lưng nó, tế lên bảo kiếm. Thân kiếm kéo tại sau lưng, có từng tiếng tiếng phượng hót từ kiếm của nàng bên trên truyền ra linh điệp đảo kiếm pháp. Điệp phượng biến. Đây là ngũ phẩm cấp kiếm thuật, bây giờ ở vào tứ phẩm cấp Vũ Nhu Tử, cũng đã có thể vượt cấp thi triển. Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta một lần nữa. Tống Thư Hàng thông qua tâm linh trò chuyện công năng kêu lên. Hắn tế lên Trung Yên Thánh Kiếm, 200 mét trưởng cự kiếm đằng không mà lên, tựa như là chiến hạm khổng lồ, chiếu ra một phiến bóng tối. Nguyên thần cộng minh, Thiên Chú Huyền Hoàng Kiếm, Hoàng Sơn tôn giả phối hợp với Tống Thư Hàng. Thi triển cái này một tuyệt thế kiếm thuật. Kiếm ý bạo khởi, trong hư không có huyền hoàng chi khí buông xuống. Một kiếm chém ra, tức là kiếm, lại là pháp. Mà lại lần này, Thiên Chú Huyền Hoàng Kiếm lại phát sinh biến hóa một hồi trước, nguyên thần cộng minh chỉ có Tống Thư Hàng cùng Hoàng Sơn tôn giả. Mà lần này, cộng minh thế nhưng là hơn phân nửa Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Một kiếm chém ra đồng thời, Tống Thư Hàng cả người phảng phất biến thành kho vũ khí. Mấy chục loại khác biệt công kích từ trên người hắn bạo khởi. Ngoại trừ Trung Yên Thánh Kiếm bên ngoài, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành bên trong có nhiều loại binh khí rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Bát thí pháp tướng đây là tới từ cổ Hồ Quan Chân Quân thần thông, bây giờ thông qua cộng minh xuất hiện trên người Tống Thư Hàng. Tám cánh tay bắt lấy đủ loại pháp khí. Một đôi ô tặc bạo quân song đao tách ra, một đao thi triển Thiên Đao Táng Tinh Hải Tô Thị A Thất Đao pháp mạnh nhất. Một đao khác thi triển 72 đường cuồng đao tam lãng tổ truyền đao kỹ. Lão viên thánh sư lợi kiếm quấy, hóa thành bầu trời đêm Bắc Hà tán nhân tinh hà thập nhị kiếm. Cự lộc lão quân chi cung mở ra, trong hư không có đen kịt mũi tên lên dây cung, đầu mũi tên phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới lệ chi tiên tử một kích mạnh nhất, diệt thế chi môn. Hắc báo thống suốt cờ xí xoay tròn, thi triển một đường kích pháp phá quân phá dương kích quách đại đắc ý kỹ năng. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng nhục thân bên trong cũng có rất nhiều pháp thuật, năng lực thiên phú bạo mở. Diệt Phượng công tử vỡ vụn một chỗ thiên phú, Giao Bá chân quân giao long thiểm, Bạch Hạc chân quân cái kia kết hợp thánh quang thuật pháp. Tống Thư Hàng thân hình, mang theo Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nguyên thần, đồng dạng phóng lên tận trời. Tại nghênh kích thiên kiếp đại Phật thời điểm, Tống Thư Hàng thân hình còn mềm mại uốn éo, bày ra từng cái độ khó cao dáng múa đông phương lục tiên tử thiên ma vũ. Thiên ma vũ cùng Phật tông thuật pháp tương khắc, đang đối kháng với cái này đại Phật thiên kiếp có thể có kỳ hiệu. Chính là tư thế cay con mắt một chút, mà lại Tống Thư Hàng hiện tại là đại thúc mặt. Tống Thư Hàng thân hình, so Vũ Nhu Tử phải nhanh ra rất nhiều, đi sau mà tới trước.
Trung Yên Cự Kiếm, Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí phối hợp Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tuyệt kỹ, đủ loại công kích, khuynh tả tại Phật tượng thiên kiếp trên người. To lớn thánh kiếm từ Phật tượng đỉnh đầu một mực vạch đến bước xuống, đưa nó cắt thành hai nửa, Tống Thư Hàng thân hình, càng là đâm đầu thẳng vào đến kiếp vân bên trong, còn sót lại huyền hoàng kiếm ý, điên cuồng phá hư thiên kiếp kiếp vân. Vũ Nhu Tử theo sát phía sau, nàng huy động bảo kiếm, trên thân kiếm có một bên trong điệp dực phượng hoàng kiếm khí tăng vọt. Lợi kiếm cắm vào đại Phật thiên kiếp trên người, đậu đậu mang theo Vũ Nhu Tử, tại đại Phật thiên kiếp bên cạnh nhanh chóng xoay tròn một vòng. Oanh! Đại Phật thiên kiếp nổ tung lên, hóa thành đầy trời linh lực, tràn ngập thành đoàn độ kiếp không gian. Những thứ này tinh khiết linh lực, có thể bị Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng hấp thu, thoáng khôi phục một điểm tiêu hao linh lực, chân nguyên. Ha 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 ha, đậu đậu, lông của ngươi. Trên bầu trời, Vũ Nhu Tử dùng truyền âm nhập mật phương thức, cười ha ha nói. Lôi kiếp bạo tạc sau trong nháy mắt, đậu đậu toàn thân lông tóc đều tạc lập, thân hình phảng phất đều mập một vòng. Ngươi đang cười nhạo huynh đệ của ngươi trên người tạc lập lông lúc, vì sao không trước nhìn một chút trên đầu mình tóc? Đậu đậu rất có triết lý nói. Vũ Nhu Tử đưa tay sờ sờ mái tóc dài của mình, mái tóc dài của nàng đồng dạng bạo tạc đồng dạng xóa tung ra, ha ha ha, tốt thú vị. So với nàng cùng đậu đậu độ thiên kiếp phải có thú nhiều. Chính cười ha ha ở giữa, Vũ Nhu Tử đột nhiên cảm giác mình trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, liền xúc giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Tay của nàng, rõ ràng sờ lấy đậu đậu cái kia xóa tung lông tóc, nhưng không có một điểm xúc cảm. Không ổn, năm giác quan bộ bị tước đoạt, tạo hóa pháp phương truyền âm nói. Chúng ta không phải đã đem đại Phật đánh nổ sao? Lệ Chi tiên tử nghi ngờ nói. Tạo hóa pháp phương sư đệ, biên kịch thôn Vân Tăng nói, chỉ sợ là Phật tông Cực Lạc Ngâm sướng thi pháp kỹ xảo, sử dụng loại này cách triển khai phép thuật lúc. Chỉ cần pháp thuật bắt đầu thi triển, dù là thi thuật giả bị xử lý, còn có thể thông qua thế giới Cực Lạc làm môi giới để hoàn thành pháp thuật thi triển. Tương tự thi pháp kỹ xảo, đạo môn, nho gia, thiên ma pháp kỳ thật đều có. Vũ Nhu Tử, đậu đậu, mở ra thần thức, chúng ta gom lại cùng một chỗ, trở về mặt đất. Tống Thư Hàng kêu lên. Thừa dịp thần thức không có bị ngăn cách trước gom lại cùng một chỗ, trở về mặt đất. Lúc này, nếu là thánh nhân chi nhãn vẫn còn, tốt bao nhiêu? Tống Thư Hàng trong lòng tiếc nuối nói. Ngũ giác tước đoạt loại pháp thuật này, khẳng định không cách nào ảnh hưởng đến nho gia thánh nhân nhân vật cấp bậc này. Vũ Nhu Tử, đậu đậu, Tống Thư Hàng hạ xuống về mặt đất. Tống Thư Hàng dùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành đem đậu đậu cùng Vũ Nhu Tử cũng thủ hộ trong đó. Một đám người vừa mới trở xuống mặt đất, cả cái thành đoàn độ kiếp không gian đột nhiên dừng lại. Loại cảm giác này, là thời gian ngừng lại. Vũ Nhu Tử, Lý Âm Trúc, Đậu Đậu, Tống Thư Hàng sau lưng tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nguyên thần, tất cả đều ngừng lại không cách nào động đậy. Liền tâm lý giao lưu đều dừng lại, thân thể cùng ý thức toàn bộ ngừng lại. Tích Long Lạc lần nữa kết nối. Long Lạc tiểu trợ thủ một mực đang không ngừng nếm thử kết nối Long Lạc, lần này lại một lần nữa tạm thời liên tuyến. Kiểm tra đến cuối cùng thiên kiếp không thể gặp cái chết, phàm là không cách nào thông qua xem xét người, toàn bộ hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng thiên kiếp không phải vừa mới bắt đầu sao? Có biện pháp nào không đưa nó chuyển hóa làm Hắc Long thiên kiếp? Tống Thư Hàng thử nghiệm hỏi. Quyền hạn không đủ, mà lại, nơi này không phải Hắc Long thế giới. Tống Thư Hàng, một kiếp này là lấy như thế nào hình thức rơi xuống? Muốn làm sao ứng đối? Nếm thử tiến hành suy tính. Sau một khắc, có một cái hình ảnh truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Thiên kiếp không gian bên trong, có một chút quang hoa nở rộ, trong đó phảng phất ẩn chứa thiên địa khai ích pháp tắc. Quang hoa nổ tung, phàm là tiếp xúc đến cái này quang tất cả sự vật, toàn bộ hóa thành cho tàn, tiêu tán không thấy, căn bản không có chống cự chi pháp. Mặc kệ là huyết nhục chi khu, nguyên thần, thực vật hoặc là công trình kiến trúc, mặc kệ là thời gian vẫn là không gian. Tại cái này không thể gặp cái chết đại kiếp bên dưới, toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái này chỉ sợ sẽ là trước đó thiên đế trước khi đi, lộ ra hẳn phải chết chi kiếp. Mà lại, cái này thành đoàn độ kiếp không gian tựa hồ vội vã không kịp đem giết chết độ kiếp tu sĩ, hắn căn bản là không đi đường thường. Thiên kiếp một mở, ý tứ tính đến một đợt báo trước, đợt thứ hai trực tiếp tước ngũ giác. Lại ngay sau đó,
trực tiếp nhảy vào cuối cùng một kiếp, đả kích chí mạng. Nếu như Tống Thư Hàng không có tiếp nhập Long Lạc, không có từ Long Lạc cái kia lấy được nhắc nhở, cái kia không thể gặp cái chết đại kiếp vừa rơi xuống, không có chút nào chuẩn bị Tống Thư Hàng cùng đoàn người, thập tử vô sinh. Quá trình có thể bớt thì bớt, đi đến cần thiết chương trình liền để độ kiếp người tu luyện bị vùi dập giữa chợ đi. Dù sao đều phải chết, ở giữa đi nhiều như vậy chương trình lãng phí thời gian làm gì. Thành đoàn độ kiếp không gian làm việc bên trong, khắp nơi để lộ ra phía trên phong cách. Một kiếp này muốn làm sao ứng đối, có ứng đối chi pháp sao? Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Thiên kiếp không phải thiên phạt, trên lý luận tới nói, bất kể là loại kia kiểu dáng thiên kiếp, đều sẽ lưu lại một điểm sinh cơ, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Phàm là không cách nào thông qua giám định người, gặp gỡ cái này ánh sáng, đem hôi phi yên diệt. Chỉ có thông qua giám định người, mới có thể còn sống. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở nói. Nói cách khác, một kiếp này muốn nhìn mặt, thiên kiếp đại gia yêu thương ngươi, cảm giác ngươi trưởng phù hợp hắn thẩm mỹ, liền có thể sống sót. Nếu như thiên kiếp đại gia cảm giác ngươi không đủ mỹ hình, liền phải chết. Cái này quá bị động, còn có cái khác manh mối sao? Tống Thư Hàng nói. Không cách nào suy tính. Long Lạc kết nối thất bại, một lần nữa kết nối bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở nói, hắn lần nữa chăm chỉ không ngừng một lần nữa kết nối rơi dây Long Lạc. Như vậy, biện pháp cũ, tại thiên kiếp rơi xuống trước đó, trước đem phục sinh kim tệ cho Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu, sau đó đưa nàng hai cùng Tiểu Âm Trúc trước hết giết một lần. Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn phục sinh kim tệ còn có mấy viên, nhưng sau lưng còn có nhiều như vậy cửu châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, phục sinh tệ không đủ dùng. Thành đoàn thiên kiếp thế giới thời gian, vẫn còn ngừng lại trong lúc đó. Duy chỉ có Tống Thư Hàng, có thể là bởi vì có Long Lạc quyền hạn quản lý nguyên nhân, có thể tự do hành động. Tích không thể gặp cái chết chi kiếp triển khai, đếm ngược 30 giây. Tống Thư Hàng, lúc này, ta muốn làm thế nào? Ta nghĩ, chỉ có cầu nguyện, Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Thời gian chỉ còn lại 27 giây. Chờ chết cũng không phù hợp tính cách của ta. Tống Thư Hàng nói, giờ khắc này, đầu óc của hắn ngược lại trước nay chưa có tỉnh táo, trong nháy mắt có thật nhiều suy nghĩ tại đầu óc hắn nhanh chóng hiển hiện. Đúng rồi, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, nói, tranh thủ liên tiếp đến Long Lạc, sau đó dùng côn na nữ sĩ trước đó làm qua thủ đoạn, dùng các vị cửu châu nhất hào quần tiền bối nhục thân, đem bọn hắn nguyên thần thay thế ra ngoài. Nhục thân tan vỡ, còn có phục sinh cơ hội, nguyên thần chết rồi, liền triệt để xong đời. Cả hai nhất định phải bỏ qua một loại, đó là đương nhiên là dùng nhục thân đến cõng nồi. Kết nối Long Lạc, thất bại. Còn có 25 giây thời gian, tận khả năng kết nối. Liền lên Long Lạc trước tiên, liền chấp hành mệnh lệnh của ta, đem tất cả tiền bối nguyên thần thay thế ra ngoài. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, Tống Thư Hàng triển khai thần thức, khóa chặt Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu vị trí. Hắn một bộ 12 mai phục sinh kim tệ. Bây giờ đã dùng hết 6 mai. Bất quá, Lý Âm Trúc trong tay có một cái còn không có sử dụng mất. Tống Thư Hàng đưa tay, đem hai cái phục sinh kim tệ phóng tới Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu trên thân. Thời gian chỉ còn lại 20 giây. Không sai biệt lắm, tăng thêm bỏ tiền thời gian, coi như Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu cùng Âm Trúc phát ra đứng lên kim tệ, phục sinh sau cũng đã vượt qua không thể gặp cái chết thiên kiếp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đưa tay nắm tay, biến dị cương thủ đem hắn nắm đấm nhuộm thành màu đen kịt, 36 con thánh viên bưng lấy nho ra kinh văn phù hiện ở phía sau hắn. Xin lỗi rồi, Đậu Đậu, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn thi triển bản thân mạnh nhất nhị phẩm quyền pháp kim cương phục ma quyền, hung hăng nện trên người Đậu Đậu. Đương, quả đấm của hắn, không có thể gây tổn thương cho đến Đậu Đậu mảy may. Tại loại này kỳ quái thời gian ngừng lại trạng thái. Đậu Đậu ở vào một loại vô địch hình thức, không cách nào bị tổn thương. Tống Thư Hàng trong lòng một trận bất lực. Thời gian còn có 10 giây. Kết nối Long Lạc thành công, chuyển di tất cả mục tiêu nguyên thần. Chuyển di thất bại, nguyên thần ở vào không thể tiếp xúc, không thể di động hình thức. Thành đoàn độ kiếp không gian mặc dù còn là một bán thành phẩm, nhưng nó đã có hết thảy, đều trải qua tinh tế hạch toán, cơ hồ không cách nào tìm tới bất kỳ bắc. Nguyên thần chuyển di thất bại. Thời gian còn có 8 giây. Thông qua Long Lạc kết nối ta hạch tâm thế giới, nếm thử đưa nó mở ra.
ở bên cạnh ta mở cửa nhỏ. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Tích hạch tâm thế giới mở ra thành công. Tống Thư Hàng lập tức nếm thử dùng hạch tâm thế giới, thu nạp tất cả mọi người, nhưng tương tự thất bại. Thời gian ngừng lại trạng thái đám người, căn bản là không có cách di động mảy may. Cái kia chỉ có một chiêu cuối cùng, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới đao kiếm phong bên dưới. Ở nơi đó, có một đống núi nhỏ giống như vân tước tử tiền bối. Linh kiện. Tống Thư Hàng mỗi lần nhìn thấy cái này một đống lớn vân tước tử tiền bối linh kiện lúc, trong lòng đều sẽ không hiểu phun lên một loại tội ác cảm giác. Nhưng lần này, nhất định phải sử dụng bọn chúng. Tống Thư Hàng trong nháy mắt ý thức quấn lấy trong đó một nửa vân tước tử tóc dài, đưa chúng nó lấy ra. Vân tước tử mái tóc dài màu xanh lam rất dài, một mực rủ xuống đến bắp chân, dù cho một nửa, cũng có đến lưng chiều dài. Tống Thư Hàng đem tóc dài lấy ra về sau, trước tiên đưa chúng nó rơi vãi ra, khiến cái này xinh đẹp mái tóc dài màu xanh lam, rượu đến mỗi một cái cửu châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, cùng đậu đậu, vũ nhu tử, tiểu âm trúc trên người. Tại thời khắc cuối cùng, hắn nhớ tới tai nạn cự quy loại kia không thèm nói đạo lý không gian thiên phú, cùng bọn chúng loại kia trực tiếp liền không gian đều có thể cắn xuống một khối, cưỡng ép mang đi vân tước tử linh kiện năng lực. Còn có 4 giây. Nhanh một chút, nhanh một chút. Tống Thư Hàng trong tay nắm lấy vài gốc vân tước tử tóc dài. Chỉ hy vọng mang đến tai nạn cự quy, có thể kịp thời xuất hiện, đem bọn hắn cùng cửu châu nhất hào quần tất cả mọi người, toàn bộ thôn phệ mang đi. Ngay tại Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, trong hư không có một chương miệng rộng mở ra, hướng vũ nhu tử, đậu đậu, lý âm trúc vị trí ngụm lớn táp tới. Tới tốt lắm. Mà lại, tai nạn cự quy không phải chỉ một đầu, bọn chúng là một cái tộc đàn. Cái khác tai nạn cự quy nói không chừng cũng sẽ bị hấp dẫn. Mau đem chúng ta thôn phệ mang đi, không thời gian giải thích. Tống Thư Hàng nội tâm kích động kêu lên. Nhưng vào lúc này, tai nạn cự quy đột nhiên lại khép lại miệng, ẩn núp về trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có lựa chọn mang đi vũ nhu tử. Lại đặc mã muốn hố ta, một nữ tính thanh âm ở trong không gian vang lên. Thanh âm này tương đối quen. Là lần trước bị sở các chủ cướp đi mai rùa cự quy nữ sĩ. Hố rùa loại chuyện này, quả nhiên không thể hết lần này đến lần khác. Đặc biệt là gài bẫy quen rùa thời điểm. Sực hoàn, hy vọng cuối cùng sập. Tống Thư Hàng đã bất lực. A, hôm nay Tống Thư Hàng làm sao mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào rồi. Cái này cửa sổ nhỏ đồng dạng cửa ra vào, thông hướng chỗ nào. Tại cuối cùng 2 giây thời gian bên trong. Một đầu hành mầm hiếu kỳ từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra ngoài. Cẩn thận, thông nương, nơi đó là thiên kiếp thế giới, mau trở lại. Quy tiền bối thanh âm lo lắng vang lên. Quy tiền bối như thế vừa hô, thông nương bị giật nảy mình, sau đó từ hạch tâm thế giới đại môn bên trong rơi ra, hướng Tống Thư Hàng rơi xuống. Tống Thư Hàng, thiên đường có lối ngươi không đi, thiên kiếp thế giới không cửa ngươi càng muốn leo cửa sổ tiến đến, thông nương, ngươi cần gì phải đâu. Mau trở về, hắn vội la lên. Hắn giơ chân đá trên người thông nương, đem thông nương thân hình đá bay lên, hướng hạch tâm thế giới cửa sổ nhỏ đá vào. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức thông nương tiếng kêu rên liên hồi, giữa không trung nàng hành nhọn gãy mất. Bị đá gãy. Tống Thư Hàng một cước này căn bản không kịp lực khống chế độ, nhưng gãy mất hành nhọn dù sao cũng so rơi mất mạng nhỏ tốt. Thừa dịp hạch tâm thế giới còn không biến mất, trước đem thông nương đưa trở về. Tích Long Lạc Đức Tuyến, nếm thử một lần nữa kết nối. Hạch tâm thế giới cửa sổ nhỏ, biến mất. Nhật, cái này túng bức, thời điểm then chốt liền không có đáng tin cậy qua. Vào miệng không có, thông nương bay đến giữa không trung, lại rơi mất trở về, rơi vào Tống Thư Hàng bên chân. Tống Thư Hàng, thông nương. Mà lúc này, thiên kiếp thế giới nơi xa, có một chút quang hoa sinh ra. Đó là hủy diệt chi quang, không thể gặp tử vong. Tống Thư Hàng thần thức quét qua đến quang mang kia lúc, cũng cảm giác tinh thần lực một trận nhói nhói. Hắn ngồi xổm xuống, thở thật dài một cái, sờ lên thông nương bị đá đoạn vết thương, thật có lỗi. Sớm biết ta hẳn là sớm điểm đem hạch tâm thế giới thông đạo đóng. Thông nương, hôm nay, ngươi phải bồi chúng ta cùng chết. Tống Thư Hàng đưa tay kích hoạt pháp khí chữa trị pháp thuật, ý đồ để thông nương ngọn hành một lần nữa sinh trưởng trở về. Nhưng chỉ dũ thuật không phải đoạn chi trọng sinh, thông nương hành mầm chỉ dài lại một chút nhỏ. Tống Thư Hàng nghĩ,
lấy mấy sợi vân thước tử tóc dài treo ở thông nương hành mầm đứt gãy bên trên. Không có cách nào đem hành mầm bổ trở về, treo mấy sợi tóc thấu hỏa lấy sử dụng đi. Dạng này, chỉ ít thời điểm chết, có thể thể diện một điểm. Chết, phải chết, thông nương lắp bắp nói. Nhìn thấy nơi xa quang mang kia sao? Ngươi nên có thể nhìn thấy, đó là hủy diệt chi quang, ta đã thấy đáng sợ nhất thiên kiếp. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, Vũ Nhu Tử, Âm Trúc cùng Đậu Đậu bắt đầu từ thời gian ngừng lại trạng thái, chậm rãi khôi phục lại. Ngươi lúc đầu tại hạch tâm thế giới ngốc thật tốt, không nghĩ tới ngươi lại nhưng bỏ ra ngoài. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Xin lỗi rồi, Xích Tiêu Tử tiền bối. Ngài bồi dưỡng ra được cái này gốc có được thiên đạo chi tư thông nương, hôm nay muốn cùng ta cùng chết. Ta còn có thể cứu giúp một chút không? Thông nương lệ rơi đầy mặt. Nàng ầm ầm sóng dậy hành sinh, còn không có chân chính mở ra, liền muốn di di. Tống Thư Hàng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, giao cho thông nương, cất kỹ hắn, sau đó có thể hay không sống sót. Liền nhìn vận mệnh đi, nếu như lần này ngươi thật có thể sống sót, ta liền cho ngươi tự do. Dù sao, ngộ đạo thạch đối với ta hiện tại mà nói, tác dụng đã không phải là quá lớn.